Lệ Khuynh Thành đã đánh giá thấp sức mê hoặc của mình, hoặc có thể nói là đánh giá cao năng lực nhẫn nại của Tần Lạc. Tần Lạc đột nhiên bạo phát khiến Lệ Khuynh Thành rất bất ngờ, đây không phải là lần đầu tiên cô ta đùa giỡn Tần Lạc, thế nhưng mỗi lần đều không có vấn đề gì, nhưng lần này tự cô ta lại đưa mình vào miệng sói. Nói thật, Lệ Khuynh Thành cũng không ghét bỏ gì Tần Lạc. Ngược lại, cô ta còn hơi thích nam nhân lần đầu tiên gặp mặt đã lưu lại ấn tượng cực tốt cho cô ta này. Xuất thân trong một gia đình hỗn loạn, sau đó tự mình độc lập gây dựng sự nghiệp, giao tiếp với vô vàn loại người. Lại vì sự xinh đẹp của cô ta cho nên xung quanh có cả tấn người theo đuổi. Nếu dùng một từ ngữ để hình dung Lệ Khuynh Thành thì đó là duyệt người vô số. Là người, là quỷ, là thiện lương hay giả vờ thiện lương, cô ta chỉ liếc mắt một cái là biết. Thế nhưng, Tần Lạc có thể mang tới cho cô ta một cảm giác khác hẳn. Một chút háo sắc, nhưng lại rất hay ngượng ngùng. Khi người khác không chú ý, hắn sẽ lén lút nhìn mỹ nữ. Nhưng nếu hành vi của hắn không cẩn thận bị người ta phát hiện, hắn lại cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn thẳng vào người ta. Vẻ ngoài của hắn trông rất đơn thuần, nhưng lại có sự cố chấp và thông minh của mình. Y thuật cao minh, tùy tiện lấy ra một phương thuốc có thể tích lũy được gia tài ức vạn. Hắn rất thích người có lòng kiên trì và nhiệt ái với trung y, lý tưởng một lòng cứu rỗi trung y thoạt nhìn thì có chút ngu ngốc, nhưng lại khiến người ta rất cảm động. Giống như cô ta đã nói, khi ở bên cạnh hắn, luôn cảm thấy một loại khoái cảm như được lên đỉnh. Hắn ở một số chuyện nhỏ thì luôn hồ đồ và có chút đáng yêu, thế nhưng đối diện với những chuyện lớn thì lại rất thong dong cơ trí. Ở trước mặt những ký giả đó nói chuyện rất ung dung, có lý có căn cứ, hài hước dí dỏm. Hoàn toàn có phong phạm của một thương gia hạng nhất. Nghiệp đoàn Trung Y thành lập, tất cả những bài báo của giới truyền thông đều nghiêng về một phía, cơ hồ không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm phản đối và hoài nghi nào, cũng bởi vì toàn thể những ký giả có mặt ở đó đều hoàn toàn bị những lời nói của hắn chinh phục. Hắn ở trước mặt người ta miêu tả một viễn cảnh rất tươi đẹp và rất rộng lớn, hơn nữa, mỗi một người đều tin rằng hắn có thể thành công. Nam nhân như vậy, đáng để nữ nhân nào cũng phải yêu thích. Nhưng Lệ Khuynh Thành biết rằng, quan hệ của bọn họ. Soạt. Lệ Khuynh Thành mở to hai mắt ra nhìn, tên sắc lang này đã thừa thắng truy kích, bắt đầu vuốt ve bộ ngực của cô ta cách một lớp quần áo. Hơn nữa, bộ dạng còn rất lão luyện thành thục. Cô ta càng giãy giụa, Tần Lạc ôm càng chặt hơn. Cô ta muốn né tránh, nhưng miệng bị Tần Lạc ngậm lấy, căn bản không thể né được. Tần Lạc giống như là đã phát điên, liều mạng mút mát và sờ soạng. Giống như là muốn đút thân thể mình vào bên trong thân thể cô ta vậy, muốn để hai người hợp thành một. Càng gay gâu hơn là, dưới sự hôn hít và sờ soạng điên cuồng của hắn, Lệ Khuynh Thành không ngờ cũng có cảm giác. Đáng chết! Khi Lệ Khuynh Thành minh bạch điểm này, cô ta cũng buông bỏ lòng kháng cự, tùy ý để Tần Lạc hôn môi, cổ, ngực mình. Chính bản thân cô ta cũng không hiểu, cúc áo của mình đã bị cởi từ lúc nào vậy. Vóc dáng của Lệ Khuynh Thành thật sự là quá mê người. Giống như một quả khí cầu bơm đầy khí. Cao gầy, đẫy đà, lồi lõm, đường cong lả lướt. Miệng cô ta ướt át ấm áp, cổ cô ta thon dài trắng nõn, ngực đầy đặn tròn trịa. Ba bộ vị này Tần Lạc đều luôn nhìn lén và khao khát thèm muốn, hôm nay cuối cùng cũng có thể tiếp xúc trực tiếp. Trong tiếng thở hổn hển, tứ chi của hai người quấn vào nhau rồi ngã lên salon. Áo phông của Lệ Khuynh Thành bị cởi, lộ ra áo lót màu tím có đường viền hoa ở bên trong. Bộ ngực ao vút tròn trịa đó tuy vẫn bị hai mảnh vải tinh xảo đó che đậy, nhưng bầu vú hơi lộ ra ngoài và rãnh ngực thâm thúy mê người đã khiến người ta mắt mở thần mê. Lệ Khuynh Thành bình thường ngôn hành phong lưu, cử trí phong đãng, trông rất có kinh nghiệm giờ hoàn toàn ngây ngốc rồi, giống như một tiểu sử nữ bị Tần Lạc cởi hết quần áo, đợi thời khắc kỳ diệu đó ập đến. Thân thể của Tần Lạc như sắp cháy rụi, có một cỗ khí lưu cuồn cuộn chảy khắp bên trong cơ thể hắn, mang theo một loại cảm giác nóng hừng hực. Cỗ khí lưu đó càng chảy càng nhanh, thế đến hung hãn, có một loại cảm giác như không thể khống chế được. Giống như là hoa hướng dương đã nở, muốn ở dưới ánh mặt trời phóng ra bông hoa chói mắt nhất. Tay của Tần Lạc cuối cùng cũng không chịu an phận mà mò xuống dưới váy Lệ Khuynh Thành, chỉ cần cởi nốt cái nút này là hắn có thể giải thoát. Thế nhưng, tay của hắn lại ở bị người ta ngăn lại. Lệ Khuynh Thành đang mê đắm trong dục vọng đột nhiên mở mắt, nhìn Tần Lạc hỏi, cậu chuẩn bị kỹ chưa? Chuẩn bị kỹ rồi, Tần Lạc thở hổn hển nói. Chuẩn bị cả 20 năm rồi chẳng lẽ còn chưa kỹ? Thực sự đã chuẩn bị kỹ rồi, Lệ Khuynh Thành hỏi lại. Tần Lạc trầm mặc. Cậu chưa chuẩn bị kỹ, Lệ Khuynh Thành nói,
nếu còn có tâm sự chưa bỏ xuống được thì giúp tôi mặc quần áo lại đi. Tần Lạc từ trên thân thể của Lệ Khuynh Thành đứng lên, chạy tới rót một cốc nước đá rồi một hơi uống cạn. Cỗ khí lưu đang sôi trào đó như bị nước dập tắt, tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Đây chính yêu hay là dục vọng, Tần Lạc chưa hiểu rõ vấn đề này. Lệ Khuynh Thành cài xong cúc áo, bước tới rót cho mình một chén hồng tử, đứng trước mặt Tần Lạc, không nói gì, chỉ cười tủm tỉm quan sát Tần Lạc. Cô cười cái gì? Tần Lạc có chút tức giận nói. Cậu em nhỏ, Đát Kỷ là ai vậy? Lệ Khuynh Thành cười ha hả hỏi. Lúc Tần Lạc và Gia Gia đọc Phong Tần bảng, nhân vật Đát Kỷ mị hoặc và ác độc khiến hắn nhớ rất sâu. Mà trên người Lệ Khuynh Thành lại có rất nhiều bóng dáng của nữ nhân đó. Không tồi, tên này tôi rất thích, nghe cũng mới mẻ, Lệ Khuynh Thành nói. Xem ra tôi không nên buông tay, Tần Lạc có chút hối hận nói. Cô ả này hình như lại đang khiêu khích mình. Sao, muốn bao tôi làm vợ hai à? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc, hỏi. Thấy Tần Lạc trầm mặc, sắc mặt Tần Lạc Lệ Khuynh Thành cũng trở nên nghiêm túc. Cô ta vỗ nhẹ lên mặt Tần Lạc, nói. Tôi cũng chẳng có sức mà ngăn cản, phải không nào? Là cậu không qua được cửa của chính mình thôi. Tôi hiểu, Tần Lạc thở dài, xem ra còn lâu mới thoát khỏi cái mũ sử nam này. Được rồi, nói về chính sự nhé. Lệ Khuynh Thành nói, hiện tại chúng ta đã gieo được mầm móng vững chắc, chỉ đợi khai hoa kế quả thôi. Hiện tại có hai chuyện vô cùng khẩn cấp cần phải xử lý, một là quản lý và doanh tiêu của nghiệp đoàn Trung Y, công tác này vô cùng to lớn, cũng vô cùng phiền phức. Chuyện còn lại chính là quốc tế Khuynh Thành phải xây dựng lại đường lối sản xuất, căn cứ vào yêu cầu của quân bộ mà sản xuất vật dụng quân nhu. Hai chuyện này đều không được trì hoãn, nhưng một mình tôi thì lại quá bận. Chúng ta cần tuyển mộ một lượng nhân tài mới cho đoàn thể. Anh có nhân tuyển thích hợp nào không? Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, hay là gọi Lâm Hoán Khê tới hỗ trợ nhé. Cô ta vừa từ chức, đang ở nhà. Từ chức rồi ư, Lệ Khuynh Thành sửng sốt. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, hỏi, cậu đây là định để vợ cả tới giám thị tôi à? Không phải vậy đâu, tôi không có ý này. Tần Lạc nói, tôi tin cô cũng như tin tưởng cô ấy vậy. Ồ, Lệ Khuynh Thành gật đầu cười, tôi ở trong lòng cậu không ngờ lại có địa vị quan trọng đến nhường này ư. Sớm biết vậy thì tôi đã để cậu làm xong chuyện vừa rồi rồi. Ô không ô, két. Chiếc Hammer đột nhiên phanh lại, nghiền cho tuyết ở dưới bay ra ngoài mấy mét. Cửa xe mở ra, Bạch Phá Cục từ ghế lái xe bước xuống. Vỗ vỗ vào cánh cửa sơn hồng kiểu cổ xưa, két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một gương mặt bình thường và già nua xuất hiện trước mặt Bạch Phá Cục. Thiếu gia, cậu về rồi, lão nhân cung kính nói. Bạch Phá Cục gật đầu, bước vào trong nhà, cửa gỗ lại được đóng lại, trở thành một tiểu viện độc môn từ ngoài không nhìn thấy được. Nhưng, nếu nói ra vị trí và biển sổ của tòa viện tử này, số 16 đường tử viên. Vậy thì, nếu bị một số người hữu tâm nghe thấy, e rằng sẽ lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Đường tử viên còn được gọi là đường bộ trưởng cấp cao của thành Yến Kinh cơ hồ đều sống trên con phố này. Đi qua sân vườn và một cây hòe sợ rằng đã phải hơn trăm tuổi, từ xa có thể thấy một lão nhân đang ngồi trên một cái ghế gỗ dưới mái hiên, ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài, khói từ tẩu thuốc trong tay lão bốc nghi ngút, còn chưa kịp bay ra xa đã bị đóng thành bọt nước trong không trung. Ra ra! Bạch Phá Cục gọi, hắn bước tới, nhặt tấm thảm mà lão nhân đánh rơi xuống đất lên, nhưng lại bị lão nhân vỗ một cái lên lưng. Đừng động đậy, đây không phải là việc của cháu, lão nhân vẻ mặt uy nghiêm nói. Bạch Phá Cục quả nhiên không dám động nữa, đứng thẳng như bút trước mặt lão nhân, nói, cháu muốn quyền lực thật lớn. Trong mắt lão nhân tinh quang chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn đứa cháu cao lớn ở trước mặt, hỏi, bị con nhóc của nhà văn nhân và tiểu tử của Tần gia đả kích ư? Vâng, Bạch Phá Cục không chút giấu giếm nói. Nhưng, hiện tại Bạch gia là do Bạch Lập Uy quản sự. Lão nhân hít một hơi thuốc, trong mũi thở ra một luồng khói. Con sẽ làm tốt hơn hắn, Bạch Phá Cục nói. Nó là chú của con. Chẳng có liên quan gì tới chuyện này cả. Rất tốt, lão nhân đứng dậy, tuy thân thể hơi gầy gò, nhưng lại không hề thấp bé. Đứng trước mặt Bạch Phá Cục thì không thấp hơn hắn là bao. Còn có một cỗ khí thế mà uy nghiêm mà Bạch Phá Cục không có được. Bạch Phá Cục, ta đợi cháu đã lâu rồi. Lão nhân rất hài lòng nhìn Bạch Phá Cục, nói, cháu thông minh, có thể làm nên chuyện nhưng lại quá ham chơi. Ta không mắng cháu, cũng không trách cháu. Săn gấu có thể luyện gan, bắt cá có thể khôn khéo biết nhìn ra trông rộng.
Ta biết tính khí của cháu là không cam chịu đứng sau người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày cháu sẽ đến tìm ta. Hiện tại cháu đến vẫn chưa muộn. Lão nhân vỗ vai Bạch Phá Cục, nói, đến lúc để cháu đứng ra rồi. Phóng tay đi tranh đấu cùng họ đi. Ở Yến Kinh, cháu có hai đối thủ, Văn Nhân Mục Nguyệt và tên nhóc đó của Tần Dì. Chỉ có hai người họ thôi sao? Bạch Phá Cục có chút nghĩ đến Nhập Thần. Chương 165, anh dựa vào cái gì mà có thể cứu vãn Trung Y? Bầu trời sáng sủa, ánh nắng chói chang. Tuyết lớn rơi cả tuần cuối cùng cũng dừng lại, Tần Lạc cầm sẻng quét tuyết. Nếu như không dọn sạch tuyết ra cống nước ở bên ngoài, đợi tới lúc chúng tự tan thì trong tiểu viện tử có thể nước chảy thành sông. Lâm Hoán Khê đang nằm dưới mái nhà đọc sạch, là tiểu đoàn viên của Trương Ái Linh. Đây là cô gái được gọi là tiểu tư giáo phụ, độc giả của cô ta thực sự có rất nhiều. Tri thức nữ tính cơ hồ bị cô ta một mẻ bắt hết. Lâm Hoán Khê trên người mặc mộ bồ đồ thể thao màu trắng, chân mang dép vải bông. Thân thể lười biếng dựa vào ghế mây, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang chuyên chú của cô ta, giống như là bức tranh được khảm vàng. Lâm Hoán Khê là một cô gái cực kỳ an tĩnh, bởi vì mặc chứng sợ nam, mấy năm, cơ hồ bỏ hết cả bạn bè ở bên cạnh. Cho nên, trong mấy ngày vừa từ trước này, cô ta chỉ luôn ở trong nhà. Đọc sách, tập thể dục, giúp đỡ dọn dẹp phòng và một số việc trong nhà. Không thể không nói, đây là một cô gái hiền thê lương mẫu điển hình. Đương nhiên, nếu như anh không hiểm cô ta quá trầm mặc. Lâm Hoán Khê một mực không chịu nói nguyên nhân từ trước, Tần Lạc cũng không truy hỏi. Có điều, Tần Lạc tôn trọng quyết định của cô ta. Nếu công tác này đã không làm cô ta vui, vậy thì bỏ đi là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại của Tần Lạc, cũng hoàn toàn không cần phải đi làm giáo sư mỗi tháng nhận vài ngàn đồng tiền lương. Nhưng, hắn thích nghề nghiệp của mình. Hơn nữa, hắn không bỏ được những học sinh đáng yêu đó, nhất là Vương Cửu Cửu. Nhắc tới Vương Cửu Cửu, Tần Lạc lại có chút đau đầu. Hắn cũng không có cách nào phân rõ được quan hệ giữa hai người. Quan hệ thầy trò, có mấy lão sư có thể nhìn hết được cơ thể học trò. Quan hệ yêu đương. Hình như không phải là như vậy. Chỉ có thể để thuận theo tự nhiên thôi. Tần Lạc bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lâm Hoán Khê khép sách lại, ngẩng đầu nhìn Tần Lạc đang bận bịu trong vườn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng, giống như là sợ bị người ta phát hiện, nụ cười này rất nhanh liền biến mất. Nếu mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi chút đi. Lâm Hoán Khê gọi Tần Lạc. Để xong việc đã, Tần Lạc nói, sau đó quét nhanh mấy khối tàn tuyến vào trong cống nước, rồi cầm sẻng bước tới mái hiên. Tần Lạc đặt mông ngồi lên tay dựa của ghế mây, cầm cốc trà mà Lâm Hoán Khê đã chuẩn bị cho hắn lên uống một ngụm, nói, anh giới thiệu cho em một công việc nhé. Hả, Lâm Hoán Khê nghi hoặc hỏi, đôi mắt ôn nhu xinh đẹp nhìn Tần Lạc, khiến Tần Lạc có cảm giác đê mê. Đã là gái 20-30 tuổi rồi, không ngờ còn có thể lộ ra vẻ mặt thiên chân vô tà như vậy, đúng là cực phẩm. Là thế này, Tần Lạc hơi chần chừ. Suy nghĩ xem dùng từ gì mới không khiến cô ta hoài nghi quan hệ của mình với Lệ Khuynh Thành. Là Quốc tế Khuynh Thành hay là nghiệp đoàn Trung Y? Lâm Hoán Khê cất tiếng hỏi. Em biết rồi à, Tần Lạc kinh ngạc. Lâm Hoán Khê gật đầu, nói, giới truyền thông đưa tin suốt, Gia Gia cũng rất chú ý tới chuyện này. Kỳ thực, không chỉ Lâm Thanh Nguyên chú ý, Lâm Hoán Khê cũng rất quan tâm tới việc này. Dẫu sao thì đây cũng là tổ chức Trung Y mà Tần Lạc đứng đầu. Hơn nữa hắn còn là hội trưởng đệ nhất của nghiệp đoàn. Nếu lần này kế hoạch của nghiệp đoàn thất bại, nhất định sẽ khiến hắn bị đả kích. Cũng may là khởi đầu vô cùng tốt đẹp, chỉ đợi tổ chức này bắt đầu có thu hoạch và sản sinh lợi nhuận. Sau khi tổ chức có lợi nhuận, nghiệp đoàn sẽ có thể vận chuyển bình thường, và không cần Quốc tế Khuynh Thành phải rót tiền vào nữa. Vậy em sao đoán được anh và Quốc tế Khuynh Thành có quan hệ? Tần Lạc hỏi. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, nói. Tuy em chưa tiếp xúc với Lệ Khuynh Thành, nhưng cũng có chút lý giải về năng lực của cô ta. Nếu trước đây cô ta đã có phương thuốc như vậy, Quốc tế Khuynh Thành sớm đã được cô ta làm cho mạnh mẽ hơn rồi. Anh và Gia Gia trong bữa còn đã từng nói về vấn đề thuốc dưỡng da Kim Dũng. Chứng tỏ phương thuốc này là anh đưa ra, ít nhất thì các ngươi là kiểu hợp tác gì đó, em cũng không biết rõ. Còn nữa, từ việc anh tham gia chụp hình quảng cáo cho phấn dưỡng da Kim Dũng cũng có thể nhận được một số tin tức. Em đoán không sai, anh quả thực có cổ phần của Quốc tế Khuynh Thành. Tần Lạc cười nói, đúng là không thể xem thường bất kỳ cô gái nào. Lâm Hoán Khê bình thường trông có vẻ luôn thờ ơ với tất cả mọi việc, nhưng đúng là có một số chuyện không qua được mắt cô ấy.
Ý của anh là muốn em đi làm công việc gì? Lâm Hoán Khê hỏi. Tần Lạc cười nói, các này thì tùy em chọn, bất kể là nghiệp đoàn Trung Y hay là quốc tế Khuynh Thành đều được cả. Vậy em tới nghiệp đoàn Trung Y nhé, Lâm Hoán Khê nói. Vì sao? Tần Lạc hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực, hắn mong muốn Lâm Hoán Khê giúp hắn phụ trách việc ở quốc tế Khuynh Thành hơn. Nghiệp đoàn Trung Y là một tổ chức mới, công việc rất nhiều lại rườm rà, hơn nữa còn phải giao tiếp với rất nhiều phía, giao cho cô ả đầy mánh khóe giao tiếp và cường hãn Lệ Khuynh Thành là thích hợp nhất. Em không thích cái tên quốc tế Khuynh Thành này, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc đột nhiên cảm thấy mình hình như vừa làm một chuyện rất ngu xuẩn. Hắn kéo Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành vào làm việc cùng nhau, cái, băng hỏa nhị trọng thiên, này thực sự có thể thủy hỏa tương dung ư. Chỉ mong sau này sẽ không xuất hiện sự tình hai cô nàng cầm dao chém nhau. Tần Lạc đang kéo Lâm Hoán Khê vào lòng mình thì điện thoại trên bàn đột nhiên reo chuông. Trên màn hình hiện ra hàng số của Vương Dưỡng Tâm, bởi vì gần đây sự vụ bận rộn, Tần Lạc đúng là đã rất lâu rồi chưa liên lạc với hắn. Dưỡng Tâm, có việc gì vậy? Tần Lạc nhấc điện thoại lên hỏi. Sư huynh, anh đang ở đâu vậy? Có rảnh không? Vương Dưỡng Tâm cười hỏi. Ở nhà, hôm nay không có việc gì cả. Tần Lạc trả lời, hắn không phải là không có việc mà là đã đẩy hết mọi việc cho Lệ Khuynh Thành rồi. Đương nhiên, nhìn Lệ Khuynh Thành giống như một cái máy cơ khí vận chuyển cao tốc không ngừng ban bố các loại hiệu lệnh, hắn cũng thực sự là không giúp được gì, cho nên dứt khoát không ở bên cạnh làm phiền cô ta. Trong tiềm thức, Tần Lạc cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Ăn tủy mới biết vị, từ sau lần Tần Lạc cởi quần áo của Lệ Khuynh Thành, hiện tại luôn không kìm được lòng mà nhìn lén ngực cô ta. Chuyện thằng em dục dịch ngóc đầu dậy thường xuyên phát sinh. Vậy anh đến Thần Châm Vương một chuyến đi, có người muốn gặp anh, tới chỗ chúng tôi đi. Vương Dưỡng Tâm cười khổ mà nói. Ai vậy? Tần Lạc hỏi. Lai lịch không nhỏ, anh đến rồi sẽ biết. Gia Gia đang tiếp người ta đó, Vương Dưỡng Tâm nói. Dập điện thoại, Tần Lạc nói, anh phải ra ngoài một chuyến. Lâm Hoán Khê dường như đã đoán trước được kết quả này, mang trường bào tới giúp Tần Lạc mặc vào. Tần Lạc rất hưởng thụ cảm giác được một ngự tỷ tuyệt sắc hầu hạ, sau đó lại rất hưởng thụ hôn cô nàng mấy cái rồi mới bước ra khỏi cửa. Khi hắn đứng ở trước cửa đợi khoảng 10 phút mới bắt được một chiếc taxi, Tần Lạc không thể không nghĩ một lần nữa, mình có phải là nên đi thi lái xe không nhỉ? Đáng tiếc hắn là một kẻ mù đường. Trong một tòa thành thị lớn như Yến Kinh, hắn ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt nói. Không biết trình độ này thì liệu có thể thuận lợi thi được bằng lái hay không? Lúc Tần Lạc chạy tới Thần Châm Vương thì Vương Dưỡng Tâm đã đứng chờ ở cửa. Hai người lúc trước còn là cừu địch giờ đã thành huynh đệ đồng môn, mệnh vận thật đúng là thích trêu người. Sư huynh, anh tới rồi. Vương Dưỡng Tâm cười nói. Ừ, ai muốn gặp tôi vậy? Tần Lạc hỏi, tuy rằng Vương Dưỡng Tâm gọi hắn là sư huynh, khiến hắn cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không sửa lại. Từ trước tới giờ y võ không phân biệt ra thế, người học y và người học võ đều giống nhau. Đều phi thường thích sắp xếp bối phận theo quy củ. Đây không phải là bảo thủ mà là biểu lộ lòng tôn kính đối với tiền bối. Án theo quy củ, Vương Dưỡng Tâm quả thực nên gọi Tần Lạc là sư huynh. Hình như cũng là người học y. Gia Gia đang tiếp bọn họ, em cũng không có cơ hội nghe ngóng. Hình như bối phận phi thường cao. Gia Gia đối với bọn họ rất khách khí. Vương Dưỡng Tâm nói. Để tôi đi xem, Tần Lạc bắt đầu hiếu kỳ. Vương Tu Thân là thái đầu trung y, bối phận trong giới trung y cao đến dọa người. Có ai lợi hại hơn lão nữa đây? Trong phòng khách, em dẫn anh đi, Vương Dưỡng Tâm nói. Dưới sự dẫn đường của Vương Dưỡng Tâm, Tần Lạc đi tới căn phòng chuyên để tiếp khách quý của Thần Châm Vương. Vương Dưỡng Tâm gõ cửa, nói, Gia Gia, Tần Lạc tới rồi. Bên trong không có tiếng trả lời, một lát sau, Vương Tu Thân tự mình ra mở cửa, nói, Tần Lạc vào đi. Vương Dưỡng Tâm bực bội đứng tránh ra, hắn còn cho rằng có thể theo Tần Lạc tiến vào thám tính tin tức. Sau khi Tần Lạc vào, liền bị hai vị khách ngồi trên salon hấp dẫn. Giống như hắn, hai người này đều mặc trường bào. Chỉ có điều họ mặc trường bào màu đen cùng kiểu dáng, trước ngực còn thêu một loại tâu tầm giống như là đầu lâu. Mà phía dưới đầu lâu lại thêu hai thanh đao bắt chéo tạo thành một cái giá đỡ. Điều này khiến Tần Lạc không hiểu bọn họ rốt cuộc là muốn biểu đạt ý gì. Hai người này một người tuổi hơi lớn, khoảng hơn 40 tuổi. Mặt đen râu dài, râu ria được cắt tỉa rất kỹ càng, giống như là một nam nhân rất biết bảo dưỡng. Người còn lại thì rất trẻ tuổi, xấp xỉ cỡ Tần Lạc.
dáng dấp trông cũng không tồi, nhưng vẻ kiêu ngạo trong mắt hắn lại thịnh hơn Tần Lạc nhiều. Anh chính là Tần Lạc, người mở miệng đầu tiên không ngờ lại là chàng thanh niên. Là tôi, Tần Lạc nói, các vị là ai? Khi Tần Lạc nói câu thứ hai thì lại quay sang Vương Tu Thân. Hắn nhìn không thuận mắt vẻ kiêu ngạo của hai người này, mình hỏi vấn đề này, 89 phần 10 là họ sẽ không trả lời. Vương Tu Thân còn chưa kịp trả lời Tần Lạc thì chàng thanh niên đã nói, nghe nói anh là người cứu vãn Trung Y. Đúng vậy, Tần Lạc nói, hắn càng lúc càng có phản cảm với thằng nhóc này. Dựa vào cái gì, tên trẻ tuổi đó hỏi, anh dựa vào gì mà cho rằng mình có thể cứu vãn Trung Y? Chương 166, có giấy phép kinh doanh và không có bằng lái xe. Thằng ôn này thái độ ngạo mạn, ngữ khí hừng hực bức người. Hơn nữa vừa mở miệng đã có cái kiểu chất vấn và khinh thường người ta, căn bản không cho người khác có cơ hội phản bác. Tần Lạc bị chọc tức, bước tới trước mặt Vương Tu Thân, cười hỏi, sư phụ, thằng ngốc này là ai vậy? Mày mắng ai là thằng ngốc? Tên trẻ tuổi đứng phát dậy, tức giận hét. Tao chửi mày đó, Tần Lạc nói, tao tưởng mày nghe rõ rồi chứ. Mày, Âu Dương Lâm, không được vô lễ. Người trung niên cuối cùng cũng mở miệng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, tay phải khẽ vuốt râu, trong giọng nói bình hòa mang theo vẻ kiêu ngạo, tôi tên là Âu Dương Mẫn, hắn là Âu Dương Lâm. Chúng tôi là người của Quỷ Y Phái. Quỷ Y Phái, Tần Lạc vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào môn phái Trung Y trong truyền thuyết này thực sự tồn tại? Tần Lạc đã từng nghe Gia Gia nhắc tới cái tên này. Quỷ Y Phái là một trong ba đại phân chi cổ xưa nhất của Trung Y. Lúc đó người học y rất ít. Để tránh cho Trung Y nhất mạch bị diệt sạch trong chiến loạn, mấy y sĩ y thuật cao minh đã tự lập tông phái. Nhất mạch Tam Chi, để bảo đảm hương hỏa vĩnh tồn. Ba phân chi lớn này chia làm Quỷ Y Phái, Bồ Tát Môn, và Chính Khí Môn. Trải qua thời gian dài tích lũy và phát triển, nhân tài của họ xuất hiện lớp lớp, cao thủ như rừng, đứng sừng sững cả ngàn năm không ngã, có thể coi là một trụ chính thống của Trung Y. Địa vị tương đương với Thiếu Lâm, Nga Mi và Võ Đang trong giới võ học. Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang những tên gọi này nhờ được xuất hiện trong tiểu thuyết và điện ảnh mà được nhà nhà người người đều biết. Còn ba đại môn phái của giới Trung Y lại cực ít người biết đến. Bọn họ vô cùng âm trầm, ẩn tàng ở những chỗ mà công chúng khó có thể đến được. Có điều, căn cứ vào lý thuyết y học và y thuật được diễn dịch khi các môn của ba môn phái này sử dụng cứu người mà hình thành mấy đại y lưu phái y học được nhiều người biết đến. Ví dụ như Dịch Thủy học phái do Đại Y gia Trương Nguyên Tố làm chủ thời nhà Kim. Ôn Bổ Phái do Trương Cảnh Nhạc thời Minh chủ trương, Bổ Âm Phái do Chu Đan Khê, một trong tứ đại danh ý thời Kim Nguyên sáng lập, còn có Công Hạ Phái, Bổ Thổ Phái, Hàn Lương Phái cùng tề danh với những phái trên. Quỷ Y Phái còn có một tên gọi khác là Quỷ Vương Phái, vì thủ pháp trị liệu của bọn họ đặc biệt quỷ dị, tên phương diện Trung Y phẫu thuật và thuật phương cũng có chỗ trác việt. Cảm giác mà Trung Y truyền thống tạo ra cho người ta chính là không hiểu phẫu thuật, chỉ hiểu châm cứu dùng thuốc. Trên thực tế lại không phải vậy, bất kể là cạo xương trừ độc cho Quan Vũ hay là Hoa Đà lão tiên sinh muốn mổ đầu Tào Tháo để chữa bệnh đau đầu, kỳ thật đều thuộc phạm trù Trung Y phẫu thuật. Trung Y cũng rất có hiệu quả với việc cắt trừ và trị liệu khối u ác tính. Quỷ Y Phái chính là rất giỏi về phương diện phẫu thuật cắt bỏ, lúc trước gia gia của Tần Lạc là Tần Tranh khi kể cho Tần Lạc nghe về nguồn gốc và sở trường của Tam Đại Phân Chi đã từng đặc biệt nhắc tới phương diện này. Khiến Tần Lạc bất ngờ chính là bọn họ không ngờ lại chủ động tìm đến cửa. Tần Lạc hiện tại mới hiểu hàm ý của tâu tầm trên ngực họ, đầu lâu là đại biểu cho địa ngục, còn hai thanh đao chính là đao phẫu thuật trong tay bọn họ. Ý tứ là, trải qua sự diệu thủ hồi xuân của bọn họ, có thể kéo người từ trong địa ngục trở về. Chẳng trách hai tên này mũi hướng lên trời, không thèm nhìn thẳng người khác. Quả nhiên là rất có lai lịch. Sao, cậu đã từng nghe rồi à? Âu Dương Mẫn nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lạc, kỳ quái hỏi. Nghe rồi, đao của Quỷ Vương, tay của Bồ Tát, tiền đầu nhất đầu của Chính Khí Môn. Tần Lạc cười nói. Trong tam đại môn phái thì thực lực của Chính Khí Môn là cường đại nhất, Bồ Tát Môn là thứ nhì, sau cùng mới là Quỷ Y Phái. Cho nên, người hiếu sự liền biên ra một câu về này, dùng để hình dung quan hệ của ba phía. Tiền đầu nhất đầu của Chính Khí Môn. Là hình dung sự sợ hãi của Quỷ Y Phái và Bồ Tát Môn đối với Chính Khí Môn, chỉ là cách nói có chút khoa trương mà thôi. Quả nhiên, nghe xong câu vẻ này, Âu Dương Lâm và Âu Dương Mẫn đồng thời biến sắc. Âu Dương Lâm gầm lên, mày thì biết gì? Chính Khí Môn thì tính là gì? Bọn tao khi nào thèm để nó vào trong mắt?
tiểu tử vô tri, đó là người hiếu sự nói năng lung tung, căn bản không phải sự thật. Âu Dương Mẫn cũng bị một câu này của Tần Lạc làm cho tổn thương. Trăm ngàn năm qua, quỷ y phái và Bồ Tát môn bị câu vẻ này ép cho không ngẩng đầu lên được. Đây thực sự là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của họ, chẳng trách hai tên này lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Đây không phải là tôi nói. Tần Lạc hờ hững nhún nhún vai, nói. Hơn nữa, một câu này có thể lưu truyền nhiều năm như vậy, chắc cũng phải có đạo lý của nó chứ. Mày, Ứ Dương Mẫn chỉ vào Tần Lạc, cười lạnh, cho dù chúng tôi kỹ thuật không bằng người. Nhưng, cậu thì hiểu được gì? Không hiểu còn giả vờ như hiểu mới khiến người khác cười chê. Mà các đáng cười chính là, chỉ bằng vào sức của một mình cậu mà vọng tưởng có thể cứu vãn được Trung Y, không sợ là trở thành trò cười sao? Bị cười chê chính là các người đó. Tần Lạc nói, một mình tôi năng lực có hạn, nhưng thụ ân của Trung Y, thì phải cố báo đáp. Tiếng nói tuy vẫn còn nhỏ, lực khí tuy vẫn yếu, nhưng vẫn cố hết sức mà bảo toàn Trung Y nhất mạch, vì người cùng ngành mà mưu cầu một con đường sống, vì con cháu đời sau của chúng ta mà lưu lại một chút báu vật. Khi tôi làm những việc này, các người đang ở chỗ nào? Lúc xưa tổ tiên của các người sáng lập ra ba phái Trung Y là để bảo đảm Trung Y tuyệt học vĩnh viễn bất diệt. Hiện tại thì sao, các ngươi giống như một đám rùa chui rúc trong mai, Trung Y sắp biến mất rồi còn giả vờ không biết. Các ngươi không cảm thấy có lỗi với tổ tiên của mình sao? Không cảm thấy cố lỗi với cả vạn đồng nghiệp Trung Y sao? Không cảm thấy có lỗi với trách nhiệm mà các ngươi đang phải gánh vác sao? Âu Dương Lâm và Âu Dương Mẫn bị Tần Lạc mắng cho á khẩu, Âu Dương Lâm phẫn nộ, nhưng lại không thể phản bác. Vẫn là Âu Dương Mẫn lão luyện hơn, nói. Ai bảo là chúng tôi muốn mặc cho Trung Y bị diệt? Trung Y truyền thừa cả ngàn năm, chẳng lẽ không phải là công lao của những người như chúng tôi sao? Tần Lạc cười lạnh, nói, Trung Y truyền thừa cả ngàn năm là bởi vì nhân dân cần nó. Hiện tại Trung Y gặp phải sự tấn công mãnh liệt của Tây Y, các người sao không đứng ra hô hào? Sao không đứng ra phát dương Trung Y, cứu vãn Trung Y? Các người chuẩn bị nằm trên công lao của tiền nhân mà ăn không cả đời ư? Tần Lạc, mày đừng không biết tốt xấu như vậy, mày có tư cách gì để giáo huấn bọn tao? Chuyện mà chúng tao làm rất nhiều, mày là ngoại nhân thì biết được những gì? Âu Dương Lâm chỉ vào Tần Lạc mà mắng. Tôi là ngoại nhân, tôi không biết. Anh là người của quỷ y phái, vậy anh nói cho tôi biết xem các ngươi đã làm được những gì? Tần Lạc cười nói, có thể, thực sự là tôi đã hiểu lầm các ngươi. Âu Dương Lâm đang muốn nói thì Âu Dương Mẫn xua tay cản lại, nhìn Tần Lạc nói. Chính vì muốn tốt cho Trung Y, chúng tôi mới tới tìm cậu. Tìm tôi làm cái gì? Tần Lạc hỏi. Giải tán nghiệp đoàn Trung Y. Không cho phép cậu lấy cái mác cứu vãn Trung Y ra để mưu lợi cá nhân. Âu Dương Mẫn nói. Âu Dương tiên sinh, nghe tôi giải thích đã. Tần Lạc không phải là hạng người như vậy, hắn là một người trẻ tuổi rất biết suy nghĩ. Cũng thực sự là muốn làm vài chuyện để giúp Trung Y nhất mạch của chúng ta. Vương Tu Thân rốt cục cũng tìm được cơ hội để lên tiếng. Liền đứng cạnh giải thích. Vương lão tiên sinh, tâm tình của ông tôi có thể hiểu. Dẫu sao thì hắn cũng là đồ đệ của ông. Âu Dương Mẫn nói, nhưng, chuyện này người của chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Bọn họ quả thực là vác cái mác cứu vãn Trung Y ra để kiếm tiền. Nghiệp đoàn Trung Y trên thực tế chính là công tài cổ phân mà hắn và chính phủ hợp tác song phương, điều này bọn họ không có cách nào để phủ nhận cả. Hơn nữa, chúng tôi đã có một nghiệp đoàn Trang Y. Không cần thêm một cái nữa. Đã có một nghiệp đoàn Trung Y ư? Tần Lạc sững sờ, chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Không sai, chúng tôi đã phát hiện ra tình huống nguy kịch của Trung Y. Do đó quỷ y phái, Bồ Tát môn và chính khí môn ba nhà liên hợp thành lập nghiệp đoàn Trung Y, mục đích chính là để phát dương quang đại Trung Y, ngăn cản sự lụi bại của Trung Y. Âu Dương Lâm đắc ý nói, nếu như giải tán thì chính là nghiệp đoàn Trung Y của các người phải giải tán đó. Tần Lạc cười nói. Tần Lạc, cậu biết cậu đang nói gì không? Âu Dương Mẫn tức giận quát. Tam đại Trung Y lưu phái chính là quyền uy của giới Trung Y. Từ trước tới giờ, một lời nói ra là nhất ngôn cửu đỉnh, không có ai dám kháng nghị. Hôm nay thằng ôn này dám nhiều lần khiêu khích uy tín của bọn họ. Tôi tất nhiên biết, Tần Lạc ngạo nghễ nói. Phải giải tán chính là các người. Nghiệp đoàn Trung Y của tôi là tổ chức hợp pháp được quốc gia phê chuẩn, chúng tôi có giấy phép kinh doanh. Nghiệp đoàn Trung Y của các người là thành lập tự phát, giống như là không có giấy phép lái xe vậy. Các người tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại tố cáo các người đó. Âu Dương Mẫn và Âu Dương Lâm tức đến lệch cả mũi,
ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra nổi. Vương Tu Thân vỗ vỗ vai Tần Lạc, ý bảo hắn đừng quá cay nghiệt, khiến cho mâu thuẫn càng lớn hơn. Những người này trong giới trung y có địa vị hiển hách, đắc tội với bọn họ thực sự là không nên. Vương Tu Thân đi tới trước mặt Âu Dưỡng Mẫn, đứng giữa hòa giải, Âu Dương tiên sinh, tôi cũng có hai nghiệp đoàn trung y cũng là chuyện tốt. Mục tiêu của mọi người đều là muốn phát dương trung y, phục vụ vì trung y. Một bên ở ngoài ánh sáng, một bên ở trong bóng tối. Hiệu quả thu được càng rõ rệt hơn. Hiện tại trung y đang nguy trong sớm chiều, trong giới của chúng ta nên đoàn kết lại với nhau mới đúng, đây không phải là lúc gây mâu thuẫn. Chúng tôi không muốn gây mâu thuẫn, thế nhưng thái độ của hắn quá cay nghiệt, Âu Dương Mẫn sắc mặt bất thiện nói. Là ai vừa vào đã muốn gây sự? Nếu như không phải là cậu vác cái mác cứu vãn trung y ra kiếm tiền, chúng tôi liệu có tìm tới đây không? Tôi hiện tại đã kiếm được một xu nào chưa? Đều là tôi đang đầu tư đó. Tần Lạc mặt sầm xuống. Nhắc tới cái này, tim hắn lại rỉ máu. Vì để thành lập nghiệp đoàn trung y, tiền chi dự toán là 4.000 vạn tệ. Tiền mà hắn kiếm được từ phấn dưỡng gia Kim Dũng đều rót gần một ước vào đây. Đầu tư không phải là để sau này kiếm tiền sao? Âu Dương Lâm mỉm mai. Tôi đầu tư thì đương nhiên phải kiếm được tiền. Tôi không chỉ muốn kiếm tiền, tôi còn muốn tất cả các đồng nghiệp trong giới đều kiếm được tiền. Tần Lạc nói. Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi. Vương Tu Thân cười nói, có gì thì cùng thương lượng, hà tất phải khó chịu như vậy, cứ tiếp tục thế này thì liệu có giải quyết được gì không? Nghiệp đoàn trung y của hắn có thể không giải tán, Âu Dương Mẫn nói, nhưng, phải phục tùng sự lãnh đạo của chúng tôi. Tần Lạc bực lắm rồi, nghiệp đoàn trung y do tôi một tay sáng lập và đầu tư, chỉ bằng một cậu nói của ông mà muốn lấy đi à? Ra giá đi, Tần Lạc tài đại khí thôi nói, nghiệp đoàn trung y của các người tôi sẽ mua. Mua tiếp, là có thể đưa ra thị trường. Đây là một câu nói của Lệ Khuynh Thàn, Tần Lạc không biết có đúng hay không, trước tiên cứ thực nghiệm từ hai tên này đã. Chương 167, sờ lại. Nghe thấy Tần Lạc có ý đồ thu mua nghiệp đoàn trung y của bọn họ, Âu Dương Lâm và Âu Dương Mẫn hai người tức giận đến nỗi mặt vặn vẹo, da thịt trên mặt com rúm lại. Bộ dạng trông cực kỳ kinh khủng. Mấy môn phái trung y thành lập mấy ngàn năm, mang trên lưng nhiệm vụ đặc biệt của lịch sử. Có thể dùng tiền để mua ư. Đây là sự vũ nhục trần trụi. Tên họ Tần kia, mày đừng có không biết tốt xấu như vậy. Âu Dương Lâm chỉ vào Tần Lạc, mắng. Bộ dạng như muốn xông lên cùng Tần Lạc đại chiến 300 hiệp. Sao với các ngươi, tôi có thể coi là khách khí rồi đấy. Tần Lạc cười lạnh, nói. Tôi còn bằng lòng cho các người ra giá, dùng tiền để mua nghiệp đoàn của các người. Các ngươi mở miệng nói một câu là muốn tôi nghe các người. Không biết ai không biết tốt xấu hơn ai đây. Xem ra chúng ta không thể hòa đàm được rồi. Âu Dương Mẫn cười lạnh nói. Tôi cũng thấy là như vậy. Tần Lạc hờ hững nhún nhún vai. Đáng ghét nhất là mấy tên ngu ngốc này cầm cái chiêu bài mà chẳng ai nghe qua đến tác oai tác quái. Nghiệp đoàn Tần Lạc là sáng kiến do hắn đề xuất, cũng là do hắn và Bộ trưởng Thái Công Dân mấy lần hiệp đàm và thực hiện mới thành. Bất kể là bản thân hắn hay là Quốc tế Khuynh Thành đều đã chút một số vốn lớn vào đây. Tâm huyết và thời gian bỏ ra thì càng khó có thể tính toán, hắn không thể vì một câu nói của người khác mà giao ra được. Nếu làm vậy thì hắn có còn là Tần Lạc không? Xem ra người ta không nể mặt chúng ta rồi. Âu Dương, chúng ta đi thôi. Âu Dương Mẫn nói. Tên họ Tần kia, chuyện này còn chưa xong đâu. Mày thực sự cho rằng mày có thể muốn gì làm nấy ư? Đợi đấy, Âu Dương Lâm uy hiếp. Tần Lạc chẳng còn hứng thú mà đốt lại. Những người nói không lại người ta sau khi xong chuyện thì chỉ biết nói mấy lời châm chọc kỳ thực là rất đáng thương. Âu Dương tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Các người thực sự đã hiểu lầm Tần Lạc rồi. Hắn không phải là muốn chiếm nghiệp đoàn làm của riêng đâu. Hoàn toàn là một tấm lòng thành muốn cứu vãn trung y thôi. Vương Tu Thân không muốn thấy Tần Lạc gây thù oán với những người này, vội vàng chạy theo giải thích. Sự thực sờ sờ trước mắt. Ông giải thích thế nào cũng vậy thôi. Âu Dương Mẫn nói, chuyện này tôi sẽ báo lại cho nghiệp đoàn. Đối với thái độ cương ngạnh, ngạo mãn vô lễ lại biết sai mà không hối cải như hắn, nghiệp đoàn nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý. Tùy, Tần Lạc nhún vai một cách bất cần, nói. Vương Dưỡng Tâm bước vài, cười hỏi, sư huynh, bọn họ là ai vậy? Chạy tới nói gì với anh thế? Người của quỷ y phái, bảo tôi giải tán nghiệp đoàn trung y. Tần Lạc trả lời. Quỷ y phái, đó là cái gì?
sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua? Vương Dưỡng Tâm nghi hoặc hỏi. Là một lưu phái trung y rất cổ xưa, có cống hiến rất lớn đối với sự phát triển của trung y. Chỉ là hiện tại trốn ở một nơi mà người ta không biết đến để hưởng thụ, rất ít người thấy bọn họ. Tần Lạc cười cười giải thích, sự tồn tại của quỷ y phái giống như một ẩn số, ngoại trừ những lão nhân có giao tiếp rộng rãi và hiểu biết sâu rộng như gia gia của mình biết một số nội tình ra, người bình thường căn bản không biết tới sự tồn tại của bọn họ. Vậy bọn họ vì sao lại yêu cầu anh giải tán nghiệp đoàn trung y vậy? Vương Dưỡng Tâm không hiểu, hỏi. Bọn họ cho rằng tôi mang cái mác cứu vãn trung y ra để kiếm tiền. Tần Lạc cười nói. Thối lắm, Vương Dưỡng Tâm tức giận nói. Những cống hiến của anh dành cho trung y, tất cả mọi người chúng ta đều nhìn rõ. Bọn họ dựa vào gì mà đòi chỉ trích anh? Có bao nhiêu tên đang mượn lá cờ trung y để kiếm tiền sao họ không quản, sao lại cứ khăng khăng đến đổ oan cho người tốt? Chẳng lẽ tưởng chúng ta dễ bị khi phụ lắm sao? Cho nên tôi mới coi lời nói của bọn họ như đánh rắm. Tần Lạc nói, chúng ta cứ là tốt việc của mình là được rồi. Đừng để ý đến bọn họ. Gặp phải loại chuyện này, muốn không tức giận cũng khó. Đã yếu rồi còn muốn bá đạo. Vương Dưỡng Tâm bực bội nói. Sau khi Vương Tu Thân tiễn bọn họ liền quay lại nói với Tần Lạc. Tần Lạc à, con lần này chọc phải tổ ong rồi. Sư phụ, là bọn họ khinh người quá đáng mà. Tần Lạc nói. Kỳ thực, hắn không để ý có một hay là hai nghiệp đoàn trung y. Chỉ cần mục tiêu của mọi người như nhau, đều là để phát dương trung y, cứu vãn trung y thì hắn cũng không nói gì, chỉ sẽ bảo trì thái độ hoan nghênh. Nhưng, bọn họ lại đề ra hai điều kiện khiến người ta khó mà tiếp nhận nổi. Một là giải trừ nghiệp đoàn trung y của Tần Lạc, cái kia là muốn Tần Lạc nghe lời bọn họ. Ngạo khí trong xương cốt của Tần Lạc cũng bị bọn họ triệt để khơi dậy lên rồi, thẳng thừng đề xuất thu mua tổ chức nghiệp đoàn đó của bọn họ luôn. Các ngươi đã cản rỡ. Vậy thì tôi phải cuồng vọng hơn các người. Anh không để tôi sống yên, tôi cũng không để cho anh được thoải mái. Đây căn bản chính là phong cách hành sự của Tần Lạc. Đúng vậy, bọn họ dựa vào gì mà đòi người ta giải tán nghiệp đoàn trung y? Vương Dưỡng Tâm cũng nói giúp Tần Lạc. Vương Tu Thân thở dài nói, các con vẫn chưa biết sức ảnh hưởng của bọn họ to rong giới trung y đâu. Trung y Nam Bắc mấy đại lưu phái hầu như toàn bộ đều là môn sinh của bọn họ. Mặc dù không phải là môn sinh truyền nhân của bọn họ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng y lý, y thuật của bọn họ, người được lợi thực sự quá nhiều. Nếu bọn họ thật sự quyết tâm làm khó con, ngày sau các con không dễ sống đâu. Không gây chuyện, không phải là vì con sợ chuyện, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không ngượng với người. Con hành sự đường đường chính chính đáng đang tìm sinh lộ cho trung y. Nếu bọn họ thực sự muốn làm khó con, vậy thì con cũng chỉ đành đấu với bọn họ một trận thôi. Tần Lạc mắt sắc như dao cạo, nói. Ai, cũng chỉ đành như vậy thôi. Vương Tu Thân nói. Công tác tuyển nhân hội viên của nghiệp đoàn trung y mỗi giờ mỗi phút đều được tiến hành, bất kể là thông qua phương thức gửi thư báo danh hay là email trực tiếp, mỗi ngày 24 giờ đều không ngừng nghỉ. Vốn Tần Lạc còn lo lắng Lâm Hoán Khê không có kinh nghiệm kinh doanh, không có cách nào xử lý những chuyện lặt vặt đó của nghiệp đoàn trung y. Không ngờ sau khi trải qua một đoạn thời gian để thích ứng, cô ta rất nhanh liền bắt đầu vào việc, giúp nghiệp đoàn trung y trở thành ngăn nắp gọn gàng. Công tác thu nhận hội viên trước sau chưa hề dừng lại, trải qua 3 cấp xét duyệt, từ trong những phương thuốc trung y mà mấy trăm hội viên cung cấp lựa chọn ra 10 loại có giá trị thị trường và ý nghĩa nghiên cứu nhất để tiến hành nghiên cứu, rất nhanh nghiệp đoàn trung y sẽ có một lượng thành quả nghiên cứu đầu tiên để đưa ra tiêu thụ. Bởi vì nghiệp đoàn trung y tạm thời chưa thể mang lại lợi nhuận cho người đầu tư, cho nên vẫn cho có một thương gia nào khác gia nhập. Đợi tới sau khi nghiệp đoàn trung y có sản phẩm thành công, chắc chắn sẽ có những công ty dược trung y và thẩm mỹ hợp tác với nghiệp đoàn trung y. Tần Lạc là người tổ chức, cũng là hội trưởng của nghiệp đoàn trung y, nhưng phần lớn sự vụ hắn đều không làm. Trước đây là do Lệ Khuynh Thành gánh vác, sau khi Lâm Hoán Khê nhận chức, lại do cô ta phụ trách công tác của phương diện này. Nhưng, điều này không chứng tỏ rằng hắn được nhàn rỗi. Ngoài trừ mỗi tuần phải lên lớp dạy 8 tiết ra, mỗi ngày để phải theo cô gái bạo lực đến trị liệu thân thể cho Long Vương. Cho dù y thuật của Tần Lạc cao minh, nhưng tiệm đống chứng tế bào thần kinh vận động bị khô héo, đã có thể liệt vào 5 loại bệnh khó chữa giống như bệnh ung thư và bệnh AIDS, muốn khiến bệnh nhân lập tức đứng dậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 168, hỏng đầu đẹp. Đúng vậy, quả thực là hình chữ thái tai. Bởi vì khi thân thể của Tần Lạc và Lima sát với nhau, khó tránh khỏi sản sinh ra một số suy nghĩ mà nam nhân bình thường đều có.
Hơn nữa, Ly mặc áo da quần da, thân hình nóng bóng, tính cách man dỡ giống như là nhân vật nguyên mẫu từ trong ẩm ướt bước ra, rất có thể khơi dậy dục vọng chinh phục ở trong xương cốt của nam nhân. Đương nhiên, bản thân Tần Lạc cũng là một nguyên nhân nhất định. Từ sau khi trải qua cuộc chơi kích tình đang giữa chừng lại bỏ dở cùng với Lệ Khuynh Thành hôm đó, trong đầu Tần Lạc trước sau vẫn không ngừng ảo tưởng và truy cầu đối với phương diện này. Có mấy lần khi hắn ôm Lâm Hoán Khê mà hôn, suýt chút nữa thì cạ súng cướp cò. Chẳng lẽ, tình yêu của mình đã chớm nở rồi sao? Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng. Hắn không biết rằng, đó là tình dục chớm nở chứ không phải tình yêu chớm nở. Thân thể của tiểu sử nam này đã bắt đầu giác tỉnh rồi. Bộ dạng hào hùng, coi chết như không của Tần Lạc thực sự khiến Ly khó xử. Sợ ư, là mình chiếm tiện nghi của hắn hay là hắn chiếm tiện nghi của mình? Không sợ ư, vậy thì hình như hơi thiệt thì phải. Khi Ly bừng tỉnh thì Tần Lạc đột nhiên ôm lấy đùi cô ta, sau đó lăn một cái, đè Ly xuống dưới người hắn, còn thân thể của hắn thì phục lên người Ly, để tránh cho cô ta dãy giụa phản kháng. Ăn chiếu theo thực lực của hai người, Tần Lạc vốn không thể dễ dàng thành công như vậy. Ly là cao thủ của Long Tức, cho dù là trong lúc thất thần cũng có thể làm ra động tác phản kháng một cách tự nhiên. Nhưng, Tần Lạc vào lúc cô ta không chú ý, đã ấn lên huyệt tê trên đùi cô ta, do vậy, thân thể của cô ta sẽ bị tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn. Thế là, Tần Lạc trong khoảng thời gian ngắn này đã kịp thay đổi vị trí của hai người. Khi thân thể của Ly khôi phục lại như bình thường, muốn xuất thủ phản kích thì một thanh chủy thủ sắc bén đã áp lên mặt cô ta. Đó là chủy thủ của Ly. Chuyện đầu tiên mà Tần Lạc làm sau khi đè cô ta xuống là tay không đoạn dao. Hắn thực sự rất sợ bộ dạng khi cầm dao của cô gái này. Chiêu này có hay không? Là cô dạy tôi đó. Tần Lạc cười nói. Hay, buông tôi ra, Ly hung hăng nói. Nếu cô dám động đậy, tôi sẽ rạch mặt cô đó. Tần Lạc cười nói, thuốc bột của tôi dùng hết rồi. Không có cách nào chữa trị cho cô nữa đâu. Buông tôi ra, Ly không giãy giụa nữa, bình tĩnh nằm trên đất, bọn họ đã được huấn luyện khi gặp nguy hiểm thì nhất định phải tĩnh tâm tìm đối sách. Chúng ta quy ước ba điều. Tần Lạc nói, thứ nhất, sau này không được đánh vào mặt tôi nữa. Tôi bằng lòng, buông tôi ra, Ly nói, bại hoại, đợi tôi dậy, xem tôi thu thập anh như thế nào. Cô không biết đếm à? Tần Lạc nói, tôi nói là quy ước ba điều. Đây mới là điều thứ nhất. Thứ hai, cô không được phép cầm đao vung vẩy trước mặt tôi nữa. Nếu cô không cẩn thận chém chúng tôi thì sao? Ai mà không có lúc lỡ tay chứ? Được, tôi đồng ý. Ly nói. Thứ ba, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi bảo cô làm gì cô phải làm cái đó. Không cho phép sầm mặt với tôi, phải cười. Tôi thích nhất là nhìn người khác cười ngây ngô với tôi. Được, tôi đồng ý. Bây giờ có thể thả tôi ra được chưa? Ly nói. Tần Lạc không dám buông tay. Hắn nằm lên thân thể mềm mại, mắt nhìn Ly không chớp, một lát sau mới nói tiếp, cô sao đáp ứng nhanh thế? Đây không phải là phong cách của cô. Ly sắp khóc rồi, bị anh đè lên người rồi dùng dao chỉ vào mặt, tôi có thể không đáp ứng sao? Cô không phải là muốn đợi khi tôi thả cô ra, sau đó sẽ trả thù tôi chứ? Tần Lạc hỏi. Không hề, Ly phủ nhận, thằng nhóc này cũng không quá ngốc. Không được, chúng ta quy ước thêm mấy điều nữa. Tần Lạc nói, thứ tư, khi tôi thả cô ra, cô không được trả thù tôi. Được, tôi đáp ứng, Ly tiếp nhận điều kiện này một cách khuất phục. Cô thề đi. Tôi lấy tên cha mẹ tôi ra để thề, tuyệt đối sẽ không trả thù Tần Lạc, Ly nói. Rất tốt, Tần Lạc gật đầu hài lòng. Thứ năm, sau này không được cưỡng ép tôi làm việc mà tôi không muốn làm. Thứ sáu, sau này đón tôi không được lái xe quá nhanh. Tối đa không thể vượt qua 70 cây số một giờ. Thứ bảy, cô phải nghĩ biện pháp lấy tấm thẻ có chữ Long cho tôi. Thứ tám, khi tôi gặp nguy hiểm có thể gọi điện thoại cho cô trong 10 phút phải tới nơi. Khó lắm mới có cơ hội ép buộc được cô gái này, Tần Lạc không muốn bỏ phí như vậy. Muốn đè cô ta lên giường một lần, à không, đè cô ta lên đất một lần, là một chuyện hết sức khó khăn. Anh nghĩ tôi là Tôn Ngộ Không à? Cân đầu vân một cái là đi xa 18.000 dặm ư. Ly trợn mắt lên, khinh thường nói. Được, tối đa là 20 phút. Tần Lạc nói, thứ 9. Thứ 9, nếu như mày không buông Ly ra, tao một phát súng bắn vỡ đầu mày. Đột nhiên, giọng nói của một nam nhân ở phía sau vang lên. Mà bất ngờ chính là, trên gáy của Tần Lạc bị một vật thể gì đó lạnh như băng đang dí lên.
Có chuyện gì thì từ từ nói. Tần Lạc ném con dao trong tay đi. Cười nói, tôi chỉ đùa với Ly thôi. Tôi là anh của cô ấy. Người này là ai vậy? Sao có thể vô thanh vô tức chạy tới sau lưng người khác? Tao đếm đến ba, nếu mày còn không đứng lên, ta vẫn sẽ bắn vỡ đầu mày. Ba. Vụt. Tần Lạc giống như quả tên lửa được phóng đi, loáng một cái đã đứng dậy. Sau khi đứng dậy mới nghĩ, hắn có đếm đủ ba số đâu. Mình nhảy lên gấp như vậy, có phải là quá mất phong độ không? Thằng khốn nạn này, sao lại bắt đầu đếm từ số ba thế? Không có văn hóa. Ly từ trên mặt đất bật dậy như một con cá chép, hơn nữa lúc bật lên còn thuận thế nhặt thanh chủy thủ mà Tần Lạc ném đi lên. Tư thế giống như là diễn viên trong TV, thực sự là cực tiêu sái là lưu loát. Hỏa dược, anh tới khi nào vậy? Ly cười hỏi. Khi cô gặp nguy hiểm, hỏa dược nói, giọng nói rất băng lãnh, nhưng lại có thể nghe ra sự quan hoài đối với Ly. Cô ta không gặp nguy hiểm, chúng tôi chỉ. Tần Lạc muốn quay người lại giải thích, hắn còn chưa nhìn thấy bộ dạng của tên gia hỏa đó. Nếu mày dám quay người lại, tao sẽ bắn vỡ đầu mày. Nam nhân đó nói. Tần Lạc tức đến ói máu, sao mỗi câu nói đều là, bắn vỡ đầu mày thế. Tần Lạc thực sự muốn dũng cảm nhảy dựng lên, mắng có giỏi thì mày bắn đi. Nhưng hắn không dám, không có ai nguyện ý đem đầu của mình ra đùa. Tôi đâu có gặp nguy hiểm đâu, Ly nói. Bất kể lúc nào cũng đừng để người khác cầm súng và dao chỉ vào đầu mình. Cô quên rồi à, nam nhân nói với vẻ nghiêm khắc. Chúng tôi chỉ đùa thôi. Đùa cũng không ngoại lệ. Được rồi, là tôi sai, Ly nói. Hỏa dược, anh trước tiên thu súng lại đi. Hắn là đồ đệ của Long Vương đó. Vậy thì sao? Hắn đang giúp Long Vương chữa bệnh. Ly nhìn Tần Lạc, nói. Người phía sau trầm mặc một lát, sau đó, Tần Lạc cảm giác được cái thứ lạnh lạnh đó đã rời khỏi đầu mình. Các người lâu rồi không gặp, chắc là có nhiều điều muốn nói. Tôi không làm phiền nữa. Tần Lạc nói, quay người muốn trốn. Ly cười lạnh, nói, anh định đi đâu? Tôi về nhà. Tần Lạc cười ha ha. Trời tối rồi. Tôi tự mình ra cửa bắt xe, không cần phiền cô chở tôi về đâu. Tần Lạc lúc này mới nhìn thấy thằng Ôn cầm súng chỉ vào đầu mình, thân hình của hắn gầy gò, hốc mắt sâu, nhưng mắt lại sáng quắc có thần. Trông khoảng hơn 20 tuổi, đầu trọc, tướng mạo bình thường. Điều này khiến Tần Lạc hơi yên tâm. Những năm gần đây, nam nhân đẹp trai nhiều như chó, mỹ nữ đầy đường, thực sự là tạo một áp lực to lớn cho người ta. Trong tay hắn không có súng. Không biết đã giấu vào chỗ nào rồi. Hắn cũng đang quan sát Tần Lạc, sau đó nhíu mày hỏi Ly, Long Vương vì sao lại nhận hắn làm đồ đệ. Hắn vỗ mông ngựa rất giỏi, Ly nói. Tần Lạc lại sắp ói máu, mình là loại người thích vỗ mông ngựa người khác sao? Nam nhân đó nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói, mày đang chữa bệnh cho Long Vương à? Đúng vậy, Tần Lạc ưỡn ngực đáp, ở lĩnh vực này, các người không thể bằng tôi đâu. Hơn nữa, bệnh của Long Vương còn phải nhờ tôi chữa. Nhớ là các người không thể đối xử tệ với tôi. Nếu mày có thể chữa khỏi cho Long Vương, tao coi như là thiếu mày một mạng. Nam nhân nói. Khách khí rồi, ông ấy là sư phụ của tôi theo lý cũng nên cố gắng hết sức. Tần Lạc nói. Nam nhân nghĩ một lát, lại có chút không yên tâm, hỏi, nếu không chữa khỏi thì sao? Chỉ thấy nam nhân đó xuất thủ như thiểm điện, sau đó một khẩu súng đen xì đã xuất hiện trong tay hắn. Không hề dừng lại một giây nào, nhắm vào đầu Tần Lạc rồi nhấn cò súng. Bùm! Đạn gào thét mà tới, nhanh đến mức khiến cho người ta căn bản là không cơ hội để phản ứng. Phải chết ư? Lần này thực sự là chết chắc rồi. Tần Lạc ngây ngốc đứng đó, thầm nghĩ. Những người này quá là không nói đạo lý, chỉ mới hỏi mà thôi, đã nói là không trị được đâu. Sao lại nổ súng giết người? Thật là oan uống quá mà. Tần Lạc chửi. Ra ra. Xin lỗi, con không thể hoàn thành nguyện vọng trấn hưng trung y của ông nữa rồi. Cha, mẹ, xin lỗi, con trai bất hiếu. Hó Ẩn Khê, kiếp này di hận, chúng ta hẹn kiếp sau nhé. Lúc đó, anh sẽ không phụ em đâu. Khuynh Thành, cho dù tôi không còn, cô cũng phải mỗi tháng gửi tiền đều đặn vào tài khoản của tôi nhé. Kỳ lạ, sao mình không ngã, Tần Lạc nghĩ, hắn đã vĩnh biệt với tất cả người quen rồi. Thậm chí ngay cả con chó nhỏ nuôi trong nhà cũng nói hai câu gâu gâu. Nhưng, mình sao vẫn có thể đứng, còn có thể cảm nhận ánh sáng và gió. Ê, anh choáng rồi à, Ly đứng ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi.
Tần Lạc giống như người bị bệnh đau vậy, Tần Lạc lúc thì mặt mày tang thương, lúc thì đê mê hạnh phúc, không biết là đang nghĩ gì. Tôi chưa chết à? Anh muốn chết ư? Tần Lạc sờ sờ đầu, may mà không sao. Tần Lạc mừng rỡ, thấy nam nhân vừa nổ súng đã đi xa, cười ha ha nói, thuật bắn súng thối nát mà cũng không biết xấu hổ ra ngoài lừa người ta. Tôi còn cho rằng tôi chết rồi, thì ra là hắn bắn trượt. Ly Vê Vê mấy sợi tóc rơi xuống áo hắn, nói, vậy anh nhìn xem đây là gì? Tóc, Tần Lạc trả lời. Sau đó mặt mày kinh hãi, nói, là hắn bắn rơi hả? Đúng vậy, hắn tên là Hỏa Dược, súng thần của Long Tức. Nếu không, anh cho rằng mình có thể né được đạn của hắn chắc. Ly Kiêu ngạo nói. Rồi lại nhìn thấy Tần Lạc vừa dùng màn hình điện thoại chiếu lên đầu mình, vừa nghiến răng nghiến lợi nói, thằng khốn này. Hắn dựa vào gì mà bắn rơi tóc người khác, hỏng mẹ nó đầu đẹp rồi. Chương 169, nguyên nhân sinh bệnh. Khi Tần Lạc và Ly đi tới tiểu viện mà Long Vương đang sống để tạm biệt thì cái tên vừa nổ súng dọa mình cũng đang đứng ở bên cạnh Long Vương, sắc mặt trang nghiêm, nhưng thoạt nhìn thấy rất cung kính đối với Long Vương. Long Vương thấy Tần Lạc trở về, cười nói, Hỏa Dược, hắn chính là Tần Lạc mà ta đã nhắc tới với con. Sau này, hắn chính là tiểu sư đệ của các con. Có chuyện gì thì chiếu cố cho hắn nhé. Chúng con đã gặp nhau rồi. Hỏa Dược nhìn Tần Lạc, nói. Ồ, đã gặp rồi ư. Long Vương không biết chuyện vừa phát sinh ở bên ngoài. Con vừa rồi đã nổ súng với hắn. Hỏa Dược thẳng thắn nói. Hắn bước tới trước mặt Tần Lạc, hai chân đứng nghiêm. Sau đó, dập, một cái cúi người chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói, tôi đại biểu cho toàn thể thành viên của tiểu đội Long Tức biểu thị lòng cảm ơn đối với cậu. Vừa rồi Long Vương đã kể cho hắn nghe về hiện trạng thân thể của mình, hơn nữa còn nói dưới sự trị liệu của Tần Lạc, bệnh tình đã ngừng ác hóa, có khả năng bình phục. Tin tức này đối với mấy vạn Long Tử Long Tôn mà nói, thực sự là quá kinh hỉ. Nếu Long Vương có thể lại một lần nữa đứng dậy, điều này đối với họ mà nói đại biểu cho cái gì? Người bên ngoài sẽ không thể hiểu được ý nghĩa Long Vương đối với họ. Ông ấy là sư phụ, là trưởng bối, là chiến thần, cũng là tín ngưỡng tinh thần của bọn họ. Hắn kính lễ với Tần Lạc, cũng chính là phương thức tốt nhất để biểu đạt lòng cảm kích đối với Tần Lạc. Quân lễ của quân nhân là một trong những lời cảm ơn trầm trọng nhất trên thế giới. Tần Lạc tới thế giới này hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên có người kính lễ với hắn. Hơn nữa, người kính lễ này còn là một đội viên luôn luôn ngông cuồng tự đại của Long Tức. Tần Lạc cười cười xua tay, nói, tôi đã nói là Long Vương là sư phụ của tôi. Tôi vốn phải tận sức chữa trị cho ông ấy. Tôi cũng không phải là trưởng quan của anh, đừng hành đại lễ này. Nếu Long Vương khỏi bệnh, cậu chính là ân nhân của Long Tức chúng tôi. Giọng nói của Hỏa Dược lạnh tanh, tôi cũng thiếu cậu một mạng. Ha ha, khách khí rồi. Tôi có mạng của anh cũng chẳng để làm gì. Tần Lạc khiêm tốn nói. Thằng ôn này tuy vừa rồi bắn mình, hơn nữa biểu tình khi nói cũng cứng ngắc. Nhưng từ những lời thốt ra trong miệng hắn, khiến người ta thấy cũng rất thoải mái. Tần Lạc biết. Bọn họ thiếu cậu một mạng, thực sự là, thiếu cậu một mạng, quyết không phải là nói cho có lệ. Sau khi tạm biệt Long Vương, vẫn là Ly chở hắn về. Trên đường về, Tần Lạc mềm oặt dựa lên ghế, không có hứng thú để nói chuyện. Ly cũng không quấy rầy, chỉ chú tâm lái xe. Hắn là người mạnh nhất Long Tức, Tần Lạc đột nhiên cất tiếng hỏi. Không, Ly biết hắn đang nói ai, quân sư mới là mạnh nhất, Hỏa Dược chỉ có thể xếp thứ ba. Quân sư là ai? Anh ta đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Anh sau này sẽ có cơ hội để gặp thôi. Ly nói. Một đám biến thái, Tần Lạc thống khổ rên lên một tiếng. Đối với hắn mà nói, Ly đã là cường đại lắm rồi, còn thuật bắn súng của Hỏa Dược càng khủng bố hơn. Nhưng, bọn họ vẫn không phải là mạnh nhất. Đúng vậy, bọn họ là một đám biến thái. Ly không ngờ cũng gật đầu nói. Cô cũng vậy thôi, Tần Lạc nói. Nếu tôi là vậy thì sớm đã một đao giết chết anh rồi. Ly nói. Cô đã nói là không báo thù tôi rồi mà. Tần Lạc cảnh giác nhìn cô gái này, nói, cô còn đáp ứng tôi không lái xe quá nhanh. Tôi đã nói vậy ư. Cô còn thề nữa. Tôi dùng cái gì để thề? Cha mẹ cô. Đúng vậy, nhưng tôi căn bản không biết cha mẹ tôi là ai. Ly lạnh lùng nói, còn nữa, tôi đã nói là nếu như tôi phản lại lời thề thì sao không? Cô là quân nhân, sao có thể nói lời mà không giữ lấy lời? Anh là nam nhân, sao còn khi phụ nữ nhân? Khi Ly nói lại một nửa nhấn mạnh ga. Vì vậy,
Tần Lạc không thể nói tiếp được nữa. Hai tay cẩn thận nắm dây an toàn, co mình vào trong góc. Khi xe dừng trước cửa khu nhà, Tần Lạc rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nhảy xuống xe, nôn như điên vào thùng rác. Ly thò đầu ra, hét lên với Tần Lạc, nhớ nhé, sau này đừng dễ dàng tin lời nữ nhân. Xe lại khởi động, sau đó rầm rầm ly khai. Tần Lạc lắc lắc đầu đi vào nhà, Lâm Thanh Nguyên đang ngồi trong sân đọc sách. Thấy Tần Lạc về, cười ha ha nói, Tần Lạc, ta vừa nói chuyện với gia gia của cháu xong. Thật ư, nói những gì vậy, Tần Lạc xốc lại tinh thần để ứng phó, không muốn để Lâm lão gia tử nhìn ra mình bất thường. Đã lâu rồi không có liên hệ với ông ta, cũng chính là nói về tình huống gần đây của cháu. Ta nói là cháu sống ở đây rất tốt, bảo ông ấy đừng lo lắng. Lâm Thanh Nguyên nói. Không nói gì khác ư, Tần Lạc hỏi. Có, ông ấy hỏi khi nào cháu về. Lâm Thanh Nguyên nói. Tần Lạc tính toán ngày tháng, đúng là tới cuối năm rồi. Bất chi bất giác đã nửa năm rồi không về. Xem ra, đúng là phải về nhà xem thế nào rồi. Tần Lạc cười nói, rời nhà hơn nửa năm rồi. Đúng vậy, ta cũng nói thế, Lâm Thanh Nguyên cười nói. Nếu như cháu đi, vậy thì ông và Hó Ẩn Khê sẽ phải đón năm mới một mình, không phải là quá cô đơn sao? Coi như là thằng nhóc cháu cũng có lương tâm, vẫn luôn nghĩ đến Hoán Khê. Lâm Thanh Nguyên trêu chọc, yên tâm đi, gia gia của cháu đã mời ta và Hó Ẩn Khê tới phương Nam đón năm mới. Tới lúc đó, chúng ta cùng xuất phát. Sao, không muốn à, tâm tình của Lâm Thanh Nguyên hôm nay vui vẻ dị thường, nụ cười trên mặt chưa hề tắt. Không nguyện ý để Hoán Khê tới gặp gia trưởng nhà cháu ư. Không đâu, cháu nguyện ý chứ. Tần Lạc đáp vội. Vậy thì Hiềm lão đầu tử ta chướng mắt hả? Lâm gia gia khách khí rồi. Cháu ở Yến Kinh đều nhờ ông chiếu cố, ông cho dù ở lại Tần gia dưỡng lão cũng là điều nên làm. Tần Lạc nói. Vậy thì được rồi, năm nay chúng ta sẽ đón năm mới ở nhà cháu. Ta cũng lâu rồi chưa đón năm mới ở phương Nam. Muốn xem bầu không khí năm mới ở bên đó có nồng đậm như phương Bắc không? Lâm Thanh Nguyên vỗ vai Tần Lạc, nói với vẻ rất hưởng thụ. Vậy cha mẹ của Hoán Khê thì sao? Bọn họ năm mới có về không? Tần Lạc hỏi. Cha mẹ của Hoán Khê? Hoán Khê đến giờ vẫn chưa nói cho cháu biết à? Lâm Thanh Nguyên nhíu mày, nói. Không có, Tần Lạc lắc đầu, nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Nguyên, hình như đã xảy ra chuyện gì thì phải. Ai? Đều là tại thằng con hư hỏng của ta. Lâm Thanh Nguyên thở dài nói. Nếu không phải vì nó, Hoán Khê sau này cũng sẽ không bị bệnh thành thế này đâu. Sao vậy? Tần Lạc trong lòng nóng bừng. Ai, chuyện xấu trong nhà vốn không nên nói ra ngoài. Nhưng cháu cũng không phải là người ngoài, hiện tại nói với cháu cũng không có vấn đề gì. Khi Hoán Khê lên trung học, cha của Hoán Khê ra ngoài tìm đàn bà. Mẹ của Hoán Khê phát hiện ra, hai người cãi cọ cả ngày. Về sau Tiểu Quỳnh tức giận mà một mình ra nước ngoài. Một gia đình đang yên ổn bị hắn biến thành như vậy, ta cũng không bằng lòng với thằng con này. Chửi cho nó một trận, nói là nếu không tìm Tiểu Quỳnh về, sau này sẽ không cho bước vào cửa nhà chúng ta. Tính cách của Hoán Khê trước đây rất tốt, cha mẹ cả ngày cãi nhau, nó vẫn bảo trì tính cách vui vẻ hoạt bát, cũng vẫn rất hiếu thuận với ta. Đáng tiếc, ta không nên đưa nó đi du học, nếu không, nó cũng không biến thành thế này đâu. Lâm Thanh Nguyên nhớ tới chuyện trước đây, vành mắt lại đỏ lên, nói với vẻ tự trách. Lâm gia gia, cái đó có liên quan gì tới việc ông đưa cô ấy ra nước ngoài đâu? Tần Lạc khuyên nhủ. Có lẽ, quả thực đúng như những gì mà Lâm Thanh Nguyên đã nói, tính cách của Lâm Hoán Khê trước kia là rất vui vẻ hoạt bát. Nhưng, điều này không chứng tỏ trong lòng cô ấy thực sự như vậy. Mỗi một người đều có tính cách song trọng, hoặc là tính cách đa trọng. Có người vẻ ngoài tùy tiện cầu thả. Nhưng bên trong lại rất mẫn cảm tế nhị. Có người bên ngoài sầu muộn, nội tâm lại nhiệt tình dâng trào. Lâm Hoán Khê lúc học trung học chính là lúc thân thể phát triển, cũng chính là thời khắc quan trọng của việc bắt đầu phát dục thành thục. Đời sống tình cảm của cha mẹ xuất hiện vết nứt dẫn đến việc gia đình tan vỡ, không thể không có chút ảnh hưởng nào tới cô ta. Thông qua tiếp xúc với Lâm Hoán Khê, Tần Lạc cũng coi như là có chút lý giải về cô ấy. Cô ta là một người thích giấu tình cảm chân thực của mình ở trong lòng. Tất cả mọi chuyện đều thích tự mình chịu đựng. Ví dụ như, cho tới bây giờ, Tần Lạc vẫn chưa rõ vì sao cô ta giữ dung từ chức ở trường học. Cũng chính bởi vì loại tính cách kiểu, nội thích này, khi sự bực bội, mất mát, tịnh mịch, cừu hơn trong cơ thể cô ta đạt tới trình độ nhất định, khiến cơ thể của cô ta không thể chịu đựng nổi, thì sẽ xuất hiện các loại bệnh tâm lý.
Tần Lạc cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Lâm Hoán Khê mắc bệnh, sợ nam. Kỳ thực, nam nhân mà cô ta chán ghét nhất chính là cha ruột của mình. Nhưng, quan niệm truyền thống của người Trung Quốc lại khiến cô ta cảm thấy như vậy là không đúng, là ngỗ nghịch. Con gái sao có thể ghét bỏ cha của mình? Thế này, cô ta chỉ có thể trốn tránh cảm giác chán ghét này. Nhưng, khi mối tình đầu của cô ta bị thất bại. Thế là, tình tự tiêu cực trước đây cô ta áp chế trong lòng cứ thế phun trào ra ngoài. Sự chán ghét cha mình trước đây đều chuyển sang hết người quản tự. Ghét cha, ghét quản tự, từng bước phát triển ra thành chán ghét tất cả nam nhân. Cô bé đáng thương này, trong cuộc đời đã trải qua quá nhiều đau khổ. Nếu không phải là cha mình chán cũ tìm mới, gia đình của cô ta vốn rất hạnh phúc và hòa thuận. Nếu không phải vì mẹ bỏ đi xa, cô ta cũng sẽ không phải vào giai đoạn quan trọng nhất trong đời người lại không có ai giúp đỡ và khuyên bảo. Mà người đàn ông vốn là chỗ dựa và mang lại hạnh phúc cho cô ta, khi quay lưng lại lộ ra bộ mặt khủng bố. Trên thế giới này, còn có thứ gì đáng để cô ta tin tưởng nữa đây? Tần Lạc à, cháu sau này nhất định phải đối đãi tốt với Hoán Khê. Nó quá khổ rồi, Lâm Thanh Nguyên nắm tay Tần Lạc, dặn dò một cách nghiêm túc. Cháu hiểu mà, cháu sẽ làm vậy, Tần Lạc cũng nói một cách nghiêm túc. Khi một già một trẻ đang nắm tay bộc lộ chân tình thì Lâm Hoán Khê lái BMW về. Lâm Hoán Khê đỗ xe ở cửa, nhìn hai người, hỏi, hai ông cháu đang làm gì vậy? Ông và Tần Lạc đang thương lượng việc tới phương Nam đón năm mới. Hoán Khê, cháu thấy thế nào? Lâm Thanh Nguyên cười hỏi. Ông ta biết bệnh tình của cháu mình hiện tại đã gần như khỏi hẳn, cho nên mới dám nói đùa với cô ta. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nói, thế nào cũng được. Vậy em rốt cuộc là có đi không? Tần Lạc thấy cô ta muốn chạy, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Không phải là còn lâu mới tới năm mới sao? Lâm Hoán Khê đỏ mặt, muốn trốn tránh vấn đề này. Thế nhưng phải đặt vé máy bay trước, chậm là không mua được vé đâu, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê mở ví ra, rút chứng minh thư dúi vào tay Tần Lạc, sau đó cuống cuồng chạy đi. Chương 170, người khách không ngờ tới. Trước đó, Tần Hạo án chiếu theo lời của Long Vương đã giao phấn dưỡng gia Kim Dũng cho bí thư sinh hoạt Kiều Mộc của ông ta, rồi do Kiều Mộc tới phụ trách liên hệ với quân bộ. Thời gian cách với lần giao dược phẩm lần trước chưa tới một tháng, đại biểu của quân bộ rất nhanh liền lại một lần nữa đăng môn bái phỏng. Tần Hạo lại được kiến thức sức ảnh hưởng to lớn của Long Vương. Quân phương tiến hành kiểm tra về các phương diện như tác dụng phụ và dược hiệu của phấn dưỡng gia Kim Dũng, kết quả kiểm tra rất rõ ràng, hiệu quả của loại thuốc phấn do thảo dược trung y hợp thành này trên phương diện ngoại thương có hiệu quả kinh người, hơn nữa, còn không hề có bất kỳ tác dụng phụ độc hại nào. Vì vậy, bọn họ liền phái người tới hiệp đàm chuyện hợp tác với Tần Hạo ngay. Trải qua hiệp thương hữu hảo giữa song phương, sẽ do quốc tế Khuynh Thành toàn bộ xuất vốn xây nhà xưởng, đồng thời dựa theo yêu cầu của quân phương mà sản xuất hai loại thuốc bôi dưới dạng thuốc bọt và thuốc nước. Quân phương phụ trách mua chọn loại dược vật này. Có điều, quân phương cũng đề ra một yêu cầu, đó là không cho phép bán dược vật này cho thế lực đối địch và thế lực không hữu hảo. Cũng chính là muốn nói, có thể bán cho những thế lực hữu hảo với Trung Quốc. Một người không thể kiếm toàn bộ tiền của thế giới. Cho nên, Tần Hạo và Lệ Khuynh Thành cũng không có ý kiến gì đối với yêu cầu này. Sau khi Lệ Khuynh Thành tiễn đại biểu của quân phương xong, Tần Hạo đang chuẩn bị bắt xe luôn ở cửa thì Lệ Khuynh Thành hét lên, Tần Hạo, tới phòng làm việc của tôi một lát đã. Được, Tần Hạo cười khổ đáp ứng. Sao vậy, trông anh có vẻ miễn cưỡng. Lệ Khuynh Thành cười tỉm tỉm nhìn Tần Hạo. Đâu có, cô đa nghi quá, Tần Hạo vội vàng phủ nhận. Hắn quả thực không dám đơn độc gặp mặt với Lệ Khuynh Thành, càng không dám gặp riêng cô ta ở trong phòng làm việc của cô ta. Mỗi lần tiến vào trong căn phòng đó, trong không khí dường như tràn ngập mùi vị ám muội, ngay cả không khí được hít vào trong người cũng mang theo hiệu quả kích tình. Hắn cũng luôn luôn không kìm lòng được mà nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó. Chén rượu trong tay mình rơi xuống đất, hai người ôm nhau hôn hít, áo ngoài của cô ta bị mình cởi ra, nút buộc áo lót cũng bị mình cởi ra nốt, còn có một nút bị mình giật đứt. Mình hôn lên ngực và chiếc áo lót không che nổi bộ ngưỡng trắng nõn của cô a, nghĩ tới thôi lại khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Lệ Khuynh Thành nhích lại gần, Tần Hạo lại ngửi được mùi thơm đặc biệt thấm vào lòng người trên cơ thể cô ta. Cô ả nói khẽ, cậu sợ tôi ăn cậu à? Lần trước là cậu động tay động chân trước mà. Chuyện lần trước có lẽ là tại tôi uống quá nhiều rượu. Tần Hạo xấu hổ giải thích, hắn không tiện nói ra một câu đại loại như, kỳ thực là cô quá dụ người.
rượu của cậu hình như đổ xuống đất hết rồi mà. Sự nắm bắt của nữ nhân đối với những tình tiết nhỏ đã đạt tới một mức độ cực đoan đến khủng bố. Chuyện đã qua nhiều ngày rồi, cô ta không ngờ vẫn nhớ rõ là mình hôm đó căn bản không uống rượu. Khi đi qua tầng 2, đám nữ nhân đang nói chuyện trong đại sảnh nhìn thấy Tần Lạc, ai ai cũng thần tình sục sôi hết. Tần Lạc, sau khi xong chuyện thì xuống nói chuyện nhé. Cậu tỉnh lại đi, với vị khẩu của Lệ Yêu Tinh, trong chốc lát liệu có thể xong được ư? Tôi chỉ lo Tần Lạc không chịu nổi mà thôi, thân thể của anh ta gầy gò quá. Cậu thì biết cái gì, nam nhân gầy gò mới có khí lực, mấy thằng béo có mấy thằng có thể kiên trì được 10 phút đâu. Không thể nói vậy được, tôi cảm thấy. Tần Lạc lạc một nữ hoảng hốt trốn chạy, những nữ lưu manh này thực sự là quá khủng bố rồi. Tới phòng làm việc, Lệ Khuynh Thành lại đi tới tủ rượu. May mà lần này cô ta không bức Tần Lạc uống rượu, chỉ tự rót cho mình một chén, nói với Tần Lạc, công ty đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Tôi chuẩn bị để Lưu Vĩ đi phụ trách công ty con này. Hắn theo tôi mấy năm, tôi thấy nhân phẩm và năng lực của hắn cũng không tồi. Những chuyện này cô cứ tự quyết định, Tần Lạc cười nói. Coi như anh có lương tâm, Lệ Khuynh Thành liếc Tần Lạc đầy quyến rũ, nói, nghiệp đoàn Trung Y bị anh đưa cho vợ cả rồi. Quốc tế khuy anh thành dẫu sao thì cũng nên để cho vợ hai tôi lấy lại chút mặt mũi. Tôi lúc đó đã trưng cầu ý kiến của cô, là cô nói muốn chấp trưởng quốc tế Khuynh Thành mà. Cô tự mình lựa chọn, có quan hệ gì tới tôi đâu. Tần Lạc nói một cách trốn tránh. Đó là chứng tỏ tôi tự mình biết mình. Lệ Khuynh Thành nói, với tính tình của Lâm Hoán Khê, chỉ bằng cái tên quốc tế Khuynh Thành thôi thì cô ta cũng quyết không chấp nhận công việc này rồi. Tần Lạc trợn mắt nhìn Lệ Khuynh Thành. Không ngờ cô ả này lại quái dị đến mức này. Lúc đó khi Tần Lạc hỏi Lâm Hoán Khê muốn làm ở đâu, lựa chọn của Lâm Hoán Khê là nghiệp đoàn Trung Y. Tần Lạc hỏi nguyên nhân, cô ta nói là không thích cái tên quốc tế Khuynh Thành. Thì ra, người hiểu nữ nhân chính là nữ nhân. Lệ Khuynh Thành không cần nhìn vẻ mặt của Tần Lạc cũng biết là mình đoán đúng rồi, nói, tên của công ty đặt là gì nhỉ? Anh có kiến nghị gì không? Tên là Long Đằng đi, Tần Lạc nói. Long Đằng, vì sao lại gọi là Long Đằng? Lệ Khuynh Thành nhíu mày nói. Cái tên này rõ ràng là không phù hợp với thẩm mỹ của cô ta. Vì để kỷ niệm một đám con cháu của rồng. Tần Lạc cười nói. Hắn nhớ tới những vết thương đan xen ngang dọc trên người Long Vương, nhớ tới vết sẹo sâu hoắt trên lưng Ly mà ai thấy cũng phải giật mình, nhớ tới vô số những Long Tử Long Tôm đã đổ máu vì quốc gia và dân tộc. Hy vọng, những con cự long này có thể thực sự bay lên trời. Quốc gia này thực sự có thể cường đại hơn, có như vậy, bọn họ sẽ không cần phải khổ cực dùng đạn và thân thể của mình đi ngăn cản sự xâm lược của kẻ thù. Lúc đó, bọn họ không phải cũng có thể yên tâm, sống cuộc sống mà mình muốn ư. Dược tề của mình, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn, mang tới cơ hội sinh tồn cho họ. Bất cứ lúc nào, nhân dân đều không bài xích thương gia kiếm tiền. Nhưng, chỗ tiền này nhất định phải sạch, không được trái với lương tâm. Đáng tiếc là những xí nghiệp hiện tại đại đa số đều là bán lương tâm để kiếm tiền. Lệ Khuynh Thành nhìn ánh mắt thâm thúy của Tần Lạc, nói, được rồi. Vậy thì nghe theo lời anh đi, tên của công ty sẽ là Long Đằng, chút nữa tôi sẽ sai người đi xin đăng ký. Cực khổ cho các cô rồi, Tần Lạc cảm kích nói. Còn có một chuyện phải thương lượng với anh, Lệ Khuynh Thành từ trên salon đứng dậy, bước tới góc nhà lấy ra một cái hộp, nói, anh nhìn đi. Một bộ thiên tầm dưỡng da. Đây là gì vậy? Tần Lạc nhìn cái hộp được gói rất tinh xảo, có chút ngu ngơ không hiểu. Anh không nhìn thấy chữ quảng cáo bên trên à? Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc lúc này mới xem xét kỹ càng, phát hiện chữ quảng cáo bên trên là, để người mà bạn yêu cả đời tô son cho bạn. Đây là đạo bản à? Tần Lạc tức giận nói. Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành trả lời. Bọn họ thấy chúng ta mở rộng thị trường sản phẩm làm đẹp Trung Y, thế là lập tức theo vào. Lợi dụng hiệu ứng quảng cáo của chúng ta hòng chiếm thị trường cấp thấp. Chúng ta có thể kiện họ không? Tần Lạc hỏi. Không thể. Vì sao? Pháp luật của quốc gia về việc bảo hộ bản quyền vẫn chưa đủ nghiêm khắc. Bọn họ đây chính là đang lách luật. Anh cũng thấy rồi đó, bất kể là tên gọi, chữ quảng cáo, thậm chí là thành phần trung dược viết trên sách hướng dẫn đều hoàn toàn thay đổi. Bọn họ hoàn toàn có thể nói đây là sản phẩm mới mà họ nghiên cứu ra. Hơn nữa, một khi chúng ta khởi kiện họ, họ càng vui, vì như vậy chẳng khác nào chúng ta quảng cáo cho họ cả. Thế giờ phải làm thế nào? Tần Lạc bất lực nói. Yên tâm đi, tôi đã đi nghe ngóng rồi,
sản phẩm là do một danh y đường của Trung Quốc đưa ra. Tôi không để yên cho họ đâu, Lệ Khuynh Thành sắc mặt âm trầm nói. Danh y đường Trung Quốc. Tần Lạc lại nhớ tới lần bái phỏng đó của mình, tình cảnh mình và quản tự gặp nhau trong thang máy. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi tin rằng bọn họ khẳng định là không phải đối thủ của cô. Tần Lạc cười ha ha, nói. Rất kỳ lạ, cô ả Lệ Khuynh Thành này luôn luôn có thể tạo ra một cảm giác rất an tâm cho người khác. Hình như chỉ cần có cô ta ở bên cạnh thì sẽ không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Tần Lạc vừa ra khỏi cửa lớn của quốc tế Khuynh Thành thì thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở cửa. Một nam nhân mặc tây trang màu đen chạy ra mở cửa xe, sau đó đứng sang bên cạnh. Đầu tiên là một đôi giày cao gót thò ra, sau đó mới là một nữ nhân mặc bộ đồ màu trắng, bên ngoài khoác áo bành tô đen. Đoan chính xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, nhìn từ xa liền cảm thấy xinh đẹp không thể tả nổi. Nữ nhân này Tần Lạc biết, đó chính là Cửu Yên Mị, lão bản đứng sau danh viện hội sở. Tần Lạc và cô ta có gặp mặt hai lần, lần thứ nhất là cùng Vương Cửu Cửu tham gia danh viện yến hội, kết quả phát sinh xung đột với quản tự, cô ta còn ngầm nói giúp mình. Lần thứ hai là trên yến hội của Gia Gia Tần Tung Hoành, lúc đó, bởi vì khả năng giao tiếp cao mình của cô ta, không HCI kéo quan hệ cùng Tần Lạc gần lại không ít, mà cũng coi như là có quen biết với Vương Cửu Cửu và văn nhân Mục Nguyệt. Tôi vừa tới, anh lại muốn đi, có phải là không hoan nghênh tôi không? Cửu Yên Mị nhìn thấy Tần Lạc từ quốc tế Khuynh Thành bước ra, hờn dỗi nói. Có một số nữ nhân chính là có loại bản sự này, cho dù là họ không quen biết, nhưng lời mà cô ta nói ra đều khiến người khác cảm thấy quan hệ giữa bọn họ thân mật vô cùng. Tôi không ngờ cô tới đây, Tần Lạc cười nói, tới làm đẹp à, hay là tới tìm Lệ Khuynh Thành? Tôi đến tìm Lệ Khuynh Thành, Cửu Yên Mị nói, anh vừa từ đó đi ra, chứng tỏ cô ta ở công ty rồi. Ừ. Vậy không làm phiền các người, tôi đi trước, Tần Lạc nói. Để lái xe của tôi đưa anh đi, Cửu Yên Mị nói. Không cần đâu, tôi tự mình bắt xe về được mà, Tần Lạc cự tuyệt. Khách khí với tôi làm gì? Trong lúc nói, Cửu Yên Mị phất tay với tài xe. Vì thế, chiếc xe vừa đỗ ở cửa liền được lái tới trước mặt Tần Lạc. Cảm ơn, Tần Lạc cảm kích nói. Chuyện nhỏ thôi mà, Cửu Yên Mị gật đầu, sau đó đi vào đại sảnh của quốc tế Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành đang ở trong phòng làm việc duyệt tư liệu thì quản lý của phòng thẩm mỹ tới gõ cửa, nói, Lệ Tổng, có người muốn gặp cô. Ai vậy? Lệ Khuynh Thành bảo cô ta vào, sau đó hỏi. Cô ta không nói, chỉ bảo tôi đưa danh thiếp cho cô. Quản lý nói xong liền đưa một tấm danh thiếp cho Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành nhận lấy tấm danh thiếp rồi nhìn qua, sắc mặt biến đổi nói, bảo với cô ta là tôi không có ở đây. Chương 171, Tự Cổ. Hồng nhan đều bạc mệnh. Quản lý bước tới trước mặt Cửu Yên Mị, vẻ mặt áy náy nói, thực sự rất xin lỗi. Lệ Tổng vừa ra ngoài, có thể là rất muộn mới về. Cô ta dẫu sao cũng không thể nói là, Lệ Tổng nói cô ấy không có ở đây được. Lãnh đạo có thể nói một cách tùy ý, nhưng thuộc hạ như bọn họ thì phải nghĩ cách che giấu cho lãnh đạo. Ồ, vậy ư, Cửu Yên Mị cười quyến rũ, hỏi, lẽ nào quốc tế Khuynh Thành của các cô còn có một cửa ra khác? Không sao, tôi có rất nhiều thời gian. Sẽ ngồi ở đây đợi cô ấy quay lại. Nói xong, thực sự bước tới salon trong phòng khách rồi ngồi xuống. Đúng rồi, phiền cô cho tôi xin một cốc nước, Cửu Yên Mị nói, sau đó lại lấy mấy tờ tạp chí ở cái giá phía sau ra đặt trước mặt, bộ dạng như chuẩn bị đóng đồ ở đây. Quản lý sau khi mang nước cho cô ta xong chỉ đành chạy tới chỗ Lệ Khuynh Thành hồi báo. Lệ Tổng, cô ta không muốn rời đi, ngồi ở phòng đợi. Nói là chờ cô về, quản lý nói. Vậy thì mặc cho cô ta ngồi chờ đi. Lệ Khuynh Thành không ngẩng đầu lên, nói. Cô ta đang bận chuẩn bị kế hoạch đầu tư cho xí nghiệp quân đội. Đại lão bản không quản chuyện, vậy những khung chế định này chỉ đành do cô ta hoàn thành thôi. Vâng, quản lý không làm phiền nữa, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Khi cửa phòng làm việc được đóng lại, bàn tay đang gõ bàn phím của Lệ Khuynh Thành đột nhiên dừng lại. Cô ta bực bội từ trên ghế đứng dậy. Kéo rèm cửa nhìn Thành Thị đang mịt mù trong sương, trong lòng có một cảm giác đầy áp lực không nói thành lời. Dường như có một bàn tay vô hình đang không ngừng có ý đồ thao túng và ảnh hưởng tới mỗi một lời nói, hành động của mình. Những tòa nhà đó đã cao đến chọc trời rồi, nhưng, bọn họ làm sao có thể thoát khỏi cái lồng đầy sương mù này? Hay là bởi vì mình chưa đủ mạnh mẽ? Lệ Khuynh Thành chán nản nghĩ. Bọn họ, vì sao lại không buông tha cho mình?
Cửu Yên Mị lật xem những mấy tờ tạp chí vừa mới xuất bản, bộ dạng rất thích thú. Nghi thái của cô ta rất ưu nhã, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Ngồi trong phòng đợi của Quốc tế Khuynh Thành, tự nhiên tùy ý như đang ngồi trên salon nhà mình. Khách đi đi lại lại đều nhìn về phía cô ta chẳng thèm quan tâm. Có người thấy cô ta có phẩm mạo xuất chúng, bước tới hàn huyên mấy câu. Cô ta cũng đối đáp hòa nhã, không xa lạ, cũng không gần gũi. Cô ta rất kiên nhẫn ngồi đợi, đợi kết quả mà mình muốn. Vệ sĩ chờ Tần Lạc về đã quay lại từ lâu, đứng đợi ở ngoài cửa. Anh ta biết tính cách của chủ nhân mình, cho nên không hề tiến vào thúc giục. Khi kim đồng hồ treo trên tường chỉ vào số 9 giờ, Cửu Yên Mị đã đợi đủ 3 tiếng 45 phút. Quản lý đó cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô ta, nói, xin chào, Lệ Tổng mời cô vào phòng làm việc của cô ấy. Cảm ơn, Cửu Yên Mị đáp tạ, không hề nói với quản lý những câu châm biếm như, sao? Lệ Tổng của các cô cuối cùng cũng về rồi à? Hoặc, cô ta chịu tiếp tôi rồi sao? Nữ nhân như họ tu dưỡng cực tốt, hơn nữa, bọn họ biết làm khó những người dưới này hoàn toàn là vô dụng, chỉ có thể tạo cho người ta cảm giác ỷ thế khinh người mà thôi. Mà những người thích ỷ thế khinh người, tác oai tác quái khắp nơi, kỳ thực là một số con cháu nhà quan hoặc là đám bụi đợi chẳng có quyền thế gì. Dưới sự dẫn đường của quản lý, Cửu Yên Mị tới phòng làm việc ở trên tầng 3 của Lệ Khuynh Thành. Quản lý dừng lại trước cửa, nói, Lệ Tổng đã nói là cô có thể trực tiếp vào. Cảm ơn, Cửu Yên Mị nói. Khi quản lý quay người rời đi, cô ta mới đưa tay ra đẩy cửa phòng làm việc. Lệ Khuynh Thành vẫn đang ngồi trên ghế làm việc của mình, không hề có ý định đứng lên đón tiếp, sắc mặt bình tĩnh nói, tôi biết cô đã tới Yến Kinh. Tôi cũng biết cô đã trở thành nữ chủ nhân của danh viện hội sở. Nhưng tôi không hiểu, chúng ta thật sự cần gặp mặt sao? Cửu Yên Mị bước tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, kéo ghế ngồi xuống, mặt nghiêm túc và mang theo một chút cương triều nhìn cô ta, nói, theo tôi thấy, tôi có cả vạn lý do để tới gặp cô. Nhưng, kỳ thực căn bản không cần nói nhiều làm gì. Chỉ cần một câu là đủ rồi. Nói đi, cô muốn gì? Lệ Khuynh Thành nói ngắn gọn. Cửu Yên Mị cười khẽ, nói, tôi biết gần đây sự nghiệp của cô rất thuận lợi. Quốc tế Khuynh Thành lại chiếm được một đơn đặt hàng lớn của quân đội. Nghiệp đoàn Trung Y mà cô có cổ phần cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, thế nhưng, những việc này đều không thể đả động đến tôi. Tôi còn cho rằng là cô nhận lời nhờ vả của người khác, tới tìm tôi đòi những sản nghiệp này đấy. Lệ Khuynh Thành cười nói, vẻ mặt quyến rũ. Nếu như có người ngoài ở đây, sẽ phát hiện dung mạo của hai nữ nhân xinh đẹp vô cùng này có mấy phần giống nhau. Cô lo xa rồi, Cửu Yên Mị lắc đầu, nhìn nụ cười sán lạn của Lệ Khuynh Thành rồi thở dài. Cô ta đã học được nụ cười này từ lúc nào vậy? Nụ cười đó là giả dối, vẻ ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng lại đau khổ đến chết đi sống lại. Vậy thì cô cho tôi một lý do đi. Giờ đã muộn rồi, tôi nghĩ tôi hết giờ làm rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Bọn họ hy vọng cô quay về. Cửu Yên Mị nói. Quay về đâu? Lệ Khuynh Thành ngây người, sau đó nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Lúc này đây là nụ cười trào phúng. Cửu gia, Cửu Yên Mị nói. Ồ, vì sao vậy? Năm đó có một cô gái quỳ xuống cầu tình, bọn họ cũng không bằng lòng tiếp nhận. Hiện tại, sao lại khai ân với một cô gái khác như vậy? Lệ Khuynh Thành ánh mắt sắc bén như mũi tú hoa châm, mỗi một mũi đầu đâm vào trong tâm tạng của người ta. Loại ánh mắt này, có thể khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Chuyện năm đó quả thực là ông ấy đã sai. Nhưng cô cũng biết đó, mỗi một thế gia vọng tộc đều có quy củ của mình. Lão gia tử không đồng ý, ông ấy sao có thể dẫn người vào nhà. Bốp! Lệ Khuynh Thành vỗ lên bàn, tức giận quát, đây cũng tính là lý do ư. Đây chính là lý do mà cô tới biện hộ cho ông ấy ư. Là một người đàn ông, nếu không thể chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình, vậy thì cố mà quản lý thằng em của mình đừng cho nó phạm sai lầm. Ông ta có đầu rút cổ như vậy thì còn là một người đàn ông ư. Khuynh Thành, cô biết rồi, lúc đó ông ấy đã kết hôn. Còn có một đứa con gái 7 tuổi, nếu lúc đó để mẹ cô vào nhà, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Cửu gia. Cửu Yên Mị không tức giận, giống như là không hề nghe thấy những lời nói thô tục của Lệ Khuynh Thành, vẫn kiên trì khuyên bảo. Cô ta không có ý định tránh né những điều này, đó đều là sự thật, cô ta là người thông minh, biết Lệ Khuynh Thành nói đúng. Cho nên, mỗi một câu nói của cô ta đều là thực, cho dù như vậy sẽ làm tổn thương người khác. Cô ta biết. Một khi cô ta nói những lời dối trá dễ nghe,
tìm mọi cách bào chữa cho gia tộc và người đàn ông đó, vậy thì, cuộc nói chuyện này hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Đúng thế, cho nên cô họ Cừu, còn tôi họ Lệ, cô là đại tiểu thư của họ Cừu, nhận được sự nịnh nọt và tôn kính, chấp trưởng danh viện hội sở có thực lực nhất của Yến Kinh. Còn tôi phải dựa vào sự nỗ lực của mình mà sinh tồn, cố gắng nói cười, thỉnh thoảng còn bị người ta chiếm tiện nghi. Những việc này từ lúc ban đầu đã là chú định rồi. Cô còn tìm tôi làm gì? Trong giọng nói Lệ Khuynh Thành có sự bi thương đang tích tụ đang đợi bạo phát. Sắc mặt của Cửu Yên Mị trở nên trầm trọng, cô phải chịu khổ, điều đó tôi biết. Trong phạm vi mà tôi có thể làm tôi đều cố gắng giúp cô. Khi cô vừa mở thẩm mỹ viện, cô cự tuyệt sự thu mua của Liên bang Nhạc Mỹ. Lão bản của bọn họ muốn âm thầm báo thù, tôi tìm người mua luôn Liên bang Nhạc Mỹ đó. Cô cự tuyệt yêu cầu nói chuyện ban đêm của Đỗ Cục trưởng, hắn muốn niêm phong cửa hiệu của cô, tôi sai người đút cho hắn 100 vạn, sau đó lại sai người báo cáo chuyện tham ô của hắn, tống hắn vào ngục. Cô chỉ cần bằng lòng quay về Cửu gia, chuyện đó sẽ không phát sinh nữa đâu. Những cực khổ mà ngày trước cô phải chịu đựng, trong nhà nhất định sẽ bồi thường cho cô. Bồi thường cho tôi giờ cần sự bồi thường của họ ư, tôi không thiếu tiền, tôi không thiếu đàn ông, tôi có sự nghiệp của mình. Bọn họ có thể bồi thường cho tôi cái gì? Những người đã mất rồi, bọn họ dùng gì để bồi thường đây? Cửu Yên Mị sắc mặt ảm đạm, nói, Khuynh Thành, có những việc đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Lệ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói, để nó qua đi. Chuyện gì cũng có thể dễ dàng cho qua như vậy thì trên thế giới này liệu có còn thứ gọi là cừu hận hay không? Khuynh Thành, cô là người thông minh, vì sao lại cố chấp vì chuyện này như vậy? Nếu cô bằng lòng quay về, thế giới sau này của cô sẽ hoàn toàn khác hẳn. Cửu Yên Mị nói, lão gia tử già rồi, sức khỏe cũng không như trước kia nữa. Nếu như cô thực sự trở về, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Lệ Khuynh Thành phá lên cười, cười đến nỗi không thở nổi. Một lúc sau mới từ từ bình tĩnh trở lại, nói, nếu như tôi trở lại mà bọn họ nhất định sẽ chết ngay lập tức, vậy thì ngày mai tôi sẽ xuất hiện trước mặt họ ngay. Cô không cần phải khuyên tôi nữa, tôi sẽ không trở về đâu, ít nhất, hiện tại là không. Lệ Khuynh Thành nói, thế giới của tôi thay đổi, đó là nhờ tôi tự mình nỗ lực. Tôi không cần phải dựa vào người khác, trước đây đã không, sau này cũng sẽ không. Vậy còn Tần Lạc, cô không hề dựa vào hắn ư? Cửu Yên Mị cười hỏi. Hắn ư, hắn là nam nhân của tôi dựa vào hắn là chuyện đương nhiên rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Xem ra, tôi không có cách nào thuyết phục được cô rồi. Cửu Yên Mị nói. Khi cô quyết định tới đây, chắc cô cũng đã nghĩ tới kết quả này rồi. Đúng vậy, tôi đã nghĩ tới, nhưng tôi vẫn muốn thử. Cô không cảm thấy sao? Tính cách của chúng ta rất giống nhau. Nhưng con đường mà chúng ta đang đi lại hoàn toàn khác nhau. Cửu Yên Mị đứng dậy, nói, cô cứ nghĩ cho kỹ đi. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ cùng trở về, để lễ mừng năm mới năm này cả nhà có thể được đoàn tụ. Còn lâu mới đoàn tụ, khi cô ta đóng cửa lại, Lệ Khuynh Thành lẩm bẩm nói. Cô ta mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một khung ảnh bằng gỗ. Giữa khung ảnh là một tấm ảnh màu trắng đen. Đó là một cô gái nhỏ tết tóc, mặc sườn xám cắt may rất vừa người, cầm ô giấy dầu, dựa vào lan can ở cạnh ao sen, nụ cười má lúm đồng tiền. Bọn họ bảo con về, nhưng con đã cự tuyệt. Đây là điều mẹ muốn, không phải là điều con muốn. Lệ Khuynh Thành nói với tấm ảnh. Bọn họ có thể bảo mẹ về, cũng đồng thời có thể đuổi mẹ đi. Mệnh vận của chúng ta vẫn đang bị bọn họ nắm giữ trong tay. Con sẽ trở lại, lúc đó, con muốn làm chủ nhân của Cửu gia. Lệ Khuynh Thành nói với ánh mắt kiên nghị. Lúc đó, sẽ không có ai có thể đuổi chúng ta đi nữa. Giọng nói của Lệ Khuynh Thành nghẹn ngào, hai hàng lệ men theo má tích tách rơi khung ảnh đang cầm trên tay, giống như là nữ nhân xinh đẹp động lòng người ở trong khung cảnh cũng khóc theo. Tự cổ hồng nhan đều bạc mệnh. Chương 172, cũng chẳng ra làm sao. Những gì mà tôi đã nói trong tiết học đầu tiên mà tôi tới dạy các em có còn nhớ không? Tần Lạc nhìn những học sinh ở bên dưới, hỏi. Vì cuộc thi cuối kỳ sắp đến, các học sinh đều bận bịu ôn tập để đối phó với kỳ thi, cho nên, hiện giờ người tới dự thính vô cùng ít, phòng học có vẻ hơi trống trải. Cho tới hiện tại những người còn kiên trì ngồi đây đại đa số là học sinh của Học viện Trung Y Dược. Nhớ ạ, có học sinh ở bên dưới nói. Tốt, Tần Lạc gật đầu. Tôi đã từng nói, tôi cần mỗi các em đều đạt hơn 95 điểm. Tôi nghĩ, nếu các em thực sự nỗ lực,
thành tích này không phải là quá khó để đạt được. Tần Lạc cảm thấy mình thế này đã là nhân từ lắm rồi, bởi vì lúc trước Gia Gia mỗi lần tới kỳ thi cuối năm của hắn đều yêu cầu 100 điểm. Kém một chút thôi là bị ăn đòn rồi. Dùng lời của lão gia tử mà nói thì là, nghề bác sĩ không thể so với các nghề khác. Sơ suất một chút thôi là đủ để hại tình mạng của người khác rồi. Cho nên, yêu cầu của Gia Gia là không cho phép được xuất hiện một chút sơ suất nào. Lúc trước Tần Lạc cảm thấy ông quản quá nghiêm khắc, hiện tại Tần Lạc lại thấy cảm kích đối với sự nghiêm khắc của ông. Đương nhiên, tôi của biết, thành tích trên văn bản không thể đại biểu trình độ y thuật chân thực của các em. Cho nên, tôi đã xin với viện hệ, lần này, kỳ thi của chúng ta sẽ phân làm hai phần. Hả, hai phần, có người kinh hô, Tần lão sư, thầy không phải định để chúng em thi hai lần đấy chứ? Chính là thi hai phần, Tần Lạc cười nói, phần một là thi viết. Bài thi sẽ do tự tôi làm ra cho các em, chỉ có 40 đề. Các em cần phải hoàn thành trong một tiếng đồng hồ. Lần thi còn là lại thi thực tế. Phần thi này sẽ chiếm 60 trong 100 điểm. Tần lão sư, thế nào là thi thực tế? Có người hỏi. Thi thực tế chính là tôi sẽ kéo toàn bộ các em ra ngoài, tiến hành nghĩa trần khám chữa bệnh miễn phí ở trong vườn trường. Những học sinh và lão sư được các em nghĩa trần sẽ cho điểm các em. Điểm số mà bọn họ cho cũng chính là số thành tích của các em. Đương nhiên, các em cũng có thể tìm những người bạn có quan hệ tốt tới cổ vũ. Nhưng, tôi sẽ ở hiện trường để quan sát. Hơn nữa, tôi sẽ kiểm tra án lệ chẩn đoán của mỗi người các em. Nếu các em cho rằng có thể giấu được tôi thì cũng có thể thử. Ai bị tôi phát hiện có hành vi gian lận, thành tích của người đó sẽ bị hủy bỏ. Tần lão sư, chúng em chưa có kinh nghiệm trị liệu mà. Một học sinh lo lắng nói. Tôi hiểu, cho nên tôi mới cho các em cơ hội này. Nói chung, khi học sinh sắp tốt nghiệp thì mới có thể có cơ hội để vào bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh để thực tập. Còn những lúc khác thì đều lấy những giờ học lý thuyết làm chủ. Tần Lạc lại không bằng lòng làm theo lề lối cũ, hắn hy vọng sau khi học sinh đã nắm được tri thức lý luận rồi thì có thể lập tức áp dụng thực tế luôn. Điều này có thể giúp họ nhớ được kỹ hơn, khi học sinh tốt nghiệp đã có thể độc đáng một mặt trung y. Cũng may chủ nhiệm hiện tại cũng khá dễ tính, sau khi Tần Lạc đề xuất kiến nghị của hắn, Hùng Chí Triều không chút do dự đáp ứng ngay. Nếu Quách Nhân Hoài làm chủ nhiệm, chuyện phá hư quy củ như vậy khẳng định là rất khó mà nhận được sự ủng hộ của hắn. Tần lão sư, nếu phương thuốc mà chúng em kê làm hại đến sức khỏe của người uống thì sao? Có học sinh lo lắng hỏi. Mỗi một phương thuốc của các em đều sẽ qua sự thẩm hạch của tôi. Tần Lạc nói, hắn biết, nếu làm thế này, tới lúc đó lượng công việc của hắn sẽ rất lớn. Nhưng, để năng lực nghiệp vụ của học sinh của mình có thể được đề cao, hắn cực nhọc một chút cũng không sao. Chúc các em may mắn. Tần Lạc nhìn những học sinh hoặc vui hoặc buồn ở dưới bục, cười nói. Sau khi tan học, Tần Lạc chuẩn bị bắt xe về biệt thự Lâm gia. Hậu di chứng duy nhất từ sau khi Lâm Hoán Khê thôi việc ở trường học là Tần Lạc không thể ngồi nhờ xe của cô ta nữa. Vừa ra khỏi cửa trường đã thấy một chiếc xe Phantom thân dài màu đen đang đỗ ở cửa. Chiếc xe này quá gây sự chú ý, cũng quá phong cách. Cả Yến Kinh cũng khó mà thấy được mấy chiếc, cho nên, người có kiến thức gần như là không về xe cộ như Tần Lạc cũng vẫn nhớ rõ nó ở trong đầu. Cửa xe mở ra, trợ lý Mã Duyệt của văn nhân Mục Nguyệt bước về phía Tần Lạc. Tần tiên sinh, tiểu thư mời anh qua đó. Mã Duyệt nhìn Tần Lạc, nói. Tần Lạc nhìn xung quanh. Các học sinh đi qua đều đang chỉ trỏ trỏ vào chiếc xe. Trên mặt mỗi người đều mang biểu tình kích động và điên cuồng, còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc xe. Đi thôi, Tần Lạc nói. Tần Lạc mở cửa chui vào trong, chiếc xe trước sau đều có kính chống đạn lúc này mới từ từ lăn bánh. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở vị trí gần cửa xe, mặc quần ống suông màu đen, giày cao gót mũi nhọn, điều hòa trong xe bật vừa đủ, cho nên trên người cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đút trong quần. Trên cổ đeo một chiếc khăn lụa màu tím nhạt không biết là hiệu gì. Trông giống như một đóa hoa hồng, khiến cho cô ta trông rất yêu nhã. Đã lâu không gặp, Tần Lạc cười ha ha, nói. Nữ nhân này đúng là xinh đẹp đến mức không thể hình dung, không biết nam nhân nào mới xứng được với cô ta đây. Nhớ tới chuyện cô ta vốn là vị hôn thể của mình, trong đầu Tần Lạc đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo và tự mãn. Mỗi một người đều có một chút bản chất ái mộ hư vinh. Hoặc nhiều hoặc ít. Vết thương trên tay anh đã đỡ chưa? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Cô ta rất ít khi nói lừa thừa, mỗi lần đều vào thẳng chủ đề. Tần Lạc cũng có một chút liễu giải về tính cách của cô ta,
cũng không phật ý, cười nói, đỡ nhiều rồi. Qua mấy ngày nữa là có thể tháo băng. Gia Gia bảo tôi mời anh tới ăn một bữa. Văn nhân Mục Nguyệt có được đáp án mà mình muốn, lập tức chuyển chủ đề. Nếu như đầu óc của anh không nhanh nhẹn thì căn bản là không theo kịp tiết tấu của cô ta. Tôi cũng lâu rồi chưa tới bái phỏng lão gia tử. Tần Lạc cười nói, đã lên xe của cô rồi, cô muốn đưa người ta đi đâu chẳng phải là tùy cô an bài sao. Thế là văn nhân Mục Nguyệt liền không nói gì nữa. Cô ta không nói, Tần Lạc cũng không biết phải nói gì. Hắn có lòng muốn hỏi chuyện về công việc của văn nhân Mục Nguyệt, nhưng bản thân hắn đối với chuyện này lại một khiếu cũng không thông. Lại không biết văn nhân Mục Nguyệt còn yêu thích gì hay không, cho nên cũng không dám tùy tiện hỏi. Hắn thực sự vẫn còn biết quá ít về cô ta. Văn nhân Mục Nguyệt không nói gì, khiến người ta cảm thấy như đây là điều đương nhiên. Nhưng mà Tần Lạc không nói chuyện thì lại cảm thấy có chút đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, hai ngồi sóng vai ngồi cùng hàng mà lại không ai nói câu gì, bầu không khí thực sự hơi lạ lùng. May mà đường đi cũng không tính là dài, đội xe rất nhanh liền đi tới dưới chân núi Tiên Nữ. Tần Lạc lại đi tới biệt thự hào hoa mà hắn đã từng đến từ hôn. Tiểu thư, Tần thiếu gia, hai vị đã về rồi. Quả gia Thủy Bá bước tới nghênh đón, lễ phép chào hỏi hai người. Vì lần trước lão đầu này đã giúp hắn giải vây, cho nên Tần Lạc rất có hào cảm đối với lão, cười nói, Thủy Bá, gần đây sức khỏe thế nào? Trời lạnh thế này thì phải mặc thêm áo vào. Người già thích nhất là người trẻ tuổi hỏi thăm mình, huống chi Thủy Bá không vợ không con, cho nên càng cảm động về sự ân cần của Tần Lạc. Lão kéo tay Tần Lạc rất thân thiết, cười nói, tốt. Tốt lắm, người trẻ tuổi như các cậu mới phải chú ý tới thân thể. Khi còn trẻ mà không chú ý, về già sẽ khổ lắm. Cháu biết rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Khi Tần Lạc theo Thủy Bá bước đại sảnh rộng rãi lại có chút khoa trương của căn biệt thự, trong phòng đã có mấy người trẻ tuổi đang sôi nổi nói chuyện cùng nhau. Thấy Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt cùng tiến vào, thị tuyến của tất cả mọi người đều chiếu lên mặt họ. Thì ra hôm nay khách được mời tới không chỉ có mình mà còn có mấy người khác nữa. Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ. Thủy Bá biết Tần Lạc không nhận ra mấy người này, nhiệt tình giới thiệu cho Tần Lạc, vị này là văn nhân Kiệt thiếu gia, công tử của nhị thúc của Mục Nguyệt. Vị này là văn nhân Hữu Chí thiếu gia, nhị công tử của nhị thúc của Mục Nguyệt. Đây là văn nhân Tự Tức, công tử của tam thúc của Mục Nguyệt. Vị này là văn nhân Huyên tiểu thư, vị này là văn nhân Nhã Ca tiểu thư. Tần Lạc chào hỏi với mỗi người, nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi, cảm thấy hôm nay giống như là đại tụ hội của gia tộc văn nhân. Nhưng, mình là ngoại nhân thì tới đây làm gì? Tần Lạc không nhìn thấy văn nhân chiếu trong đám người, không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi. Sau khi Thủy Bá giới thiệu xong những công tử và tiểu thư có mặt ở đây, lại giới thiệu Tần Lạc với bọn họ, nói, vị này là Tần Lạc. Các người đều là người trẻ tuổi, sau này phải thân thiết với nhau hơn nhé. Sau khi Thủy Bá rời đi, văn nhân Hữu Chí nhìn Tần Lạc hỏi, anh là Tần Lạc à? Văn nhân Hữu Chí là một người có bộ mặt tròn trịa, trông cũng không xấu. Khi cười còn lộ hai cái má lúm đồng tiền, bộ dạng rất đáng yêu. Nhưng, trước mặt đám tuấn nam tịnh nữ này của gia tộc văn nhân lại lộ ra vẻ bình thường. Là tôi, Tần Lạc gật đầu. Tôi đã nghe về anh là... Văn nhân Hữu Chí chưa nói xong thì văn nhân Huyên liền cướp lời, anh là vị hôn phu trước của văn nhân Mục Nguyệt. Chúng tôi đều đã nghe về sự tích quang vinh của anh rồi. Đúng vậy, thật là có cốt khí. Văn nhân gia tộc chúng tôi lần đầu tiên gặp phải chuyện mất mặt như thế này đấy. Văn nhân Nhã Ca âm dương quái khí nói. Mất mặt cũng đành chịu thôi. Người ta không bằng lòng cưới nữ nhân của nhà chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại trói người ta lại bức thành thân sao? Trong thiên hạ có loại chuyện lạ như thế à? Văn nhân Tự Tức cười lớn. Trong đại sảnh chỉ có văn nhân Kiệt là không nói gì, ánh mắt sau gọng kính nhìn chằm chằm và Tần Lạc, không biết đang nghĩ gì. Nhìn cũng chẳng ra làm sao cả. Nữ nhân đó chỉ vào Tần Lạc, nói. Đúng vậy, có người phụ họa, nhưng, loại nam nhân chẳng ra sao này lại không bằng lòng cưới chị ấy. Ai, người làm em như tôi thực sự là lo lắng chị ấy đấy. Cả ngày giống như một khối băng thì ai mà bằng lòng cưới chị ấy chứ? Tần Lạc nghe ra được những người này là đang mượn việc châm biếm mình để đả kích văn nhân Mục Nguyệt. Hắn mỉm cười nhìn văn nhân Mục Nguyệt, không ngờ nhân duyên trong gia tộc của cô ta lại không tốt như vậy. Có điều, chuyện này phát sinh cũng là có thể tưởng tượng được. Tính cách của cô ta vốn lãnh đạm, không thích chủ động quan hệ với người khác. Hơn nữa thân lại ở vị trí cao, chấp chưởng mệnh mạch của gia tộc, bất kể là nam nhân hay nữ nhân,
có ai mà nguyện ý nhìn thấy chuyện này phát sinh. Bọn họ trong lòng sinh ra đố kỵ cũng là chuyện thường. Có điều cô gái này cũng bình tĩnh thật, bị nói xấu ngay trước mặt mà vẫn thản nhiên như không. Trên mặt không hề có biểu cảm không vui. Tần Lạc thở dài, đã đến rồi thì đành giúp cô ta vậy. Hắn nhìn cô gái độc ác nhất trong những người đang nói, cười, chính là bởi vì bản thân tôi không ra làm sao, cho nên tôi mới cảm thấy không xứng với văn nhân Mục Nguyệt tiểu thư, chủ động từ hôn. Cô ta trong lòng tôi chính là một loại tồn tại giống như nữ thần, không dám kinh nhờn. Nếu năm xưa người mà văn nhân lão gia tử đính hôn cho tôi là một trong những vị đang ngồi đây, tôi nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chương 173, phải giống như một người đàn ông. Tần Lạc trước tiên nói, mình chẳng ra làm sao, tự nhận không xứng với văn nhân Mục Nguyệt giống như một nữ thần. Tiếp theo liền chuyển đề tài, lại nói, nếu là một trong các cô, vậy thì không có vấn đề. Lời này của Tần Lạc thực sự rất nham hiểm, cũng rất khiến người khác phải tức giận. Các người không phải là muốn mượn tôi để đả kích văn nhân Mục Nguyệt sao? Tới đây, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của các người, hạ mình thật thấp, thấp tới mức rơi xuống bùn đất luôn, chỉ là mục tiêu công kích về sau lại đổi thành các người mà thôi. Lời này của anh là có ý gì? Anh cho rằng anh là ai? Anh xứng được với ai? Đúng vậy, thật quá là cuồng vọng tự đại. Có một số người, vì sao làm gì cũng luôn không nhận ra vị trí của mình vậy? Đề nghị anh mua một tấm kính về nhà. Mỗi lần ra khỏi cửa thỉnh soi gương mấy phút. Như vậy mới có thể nhìn rõ bản thân mình. Tần Lạc nhìn mấy cô ả đang bừng bừng tức giận, cười nói, tôi cảm thấy tôi đã phạm sai lầm rồi. Nếu người mà lão gia tử hứa hôn là các cô, tôi khẳng định cũng sẽ thối hôn. Mục Nguyệt là vì tôi cảm thấy không xứng với cô ấy, còn các cô. Tôi cảm thấy các cô thực sự không xứng với tôi. Lần này không phải là nói đùa. Nếu người Tần Lạc phải đính hôn thực sự là mấy cô ả này, hôn sự này hắn nhất định sẽ từ. Hắn gìn giữ tấm thân xử nam hơn 20 năm, dù thế nào cũng không để tiện nghi cho hạng con gái này. Một tên bác sĩ thì có gì là hay chứ? Tùy tiện lôi ra một nam nhân ở trên đường cũng mạnh hơn hắn cả 10 cả trăm lần. Văn Nhân Huyên hừ lạnh nói. Bác sĩ thì không có gì hay ư. Bệnh của Gia Gia là nhờ bác sĩ cứu. Người nhà Văn Nhân cũng là nhờ bác sĩ cứu về đấy. Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh như băng nói. Lúc trước khi cô ta ở cạnh Tần Lạc, cũng chỉ có thể coi là lãnh đạm mà thôi. Hiện tại ở cạnh những người này, quả thực là giống như có thâm cửu đại hận vậy. Chẳng trách Văn Nhân Mục Nguyệt liều mạng làm việc như vậy. Cô ta nếu từ vị trí cao đó ngã xuống, những người này liệu có để yên cho cô ta không? Cố sự cũ rích đó, không cần ngày nào cũng phải nhắc lại đâu. Văn Nhân tự tức giận nói. Đối với loại người hay quên thì phải không ngừng nhắc nhở. Văn Nhân Mục Nguyệt mặt lạnh như băng, trong giọng nói không mang theo chút cảm tình nào, Gia Gia năm đó đã nói, nếu là nữ thì phải làm dâu của Tần Thị. Nếu là nam thì phải để người ta sai phái. Các người có tư cách gì mà nói bác sĩ chẳng đáng giá một xu? Hừ, cả ngày Gia Gia nói Gia Gia nói. Vỗ mông ngựa. Đúng vậy, thật là đáng ghét. Không vỗ mông ngựa, cô ta sao có thể trèo lên vị trí hiện tại? Chúng ta tới hậu viện đi. Văn Nhân Mục Nguyệt quay người nói với Tần Lạc. Được, tôi cũng không thích ở cùng cái ổ quạ đen này, Tần Lạc nói. Dưới những ánh mắt giết người, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt bước về phía hậu viện. Bởi vì tòa nhà hào hoa này vốn là dựa vào núi mà xây, cho nên hậu viện kỳ thực là một phiến rừng cây và hoa, còn có những tòa giả sơn nhỏ và suối nước nóng thiên nhiên. Ở đằng xa là núi tiên nữ trùng trùng điệp điệp kéo dài cả ngàn dặm. Sinh ra trong một gia tộc giàu có như vậy cũng không phải là chuyện hay, đúng không? Tần Lạc cười hỏi. Nếu tôi nói là chán ghét, sẽ không phải là rất dối trá chứ? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại. Tần Lạc gật đầu, sinh người thì phải sinh mệnh, có bao nhiêu người khát vọng được sinh ra trong một gia đình thế này? Văn Nhân Mục Nguyệt dừng lại ở cạnh suối nước nóng, nhìn con suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy đang tỏa ra nhiệt khí, nói, nếu không phải là sinh ra trong một gia đình như thế này. Cuộc sống của tôi có thể ở trong một hoàn cảnh khác. An nhàn, yên ả. Nhưng, nếu là như vậy thì chỉ có thể suốt đời nghèo khó, không thể đạt tới độ cao hiện tại. Văn Nhân Mục Nguyệt thật thà nói. Tôi từ trước tới giờ không oán trách xuất thân, tôi chỉ tin mệnh vận có thể thay đổi thôi. Bọn họ đối với cô không quá thân thiện, Tần Lạc nói. Vậy thì sao chứ, bọn họ trong bụng đầy lời oán thán, nhưng chẳng thay đổi được chuyện gì cả. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bụng dạ của cô thật là rộng rãi, tôi vĩnh viễn không bằng được cô. Tần Lạc cười nói, càng tiếp cận với cô gái này,
thì càng phát hiện thêm nhiều điểm hay trên người cô ta. Tư duy của cô ta khác hẳn người thường, lời nói ra cũng đủ để xuyên thấu bản tâm. Tôi chỉ là quen rồi thôi. Văn nhân Mục Nguyệt đứng ở cạnh suối nước nóng, nhẹ hàng nói. Tôi trầm mặc, thì bọn họ mới cảm thấy không có gì thích thú. Một khi phản kích, bọn họ sẽ càng vui sướng hơn. Cô thực sự là rất có liễu giải về tính tình của con người. Tần Lạc thở dài. Tôi là người máy, Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nhìn Văn nhân Mục Nguyệt không chớp mắt, muốn xác định xem lời của cô ta là thật hay giả. Chẳng lẽ cô gái này còn biết nói đùa ư? Thủy Bá bước nhanh tới, nói, tiểu thư, Tần thiếu gia, có thể ăn cơm rồi. Vâng, cảm ơn Thủy Bá. Tần Lạc cười nói. Khách khí cái gì, sau này khi nào cậu rảnh rỗi thì hãy thường xuyên ghé đây chơi. Lão gia bình thường hay nhắc đến cậu lắm, Thủy Bá nói. Tần Lạc nhìn Văn nhân Mục Nguyệt, nói, vâng ạ, chỉ cần có thời gian rảnh là cháu sẽ tới thăm lão gia tử và Thủy Bá. Khi Tần Lạc và Văn nhân Mục Nguyệt bước vào, đám người vừa rồi đã ngồi trên bàn ăn. Văn nhân Chiếu không biết đã về từ nào, nhìn thấy khuôn mặt không vui của Văn nhân Mục Nguyệt liền hỏi, chị, hôm nay sao lại rảnh rồi về nhà ăn cơm thế? Nhìn thấy Tần Lạc, nụ cười trên mặt của hắn lại biến thành buồn bực, giả vờ như không nhận ra đối phương, cũng không chào hỏi. Lão gia tử Văn nhân Đình ngồi ở ghế trên, bị một đám tiểu bối vây quanh. Mọi người đều dì anh lấy chỗ ngồi cạnh lão. Chỉ có vị trí cách lão xa nhất là để lại cho Tần Lạc và Văn nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc, đã lâu rồi không thấy cháu đến thăm lão già ta đó. Văn nhân Đình cười ha ha chào hỏi Tần Lạc. Gần đây cháu hơi bận, Tần Lạc áy náy nói. Ừ, ta biết mà, Văn nhân Đình nói, sự nghiệp gần đây của cháu rất thuận buồm xuôi gió, ta cũng rất vui mừng. Kỹ thuật của người Tần gia cao minh, thiên phú kinh doanh của không tồi. Tần Lạc nhìn Văn nhân Mục Nguyệt, thầm nghĩ. Chuyện kinh doanh của mình nói không chừng là cô ta nói cho Văn nhân Đình biết. Ta bảo Văn nhân Mục Nguyệt mời cháu về là vì muốn cảm ơn đại ân cứu Văn nhân Mục Nguyệt của cháu. Nhà Văn nhân chúng ta lại thiếu cháu một món nợ rồi. Hai là, cũng muốn để những người trẻ tuổi các cháu tụ họp, sau này thân cận nhiều hơn một chút, có chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Văn nhân Đình cười nói. Nhất định rồi, Tần Lạc cười khổ đáp ứng. Tâm nguyện của lão gia tử là rất tốt, chỉ là mục đích khó mà đạt được. Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người động đũa đi, Văn nhân Đình nói. Tiểu Chiếu, nghe nói cậu gần đây có quan hệ mật thiết với một bà chị hả, đúng không? Văn nhân Huyên giả vờ vô ý hỏi. Đâu có, Văn nhân Chiếu chột dạ cúi gằm mặt vào bát cơm. Khoảng thời gian gần đây hắn mỗi ngày đều chạy tới chỗ Cửu Yên Mị. Xem ra chuyện này đã bị truyền ra ngoài rồi. Không có ư, hình như nghe nói đó là một bà chị rất xinh đẹp thì phải. Họ Cừu đúng không? Đúng rồi, đây không phải là loại hình mà Tiểu Chiếu rất thích sao? Khi nào thì dẫn về để ra ra xem mặt thế? Văn nhân Nhã Ca mặt đầy vẻ nịnh hót nhìn Văn nhân Đình, cười nói, ra ra, ông vẫn chưa biết sao? Tiểu Chiếu có bạn gái rồi đó, rất xinh đẹp, có thời gian thì để nó dẫn về cho ông xem nhé. Tiểu Chiếu, thật ư? Văn nhân Đình nhìn Văn nhân Chiếu, hỏi, vẻ mặt bình đạm, không nhìn ra hỉ nộ. Ra ra. Con không có mà, Văn nhân Chiếu đỏ mặt nói. Tiểu Chiếu, tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, yêu đương cũng là chuyện thường mà. Hơn nữa, cô gái đó cũng rất xứng với em, nhưng hình như hơn lớn tuổi một chút thì phải, hình như 30 rồi, đúng không? Vậy ư, lớn thế cơ à, có điều đây chính là loại hình mà Tiểu Chiếu thích đó. Văn nhân Chiếu chỉ cắm mặt vào bát cơm, ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra nổi. Tần Lạc thở dài. Đấu tranh đúng là không ở chỗ nào không có. Bọn họ biết không chiếm được tiện nghi trên người Văn nhân Mục Nguyệt, cho nên chuyển mục tiêu sang người Văn nhân Chiếu. Chuyện Văn nhân Chiếu có người yêu thì cũng chẳng phải to tát gì. Nhưng yêu một cô gái hơn 30 tuổi thì nhất định sẽ bị Văn nhân Đình trách mắng. Ra ra, con sẽ trông chừng Tiểu Chiếu. Văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng giải vây. Ừ, Văn nhân Đình gật đầu, nói, mọi người ăn cơm đi. Lão gia tử lên tiếng. Những người này mới chịu thôi không thảo luận vấn đề này nữa. Sau bữa cơm, mọi người ai về chỗ nấy. Con cháu của nhà văn nhân đại đa số đều có phòng ở đây, có người về phòng nghỉ ngơi, có người thì trực tiếp lái xe đi. Tần Lạc từ trong phòng của lão gia tử Văn nhân Đình bước ra, thấy Văn nhân Chiếu cũng vừa hay đi qua cửa, liền gọi, Văn nhân Chiếu. Văn nhân Chiếu nhìn thấy là Tần Lạc, mặt đầy tức giận hỏi, anh muốn gì? Lại đây,
Chúng ta nói chuyện, Tần Lạc nói. Chúng ta có gì mà nói? Văn Nhân Chiếu không vui, trả lời. Nói về chuyện của chị cậu. Văn Nhân Chiếu do dự một lát, vẫn đi theo sau Tần Lạc tới hậu viện. Tần Lạc bước tới một tòa thạch điêu thì dừng lại, sau đó đột nhột quay người lại nhìn Văn Nhân Chiếu. Động tác của Tần Lạc quá bất ngờ, khiến Văn Nhân Chiếu ở đằng sau giật nảy mình. Hắn liên tục thối lui hai bước, khẩn trương hỏi, anh muốn làm gì? Cậu có phải là đàn ông không? Tần Lạc mắt sáng quắc nhìn hắn. Anh nói gì cơ? Văn Nhân Chiếu mơ hồ hỏi lại. Tôi hỏi cậu có phải là đàn ông không? Tần Lạc hỏi lại một lần nữa. Ngữ khí nặng nề hơn rất nhiều. Tôi đương nhiên là đàn ông rồi. Văn Nhân Chiếu tức giận nói. Thằng ôn này không ngờ lại dám hoài nghi giới tính của mình. Nếu là đàn ông, vừa rồi khi người khác công kích cậu, cậu vì sao lại không dám đứng dậy phản ứng? Tần Lạc lạnh lùng nói. Người ta chửi cậu thì cậu phải chửi lại. Người ta đánh cậu thì cậu phải đánh lại. Bọn họ là công tử tiểu thư nhà văn nhân, cậu cũng là đại thiếu gia nhà văn nhân, xuất thân không hề đê tiện hơn họ, bọn họ làm gì được cậu chứ? Cậu muốn để chị cậu bảo hộ cậu cho tới khi nào? Cậu muốn ăn bám cho đến khi nào? Cậu có thể lớn nhanh hơn một chút không? Có thể giống như một người đàn ông không? Có thể làm những chuyện mà một người đàn ông nên làm không? Văn Nhân Chiếu vành mắt đỏ ửng, bộ dạng như sắp khóc. Không được khóc, Tần Lạc quát. Văn Nhân Chiếu giật nảy mình, dùng tay lau mắt, không dám để Tần Lạc nhìn thấy mình rơi lệ. Tần Lạc vỗ vai hắn, nói, sau này, cậu phải học cách bảo vệ chị của cậu. Cậu là đàn ông, chị của cậu là con gái. Không được để cô ấy phải chịu khổ. Văn Nhân Chiếu gật đầu, mặt mày hoa rụng thất sắc. Điều này khiến Tần Lạc không thể xác định hắn thực sự nghe hiểu lời của mình hay là vì sợ quá mà miễn cưỡng đáp ứng. Văn Nhân Mục Nguyệt đứng ở đằng xa, nhìn cảnh ở trước mặt, cảm thấy sống mũi cay cay. Giống như là hít vào một thứ dịch thể có tính kích thích nào đó, hắc đến nỗi khiến người ta phải rơi nước mắt. Chương 174, Đả Lôi Đài. Trước đây, khi Tần Lạc bước vào phòng học, luôn có thể nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của mọi người. Thanh âm rất vang, ở tận tít đằng xa vẫn có thể nghe thấy. Nhưng, bầu không khí trong lớp học ngày hôm nay lại có chút khác thường. Không có ai nói chuyện, cũng không có ai cười đùa. Trên mặt mỗi người đều là biểu tình nghiêm túc và nặng nề, giống như là sắp phải ra chiến trường để chiến đấu vậy, có chút thấp thỏm, lại có chút sợ hãi, bộ dạng như nghiêm trận chờ đợi. Tần Lạc đứng ở trên bục giảng, thị tuyến lần lượt quét qua mặt mọi người, khi ánh mắt tiếp xúc với Vương Cửu Vũ, cô bé này lại nháy mắt với hắn một cái, dọa cho Tần Lạc phải vội vàng chuyển dịch ánh mắt của mình sang chỗ khác. Thời buổi này, mấy cô gái nhỏ đều loạn như thế vậy, khiến cuộc sống của nam nhân thêm bao áp lực. Mọi người đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Tần Lạc hỏi. Chuẩn bị tốt rồi, chỉ có Lư Thưa vài người lên tiếng. Chuẩn bị tốt chưa? Tần Lạc đề cao giọng hỏi lại. Chuẩn bị tốt rồi, thanh âm lần này mới lớn hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể khiến cho Tần Lạc hài lòng. Tần Lạc nhìn ra được bọn họ quả thực hơi khẩn trương. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên xuất trần của bọn họ. Đối tượng thực hiện của bọn họ là người, chứ không phải là động vật hay là những thứ gì khác. Nhưng, đây không phải là cái cớ để bọn họ lùi bước hoặc là không có lòng tin. Tôi thực sự rất thất vọng vì các em, Tần Lạc nói, mặt cười khổ. Ào! Toàn trường trở nên xôn xao. Tất cả mọi người đều biến sắc, hoặc trắng bệch hoặc tím đen, muốn giải thích gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Các em là học sinh do một tay tôi dạy dỗ. Tôi rất cố gắng để truyền thụ tất cả những gì mà tôi biết lại cho các em. Từ trước tới giờ, tôi đều cảm thấy kiêu ngạo vì các em. Tôi cho rằng, khi tôi rời khỏi trường học hoặc là khi các em tốt nghiệp, mỗi người trong các em đều có thể trở thành một bác sĩ hợp cách. Không, nên nói là một trung y ưu tú mới đúng. Đây vốn là một chuyện rất đơn giản. Ít nhất, tôi cho rằng là như vậy. Tôi rất nỗ lực, các em cũng rất nỗ lực. Vậy thì có chuyện gì mà làm không được chứ? Đáng tiếc, tôi đã đánh giá cao dũng khí của các em rồi. Tôi không ngờ học sinh trong lớp mà tôi dạy lại là một đám tiểu quỷ nhát gan. Sớm biết vậy ngay từ ngày đầu tiên thì tôi sẽ không đứng trên cái bục giảng này đâu. Tần Lạc có chút thương cảm nói, thế này đi, nếu bằng lòng theo tôi ra ngoài nghĩa trận thì bây giờ dọn bàn rồi mang theo dụng cụ ra ngoài, còn người nào không có dũng khí thì cứ ở lại phòng học làm bài thi viết. Chút nữa tôi sẽ sai người đưa đề thi viết tới. Ai nói là chúng em không có dũng khí chứ? Vương Cửu Cửu đứng bật dậy, tức giận nói. Giọng nói của bọn em quá nhỏ là bởi vì chúng em đều chưa ăn sáng.
mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, em hôm qua bị tiêu chảy. Tần lão sư, chúng ta mau khởi công đi, làm xong chúng em còn đi ăn cơm. Đúng vậy, trưa hôm nay tớ mời khách ở nhà hàng hải sản Vân Phàm, đồ hải sản ở đó khá lắm đấy. Tiểu Phú bà Tiểu Hoa cười hi hi nói. Nào, mọi người trả lời lại một lần nữa đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt chưa? Lý Mạnh ồm ồm gào lên. Chuẩn bị tốt rồi, tất cả mọi người đều dồn hết sức để hét, nóc phòng học suýt chút nữa thì bị họ thổi bay. Tần Lạc gật đầu hài lòng, nói, rất tốt, các em phải nhớ, các em là bác sĩ. Sự tự tin của bác sĩ sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của bệnh nhân đối với bệnh tình. Bất kỳ lúc nào, các em đều không thể để mất đi lòng tự tin. Rõ ạ, học sinh ở phía dưới lớn tiếng trả lời. Tạm thời, tôi vẫn rất chờ mong đối với các em. Tần Lạc cười nói. Tần lão sư, yên tâm đi. Hôm nay chúng em cảm thấy quang vinh vì thầy, sau này thầy nhất định sẽ thấy quang vinh vì chúng em. Có học sinh lớn tiếng hét lên. Đúng đúng, chúng ta sau này sẽ làm ra một chút thành quả trong giới trung y. Sau này người khác nhắc tới Chu Kiện sẽ nói là, ái chà, hắn là đại đệ tử của đại sư Tần Lạc, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm đấy. Chúng ta cũng sẽ làm cho Tần lão sư được nở mày nở mặt. Tại sao Chu Kiện cậu là đại đệ tử chứ không phải Lý Mãnh tớ là đại đệ tử? Bởi vì cậu không, đệ tiện, như hắn. Những học sinh này hi hi ha ha cười đùa, sự sợ hãi trong lòng cũng biến mất hết. Từ trên mặt họ không còn nhìn thấy vẻ do dự và bàng hoàng nữa. Tần Lạc đập bàn, tỏ ý bảo mọi người im lắng, nói, tôi trước giờ luôn truyền thụ y thuật cho các em, nhưng lại rất ít khi giảng về y đức. Bởi vì cái thứ, đức hạnh, này không phải là dựa vào sự giảng giải mà có được, mà phải dựa vào sự hun đúc và cảm ngộ. Làm một bác sĩ, phải nhớ kỹ một câu là, người có thể không có ngạo khí, nhưng nhất định phải có ngạo cốt. Ngạo cốt có thể khiến bạn trở thành đoan chính, ngạo khí sẽ khiến bạn chống đỡ người từ ngàn dặm. Tâm lý của bệnh nhân là cực kỳ yếu ớt và mẫn cảm, hy vọng mọi người có thể có sự cẩn thận và lòng yêu mến bệnh nhân. Tần Lạc xua tay, nói, xuất phát. Rầm rầm rầm. Các học sinh bắt đầu dịch bàn, bưng ghế, cầm những hòm thuốc đơn giản mà bọn họ đã chuẩn bị rồi bước ra ngoài phòng học. Tuy mấy ngày gần đây trời không đổ tuyết, nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt, gió lạnh rít gào xuyên cả vào trong quần áo, giống như những thanh đao băng lãnh cắt lên thân thể người ta. Địa điểm mà Tần Lạc chuẩn bị cho bọn họ nghĩa trần được đặt ở cửa căn tin đầu tiên, đây là nơi có lưu lượng giáo viên lớn nhất. Dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, mọi người xếp bàn thành một hàng. Sau đó Lý Mãnh dẫn hai nam sinh đi treo biển quảng cáo mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước lên. Có học sinh nhìn thấy biển quảng cáo, nơi nghĩa trần tư vấn của khoa Trung y Lâm sàng Học viện Trung y Dược, đều chỉ trỏ trỏ về phía này, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nhưng sau đó lại quay người đi vào nhà ăn, nửa tiếng đầu tiên vẫn không có ai tới khám bệnh. Nhìn mọi người đang rụt cổ ngồi ở đầu gió, Tần Lạc có chút không đành lòng. Nhưng đã kéo người ra rồi, phải khiến cho lần hoạt động này có ý nghĩa. Để mọi người đều có thu hoạch. Vương Cửu Cửu đi tới, từ trong túi bách bảo của cô bé lấy ra một bình nước nóng đưa cho Tần Lạc, nói, Tần lão sư, thời tiết lạnh lắm. Thầy uống trà để giữ ấm thân thể đi. Tần Lạc cười nói, tôi không sao, em mới cần phải uống thêm nhiều nước, để phòng cảm lạnh. Vậy sau khi em uống rồi thầy có uống không? Vương Cửu Cửu chớp chớp mắt, nói, cái này, em biết thầy không uống mà. Vương Cửu Cửu nói. Đặt cái chén vào trong tay Tần Lạc rồi nói tiếp, uống đi, bọn Lý Mãnh đi đun nước rồi, lát nữa là có nước uống thôi. Thịnh tình khó từ chối, Tần Lạc lúc này mới nhận lấy cái chén rồi uống mấy ngụm. Em thì không tị hiềm gì thầy đâu, Vương Cửu Cửu nói, cô bé lấy lại cái cốc từ tay Tần Lạc, sau đó uống nốt chỗ nước trà còn sót lại. Tôi biết mà, không có cô gái nào để anh nhìn miễn phí, cũng không có cô gái nào để anh sờ miễn phí. Tần Lạc nghĩ một cách đầy bi kịch. Đúng rồi, Tần lão sư, mẹ em bảo em hỏi anh sẽ đón năm mới ở đâu đấy? Về phương Nam hay là ở lại Yến Kinh? Vương Cửu Cửu cười. Chắc là sẽ về, Tần Lạc nói. Các người sẽ đi chơi ở chỗ nào? Mắt Vương Cửu Cửu sáng rực, bộ dạng vô cùng hiếu kỳ. Cái này, vẫn chưa biết, Tần Lạc nói. Bà cô à, có đi chơi cũng không dám dẫn cô đi theo đâu. Nếu để cô và Lâm Hoán Khê ở cùng một chỗ, có trời mới biết là sẽ phát sinh chuyện gì. Vâng, em đã tra trên mạng, biết rằng quà vặt ở chỗ thầy rất có tiếng. Có cơ hội em sẽ tới thưởng thức, thầy nói có được không? Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, hỏi. Được, Tần Lạc sắp khóc rồi.
nhưng đáng tiếc là em ở đó không có bạn bè quen nào cả. Thầy sẽ làm hướng đạo cho em chứ? Tất nhiên. Vâng, thầy nhớ kỹ lời thầy vừa nói nhé. Vương Cửu Cửu lúc này mới thỏa mãn, quay người rời đi. Lý Mãnh và hai nam sinh khác cầm vài bình nước sôi về, sau đó rót cho mỗi người một chén, mọi người cầm cái chén nước nóng trong tay mới cảm thấy người ấm hơn một chút. Tần Lạc sợ mọi người chờ lâu nên chán nản, cười nói, mọi người đứng sốt ruột, hiện tại đang là giờ lên lớp, đợi sau khi học sinh tan, người ở bên này sẽ nhiều hơn. Nếu lạnh thì mọi người vận động một chút đi. Tần lão sư, bọn em không sốt ruột đâu. Lý Mãnh cười nói. Chút gió còn con này thì tính là gì? Năm đó Hồng Quân còn đi dép lê trèo núi cơ mà. Đó là giày rơm, cậu có văn hóa hay không vậy? Tần Lạc gật đầu, để mặc cho bọn họ cãi nhau. Mọi người nói chuyện thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Lúc này, từ xa truyền tới tiếng động rất lớn, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy có một đám người đang khiêng bàn ghế tới, mục tiêu chính là vị trí của bọn họ. Học viên Tây Y, bọn họ chạy tới đây làm gì? Có học sinh nghi hoặc hỏi. Bọn họ cũng không phải là muốn nghĩa trần chứ. Sao trùng hợp thế? Mẹ khiếp, chúng tới cướp địa bàn, anh em, xông lên. Vương Tử Hào bước tới trước mặt Tần Lạc, cười nói, Tần lão sư, thật đúng là trùng hợp quá, các người hôm nay cũng ra ngoài nghĩa trần à. Là trùng hợp thật ư? Tần Lạc híp mắt nói. Đùa chứ, không phải vậy đâu, là tôi cố tình chọn ngày hôm nay đấy. Vương Tử Hào cười ha ha nói, tôi tìm anh mấy lần, yêu cầu cùng anh tỉ thí một trận, tiểu nhân vật như tôi tất nhiên là anh không coi vào đâu. Cho nên, nghe nói anh xin viện hệ đem thành tích nghĩa trần ghi lên hồ sơ của học sinh, tôi cảm thấy phương thức này cũng không tồi, cho nên cũng xin với viện hệ như vậy. Xem ra anh đã thành công rồi, Tần Lạc quét mắt nhìn những học sinh của Tây Y Viện, cười nói. Đúng vậy, viện hệ rất khen ngợi phương thức kiểm tra này, cho nên đã đáp ứng tôi. Tôi nghe nói anh hôm nay cũng kiểm tra, vì thế cố ý kéo học sinh tới để góp phần thêm sôi động. Cảm ơn, Tần Lạc hờ hững nhún nhún vai. Nếu như tới lúc đó học sinh của tôi cướp hết người, sẽ không khiến Tần lão sư cảm thấy khó chịu chứ. Vương Tử Hào cuối cùng cũng thu lại nụ cười giả dối khiến người ta kinh tởm, sầm mặt nói. Hắn thực sự là rất hận thằng Ôn đứng trước mặt này. Bởi vì sự có mặt của Tần Lạc đã cướp đi hết phong quang của hắn. Mà cô gái mà hắn khổ sở theo đuổi cũng có quan hệ ám muội với Tần Lạc, mình mấy lần tìm hắn khiêu chiến, hắn đều không thèm quan tâm. Cũng may là hắn đợi được cơ hội này. Anh nghĩ xa quá rồi, Tần Lạc nói, loại chuyện đó không có khả năng phát sinh đâu. Tần Lạc không muốn nói nhiều cùng hắn, xoay người bước đi. Vậy thì cứ chờ xem, Vương Tử Hào nói với bóng lưng của Tần Lạc. Chương 175, bệnh nhân nguy cấp. Học sinh hai bên cũng cảm thấy được khí tức mâu thuẫn giữa hai lão sư, vì danh dự của mỗi bên, bọn họ bắt đầu động viên học sinh ở phía mình, cố gắng phải chèn ép được khí thế của đối phương. Tiếng chuông tan học vang lên, người của hai bên lập tức phấn chấn tinh thần, lòng đầy hy vọng chờ người bệnh tới cửa. Vườn trường vừa rồi còn yên lặng đột nhiên trở nên ồn ào, sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ĩ như có thiên quân vạn mã đang chạy. Có dòng người bắt đầu đổ về phía này. Tốc độ giống như là thủy triều, thoáng cái đã tới. Nhìn thấy học viên của Học viện Trung Y Dược và Tây Y Dược đều nghĩa trần ở phía này, bọn họ ai ai cũng hiếu kỳ nhìn ngó. Nhưng lại không có ai tới tầm y vấn dược. Lý Mãnh sốt ruột đến độ dậm chân liên tục, hận không thể xông lên kéo mấy tên vào đây. Tần Lạc liếc về phía Tây Y Viện, bọn họ cũng chưa khai trương. Xem ra, học sinh của trường y đều phi thường sĩ diện, bản thân bọn họ cũng là bác sĩ. Cho nên không bằng lòng chạy tới chỗ người khác nhờ chữa trị cho mình. Vương Tử Hào cũng vừa hay nhìn lại, thị tuyến của hai người đụng nhau trên không trung, kéo dài một lúc rồi mới rời ra. Cuối cùng, một học sinh nữ bước về phía này, nhưng khi sắp bước tới trước điểm nghĩa trần của Học viện Trung Y Dược thì dừng lại, giống như là nhớ ra gì đó, đột nhiên xoay người bước về điểm nghĩa trần của Tây Y Viện. Thế là, dưới mấy chục ánh mắt của học sinh Trung Y, cô ta ngồi xuống điểm nghĩa trần của Tây Y Viện. Đang nói gì đó với một nữ học sinh. Rất nhanh, nữ học sinh đó liền căn cứ vào tình huống của cô ta mà kê phương thuốc, sau khi Vương Tử Hào nhìn thấy đơn thuốc liền gật đầu chấp nhận, thế là có người đưa thuốc cần thiết đến cho nữ học sinh. Nữ học sinh ngay cả tiền cũng không phải trả, luôn miệng cảm tạ rồi bước đi. Tây Y Viện mở hàng trước, ở phía bọn học truyền tới tiếng hoan hô của các học sinh. Học sinh của Trung Y Dược ở phía này mặt xám như cho. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình đã thua một ván rồi. Không thể không thừa nhận,
trước khi bệnh chứng có tính đột phát, Tây y quả thực là có chỗ đặc biệt. Chỉ là từ sắc mặt của nữ bệnh nhân vừa rồi, Tần Lạc có thể chẩn đoán ra bệnh tình của cô ta là phòng hàn dẫn tới cảm mạo. Mà đối với loại bệnh này, chỉ cần 2 viên thuốc cảm là khỏi. Cho nên, cô gái đó cuối cùng đã chọn Tây y, bởi vì cô ta biết rõ, tốc độ hiệu nghiệm của Tây y nhanh hơn một chút. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng trước kỳ thi, bọn họ thực sự không thể để dây dưa được. Học viện Tây y Dược Nghĩa Trần miễn phí, lại có dược phẩm chuẩn bị sẵn để tặng miễn phí. Cơ hội không thể bỏ lỡ, lỡ rồi là không có nữa đâu. Phía học viện Tây y Dược có một nam sinh nhảy lên bàn, giống như là lang băm ở đầu đường, không ngờ lại cao giọng hét lên. Không biết là vì hiệu quả của tiếng hét của nam sinh đó hay là sự lựa chọn của cô gái kia đã khơi lên tác dụng gì đó, những học sinh luôn đứng ở bên cạnh quan sát cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Bọn họ toàn bộ đều lao tới trước quầy hàng của học viên Tây y Dược. Nếu như bọn họ tự mình tới hiệu thuốc mua thuốc, một viên thuốc cảm thì cũng tốn 1 đồng tiền. Tuy 1 đồng tiền không phải là nhiều, nhưng, cuối cùng thì tặng miễn phí vẫn tốt hơn chứ. Hơn nữa, gần đây thời tiết quá lạnh, số người cảm mạo nhiều vô cùng. Cho nên, người vây trước quầy hàng của học viện Tây y Dược chật như nêm. Trước quầy hàng của Trung y Dược cũng không phải là không có người bệnh, chỉ là, bọn họ để tụ tập trước bàn của Vương Cửu Cửu, hỏi các loại vấn đề như, bạn tên là gì vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Bọn họ đều là mắc, xuân bệnh, không có cách nào để cứu. Tần Lạc nhìn ra, nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến kiểm tra lần này, e rằng Vương Cửu Cửu sớm đã bạo phát rồi. Lý Mãnh chạy tới, vẻ mặt tức giận nói với Tần Lạc, Tần Lão Sư, bọn họ rõ ràng là muốn đấu lôi đài với chúng ta. Tôi tin người chiến thắng cuối cùng sẽ là chúng ta. Tần Lạc vỗ vai Lý Mãnh, cười nói. Nhưng bọn họ thật sự là quá vô sỉ rồi. Dùng cách tặng dược phẩm miễn phí để lôi kéo lòng người. Chúng ta không có nhiều thuốc để tặng như vậy, khẳng định là không bằng được bọn họ. Lý Mãnh bất bình nói. Tần Lạc lắc đầu, nói, nếu là bệnh viện chính quy hoặc là phòng khám bệnh, thì có thể dựa vào những cái này để lôi kéo người bệnh không? Lý Mãnh lắc đầu, nói, tất nhiên là không rồi. Những bệnh viện đó đều sẽ bị lỗ vốn. Cho nên mới nói việc làm của bọn họ là có tính đầu cơ. Không gì đáng để khoe khoang cả. Tần Lạc an ủi. Nhưng bọn họ đã lôi kéo được người rồi. Lý Mãnh chỉ vào tràng diện chất cứng núi người biển người bên phía Tây y viện, nói. Bọn họ dùng cách biếu tặng thuốc để lôi kéo người. Chúng ta sẽ dùng y thuật để làm điều đó. Tần Lạc mặt đầy tự tin nói. Xem ra, hôm nay mình phải ra tay rồi. Chúng ta nhất định sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Tần Lão Sư đâu. Lý Mãnh kiên quyết nói, giống như là một trận đấu lớn liên quan đến sinh tử vậy. Tần Lạc gật đầu, dùng lực vỗ lên vai hắn. Lý Mãnh quay người chạy đi, sau đó kéo hai bạn học lại nhỏ giọng thương nghị. Rất nhanh, hai học sinh đó liền đứng lên bàn hét lớn, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm khám bệnh ở đây là cơ hội tốt hiếm có. Mọi người đừng dễ dàng bỏ lỡ. Tần Lạc Lão Sư, Thái Ất Thần Châm truyền nhân mà mấy chục hãng truyền thông chạy theo đưa tin đang hành nghề tế thế ở đây, có bệnh trị bệnh, không bệnh thì cường thân. Mọi người không ngại hãy tới thử một lần đi. Nghe tiếng hét của hai học sinh này, những học sinh khác lúc này mới có phản ứng. Đúng vậy, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm đang ở phía mình, vô số hãng truyền thống đều tranh nhau đưa tin về thầy ấy, bọn họ sao không biết lợi dụng lợi thế này chứ? Những người thân thể có bệnh nghe nói vậy cũng động tâm. Tin tức truyền nhân của Thái Ất Thần Châm tại Đại học Y khoa làm lão sư bọn họ đều đã nghe thấy từ lâu, có một số người còn tự chạy đến kiến thức. Hiện tại, khó lắm mới có cơ hội hắn bằng lòng ra tay chẩn trị, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Thế là, rầm rập, vô số người chạy tới trước quầy hàng của Học viện Trung y Dược. Ngay cả những người thân thể vốn không có vấn đề gì cũng chạy tới lãnh hội phong thái của thần y. Truyền nhân của Thái Ất Thần Châm ở đâu vậy? Tôi muốn nhờ ông ấy chữa bệnh. Tôi bị đau răng, có thể châm cứu cho tôi một chút không? Đúng là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm ư? Các cậu không lừa tôi đấy chứ? Thái Ất Thần Châm có thể làm ngực to ra không? Bao nhiêu tiền cũng chơi. Bởi vì trong thoáng chốc người tụ lại quá nhiều, tràng diện có vẻ hơi hỗn loạn. Tần Lạc đứng trên một cái bàn, lớn tiếng nói, xin mọi người yên lặng, xin mọi người yên lặng. Tôi là Tần Lạc, cũng chính là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm mà mọi người nói đây. Hôm nay là thời gian kiểm tra nên tôi dẫn các học sinh ra ngoài nghĩa trần. Mọi người có vấn đề gì hoặc là thân thể không khỏe đều có thể thỉnh giáo ý kiến của bọn họ.
Tôi nguyện ý lấy danh dự của tôi ra bảo chứng, bọn họ đều là những học sinh trung y ưu tú. Nếu bọn họ không có cách giúp các vị giải quyết, tôi nhất định sẽ cho các vị một đáp án hài lòng. Oa, anh ấy là truyền nhân của Thái Ất Thần Châm ư. Đẹp trai quá. Tôi đã tới nghe giờ giảng của anh ấy. Vô cùng đặc sắc, nếu không phải vì sợ cha tôi đã đổi thành học sinh trung y rồi. Tần lão sư, em yêu anh. Tên to con Lý Mãnh đứng đối diện với mọi người, hét lớn, mọi người xếp hàng đi. Không xếp hàng sẽ bị loại trừ tư cách chẩn đoán đó. Thế là, đám người đang chen chúc lập tức tản ra, biến thành đội ngũ hình vuông, chậm rãi di động về phía trước. Vương Tử Hào thấy tình huống bên này, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hắn vốn cho rằng chiêu, tặng thuốc, này có thể lôi kéo được người, chèn ép khí thế kiêu ngạo của Tần Lạc. Không ngờ chỉ vừa nghe thấy danh hiệu truyền nhân của Thái Ất Thần Châm là đã có vô số người chạy tới. Chẳng lẽ hắn trời sinh đã là khắc tinh của mình ư? Các ngươi có thể trị bệnh miễn phí không? Đột nhiên có người cất tiếng hỏi ở trước mặt hắn, dọa cho Vương Tử Hào giật nảy mình. Vương Tử phục hồi lại tinh thần, thấy ở trước mặt có một nam sinh hơi gầy gò đang đứng. Trên mình nam sinh mặc một chiếc áo thể thao nhìn không rõ màu, dưới chân là một chiếc giày thể thao màu nâu đất. Giày rất sạch sẽ, nhưng bên trên lại đầy vết vá. Cho dù là nhân công sống trong công trường thì bọn họ cũng sẽ không đi một đôi giày như thế này. Nam sinh đang đỡ một lão nhân cũng gầy gò như vậy, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Nhãn thần lờ đờ, thân hình không ngừng run rẩy trong gió lạnh. Nếu không có sự giúp đỡ của nam sinh, giống như là tùy thời đều có thể ngã xuống vậy. Một trận gió thổi qua, Vương Tử Hào liền ngửi thấy một mùi hôi. Hắn một bột bác sĩ Tây Y, cũng từng thực nghiệm trên các loại thi thể. Nhưng hắn từ trước đến giờ chưa từng ngửi thấy mùi hôi như thế này. Giống như là có một vật gì đó thối rữa, sau đó lại trải qua một thời gian dài lên men. Hắn thực sự là không tìm ra từ gì để hình dung loại mùi này. Bởi vì hắn đã không thở nổi, sắp nôn ra rồi. Hắn vốn muốn lập tức đuổi hai người này đi, nhưng hiện tại là thời điểm tan học, có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Hắn nếu như đuổi họ đi, vậy thì chẳng phải sẽ mất hết thanh danh sao? Xít, Vương Tử Hào thấp giọng chửi. Hắn dùng tay bịt lấy mũi, hỏi, tình trạng thế nào? Không ăn được gì, ăn vào là nôn, cả người vô lực, trên người còn bị lở loét. Nam sinh đó thật thà nói, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Còn chưa nghe xong lời trần thuật của nam sinh, ruột Vương Tử Hào đã quặn lên. Hắn xua xua tay, nói, đã tới bệnh viện lấy giấy xét nghiệm chưa? Chưa, nam sinh nói với giọng trầm thấp. Trước tiên đi lấy xét nghiệm đi, kiểm tra toàn thân, sau đó mang giấy xét nghiệm tới đây. Vương Tử Hào nói. Nói xong hắn liền quay người đi, nếu còn đứng cạnh hai người này, hắn sẽ nôn ngay tại đây mất. Đầu to à, về thôi, ông không còn sống được mấy ngày nữa đâu. Lão nhân đó nắm chặt lấy tay nam sinh, giọng nói yếu ớt nhưng lại rất kiên nghị. Sống tới ngần này tuổi rồi, sao có thể không nhìn ra sự chán ghét trong mắt người khác. Ông ta biết tình trạng của mình như thế này, cho dù là ném cho chó thì chó cũng không thèm cắn. Nam sinh không nói gì, đỡ lão nhân tới trước mặt Tần Lạc, hỏi, chỗ anh có trị bệnh miễn phí không? Chương 176, vẫn cứu được. Có thể. Tần Lạc gật đầu, lúc trước hắn chú ý tới hai người có chút kỳ quái trong đám bệnh nhân. Nhìn thấy hai người đi tới hắn chăm chú nhìn ông già. Đưa tay cho tôi, Tần Lạc nói. Người con trai cầm tay bố mình giơ ra. Tần Lạc nói, để ông ấy tự giơ. Người con trai sửng sốt sau đó bỏ tay bố mình ra để ông tự giơ lên. Tay tôi bẩn, ông già nói. Ông ta không giơ tay ra mà còn dúi vào trong áo. Không sao, tay bẩn thì rửa, Tần Lạc mỉm cười nói vẻ khích lệ. Khuôn mặt tươi cười, lời nói động viên không chê bai làm ông già xúc động, mắt rơm rớm. Nếu không phải là người từng trải, bạn sao có thể cảm nhận được sự vô cảm của con người? Bọn họ đã cầu xin rất nhiều thầy thuốc, những thầy thuốc này đã xua đuổi bọn họ như xua đuổi ăn mày, không mảy may quan tâm, chỉ trả lời một hai câu chiếu lệ rồi đuổi đi. Trong mắt đám người đó hiện ra sự ghê tởm, bọn họ có cảm giác bản thân mình hèn hạ, nhỏ bé. Họ chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào để chui vào. Người thầy thuốc này khác, ông ta mỉm cười với mình, ông già thầm nghĩ. Ông già cố gắng giơ tay lên nhưng cánh tay run rẩy hình như là di chứng để lại sau khi trúng gió. Không còn tuân theo sự điều khiển của ông nữa. Cứ từ từ, Tần Lạc cười nói. Ông già cắn răng cố hết sức mới giơ nổi cánh tay chìa ra trước mặt Tần Lạc.
Không sao, Tần Lạc tán dương. Mặc dù trên cánh tay ông già có một lớp khét bẩn nhờn nhờn, hình như đã lâu không tắm rửa, Tần Lạc vẫn không ngần ngại cầm tay ông bắt mạch. Kéo quần áo của ông ấy lên, Tần Lạc nói với người con trai. Người con trai không nói gì, lặng lẽ cởi nút áo khoác ra, sau đó kéo áo len bên trong lên. Bụng ông già trướng to, giống như ăn rất nhiều thức ăn. Màu da bụng tím đen giống như bị ai đánh vào bụng, mới nhìn trông rất kinh khủng. Tần Lạc lại bảo người con trai kéo áo lưng bố mình lên. Sau khi nhìn thấy lưng ông già, Tần Lạc giật mình khi nhìn thấy vết thương lở loét, hắn gật đầu nói, bỏ xuống. Hắn đã hiểu ông già này mắc chứng thịt thối. Nằm ở trên giường bao lâu rồi? Tần Lạc hỏi. Gần một năm, người con trai nói. Tần Lạc lại gật đầu. Sau đó hắn nói với phía sau, lấy cho tôi hộp ngân châm. Vương Cửu Cửu nhanh chóng mở cặp mình lấy hộp ngân châm. Tần Lạc xoay người nhận hộp ngân châm, hắn mới phát hiện ra ngay khi hắn tiếp nhận hai bệnh nhân này thì xung quanh vô cùng yên tĩnh. Dù là sinh viên học viên trung y dược hay sinh viên học viện y khoa, bệnh nhân tới xem bệnh tất cả đều tập trung chăm chú nhìn hắn. Châm dài 7 phân, rượu cồn trừ độc, Tần Lạc nói. Hắn đang xoa bóp huyệt đạo trên cánh tay ông già nên những việc nhỏ nhặt này phải phiền tới Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu dạ một tiếng rồi nàng mở hộp châm lấy ra một ngân châm dài 7 phân. Nàng dùng rượu cồn bôi lên cây châm trừ độc rồi đưa cho Tần Lạc. Tay trái Tần Lạc xoa bóp, tay phải cầm ngân châm chờ đợi. Khi tay trái hắn ấn đúng vị trí huyệt đạo, tay phải hắn ra châm nhanh như chớp, ngân châm tiến sâu vào trong huyệt đạo, không chệch một ly. Bàn tay Tần Lạc liên tục run rẩy, khi đâm sâu, khi châm nông, có lúc lại vo cây châm xoay tròn, giống như hắn đang chơi một trò chơi nhàm chán lặp đi lặp lại. Một lát sau trán Tần Lạc túa mồ hôi. Hắn đã dùng thủ pháp thứ ba của Thái Ất Thần Châm Quỷ Sao Môn, thủ pháp này khác hẳn thiêu sơn hỏa và thấu tâm lương hao tốn thể lực hơn. Thậm chí có thể nói trong một phút Quỷ Sao Môn hao tốn thể lực gấp đôi hai thủ pháp kia. Vương Cửu Cửu thấy thế cảm thấy đau lòng, nàng vội lấy khăn lau mồ hôi cho Tần Lạc. Bù! Sau chứng 5 phút Tần Lạc rút ngân châm ra, sau đó hắn kéo tay áo xuống, giúp ông già che vị trí vừa châm, tránh gió lạnh xâm nhập. Ông có biết kiểu con ếch nhảy không? Tần Lạc nhìn ông già hỏi. Con ếch nhảy, cóc nhảy, ông già hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, em nào làm mẫu giúp ông ấy một lần. Lập tức có một sinh viên tốt bụng đứng ra ngoài làm mẫu kiểu ếch nhảy cho ông già xem. Cái này tôi biết, ông già nói. Thế nhưng, được, bây giờ ông làm luôn. Nếu tôi không bảo dừng, ông vẫn tiếp tục nhảy, Tần Lạc nói. Tôi, ông già khẽ nhếch miệng, không sao nói nên lời. Ông không còn khí lực. Không nhảy được, người con trai nói. Chưa thử sao anh đã biết? Tần Lạc hỏi ngược lại. Người con trai lại trầm mặc, hắn khá cô độc, không thích giao tiếp. Ông lão, ông nhảy đi, Tần Lạc nhìn ông già cười lễ phép nói. Cậu là người tốt, ông già nhìn Tần Lạc nói, tôi nghe lời cậu. Đại đầu, buông bố ra, ông già nói. Người con trai liếc mắt nhìn Tần Lạc rồi từ từ bỏ tay đang đỡ ông già ra. Ông già đứng yên không nhúc nhích. Ban đầu phải thích nghi với trạng thái đó đã. Sau khi cảm thấy bản thân mình có thể đứng vững, ông mới từ từ bước từng bước một. Ngay khi vừa bắt đầu bước đi, thân thể ông lảo đảo như muốn ngã, giống như ông có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Từ đó có thể thấy sức khỏe ông đã yếu tới mức độ nào rồi. Đám người xung quanh sợ hãi kêu lên, người con trai gọi là đại đầu muốn chạy tới đỡ nhưng bị Tần Lạc giữ tay lại. Không sao, Tần Lạc nói. Người con trai lại liếc mắt nhìn Tần Lạc rồi bình tĩnh đứng yên. Sau khi ông già đứng nghỉ một lát lại tiếp tục bước đi từng bước một. Lần này bước chân của ông đã ổn định hơn rất nhiều. Bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau khi bước được vài chục bước, ông già đã có thể điều chỉnh được thăng bằng cơ thể. Ếch nhảy, Tần Lạc hô to. Vì vậy ông già thụp xuống, ngồi xổm. Đông, bùm. Ông áo không thể nhảy lên được, ngã sóng xoài trên mặt đất. Tần Lạc chỉ cảm thấy tay lỏng ra, đại đầu kia đã chạy tới trước mặt ông lão. Hắn định đưa tay dìu bố dậy. Chạy nhanh thật, Tần Lạc kinh ngạc nghĩ thầm. Tần Lạc chạy tới trước mặt ông già hỏi, ông cảm thấy thế nào? Tôi không sao, ông già nói, xin lỗi. Tôi sẽ nhảy lại. Chúng ta về nhà, đại đầu nói. Đại đầu ông lão trừng mắt nhìn. Đây là người tốt, chúng ta nghe lời người này. Đại đầu bị bố trừng mắt nhìn, không nói gì nữa. Chỉ nhìn Tần Lạc chờ đợi quyết định của hắn. Sẽ không sao đâu, Tần Lạc cười nói. Đại đầu gật đầu, hắn dìu bố ngồi xổm sau đó đứng lui sang bên.
thân thể hắn cúi khom về phía trước như kiểu sẵn sàng đưa tay ra đỡ nếu bố mình ngã xuống. Hai tay ông già trống trên mặt đất, sau đó ông cố sức bật mạnh lên. Ông nhảy từng bước ngắn, từng bước một. Thế nhưng các sinh viên đứng xem cổ vũ nồng nhiệt, hình như hành động của ông già rất vĩ đại. Tốt lắm, tiếp tục đi, Tần Lạc cười nói. Ông già mừng rỡ nhếch miệng định cười nhưng nụ cười lại bị nếp nhăn trên mặt nuốt mất. Hình như không ai nhận ra đó là nụ cười. Có ai quan tâm tới nụ cười, buồn, giận của một người ăn mày không đây? Ông già thở mạnh rồi ông lấy hết sức nhảy lên một lần nữa, lần này nhảy xa hơn lần trước. Hay lắm, ông lão nhảy được lắm. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ông lão, hai chân phải như thế thì mới tạo ra thăng bằng. Đám người vây quanh đều bị ông già cảm hóa, tất cả đều vỗ tay cổ vũ, bày mưu hộ ông. Đông. Ông già vừa nhảy về trước từng bước một, vừa thở hổn hển. Bản thân mũi ông hô hấp cũng đã không đủ, bây giờ đến miệng cũng há to trợ giúp. Tiếp tục nhảy, Tần Lạc ở phía sau thúc giục. Ông già dừng lại một lát rồi lại cố sức nhảy lên. Tiếp tục nhảy. Đông. Tiếp tục nhảy. Không được dừng lại, Tần Lạc lại hô to. Lúc này gương mặt hắn lạnh lẽo gây cho người khác một cảm giác vô tình, hoàn toàn tương phản với gương mặt tuấn tú, nhã nhặn lúc trước. Đông. Tiếp tục. Đông. Không biết ông lão đó đã nhảy được bao nhiêu bước, chút sức lực còn lại trong người đã dùng hết. Sở dĩ ông có thể còn kiên trì được là bởi ông cảm thấy hôm nay đã gặp được người tốt. Người tốt đó bảo ông tiếp tục nhảy. Ông sẽ tiếp tục nhảy. Nói cách khác ông không muốn làm cho người tốt thất vọng. Mỗi lần ông lão nhảy được một bước, Tần Lạc lai lên tiếng thúc giục. Càng lúc càng nhanh hơn, âm thanh càng nghiêm khắc hơn. Không ngưng lại, tiếp tục, Tần Lạc lại hô to. Nhưng lúc này ông già đã đứng im một lúc, không nhúc nhích. Trong lúc mọi người lo lắng, không an lòng, Tần Lạc lại bắt ông già làm đi làm lại nhiều lần. Ông già đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay ông chống xuống đất cùng hai chân, ông bò lổm ngổm về phía trước. Ông già không còn sức lực, ông thực sự không thể nhảy. Ông chỉ còn cách dùng hai tay, hai chân làm giống hệt một con ếch như thế, cố sức nhảy về phía trước. Nôn. Ông lão ngã nhào xuống đất sau đó liên tục nôn ra. Ông lão nôn ra các chất dịch, uế vật đen xì, mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Có không ít người ngửi thấy mùi khó chịu đó cũng nôn theo. Lúc này Tần Lạc mới nở một nụ cười. Ông lão này vẫn còn cứu được. Chương 177, thế gian vẫn có chân tình. Bố, bố có sao không? Bố có sao không? Đại đầu người gầy gò quỳ trên mặt đất, hắn giống như người khiếu giác bị hỏng, không ngửi thấy cái mùi đang làm cho người khác nôn ọe, lo lắng hỏi bố mình. Ông già không thể trả lời, ông đang tiếp tục nôn, mửa. Càng lúc càng nôn nhiều hơn. Các uế vật đen đen, sền sệt, dính dính to như một quả núi nhỏ, cuối cùng ông già nôn cả ra một đống máu lớn. Tần Lạc dùng ống tay áo bịt mũi. Ngay cả hắn cũng không có cách nào chống chọi được với cái mùi kinh khủng đó. Tần Lạc đi tới vỗ vai đại đầu, cười nói, không cần lo lắng. Ông ấy không việc gì. Thật sự không sao chứ. Đại đầu ngẩng đầu nhìn Tần Lạc. Hai mắt sáng chăm chú nhìn vào mắt Tần Lạc, lúc này Tần Lạc mới nhận ra đôi mắt của hắn không đẹp nhưng rất sáng. Tôi nói ông ấy không việc gì, ông ấy sẽ không sao, Tần Lạc tự tin nói. Ông ấy nôn ra là tốt lắm rồi, mau đỡ ông ấy ngồi dậy, đến bên kia ngồi. Đại đầu nghe lời gật đầu, sau đó hắn đỡ bố mình ngồi dậy và dìu tới khu khám chữa bệnh miễn phí của Học viện Trung y Dược. Vương Cửu Cửu nhanh tay lấy một cái ghế tựa đặt ở bên cạnh. Sau khi nam sinh viên đặt bố ngồi xuống ghế, một nữ sinh viên cầm khăn mặt tới, đại đầu cầm khăn lau các chất dịch nôn, mửa còn dính trên miệng. Tiếp theo lại có một người bưng tới một chén nước sôi. Đại đầu cho bố uống nước xong, lúc này tinh thần của ông già mới khôi phục lại, hai mắt ông mở to. Ông lão, ông thấy thế nào? Tần Lạc cười hỏi. Ông già sờ bụng, không còn cái cảm giác trước bụng, ăn không tiêu quỷ quái như trước. Mặc dù bụng vẫn còn hơi khó chịu nhưng cái cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Tôi ông lão không nói được, trong mắt những giọt nước mặt đục đục lăn xuống gương mặt già nua. Ông già dùng sức nhào người xuống về phía trước, sau đó thịch một tiếng, ông già quỳ rạp xuống đất, dập đầu mình xuống nền. Mỗi một lần đầu ông già tiếp xúc với nền xi măng rung lên, cũng là cho vành mắt của những sinh viên ở đó đỏ hoe, mắt rơm rớm. Tần Lạc kinh hãi, hắn vội tiếp tới đỡ ông già dậy. Dù ông già quật cường nhưng không đủ sức để cưỡng lại đôi tay của Tần Lạc. Đến khi Tần Lạc đỡ ông già ngồi lại trên ghế, trán của ông đã tướp ra,
vết máu loang lổ, lẫn trong da thịt rách nát còn có những hạt cát nhỏ. Ông lão, ông không được làm thế. Tôi là thầy thuốc, cứu người chữa bệnh là trách nhiệm của tôi, Tần Lạc khuyên nhủ. Cậu là người tốt, ông già rớm nước mắt nói. Chỉ là chuyện ngẫu nhiên, Tần Lạc cười nói. Không đúng, ông già lắc đầu nói. Tôi đã đi khám rất nhiều thầy thuốc, chỉ có cậu không chê, chỉ có cậu nguyện ý chữa bệnh cho tôi. Cậu là người tốt. Tần Lạc thở dài, tâm trạng nặng nề. Thầy thuốc ruồng bỏ bệnh nhân, đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Có một số bệnh viện lớn, để bảo vệ danh dự của bệnh viện đã cự tuyệt nhận những bệnh nhân nặng. Còn có một số thầy thuốc vì chức vụ và tiền thưởng cũng từ chối nhận những ca phẫu thuật khó, bởi vì một khi giải phẫu thất bại, tỷ lệ giải phẫu thành công của bọn họ sẽ giảm đi. Điều đó cũng ảnh hưởng tới tiền đồ và tiền thưởng sau này của bọn họ. Mặc dù Tần Lạc không biết nghề nghiệp của ông già này, nhìn vào cách ăn mặc hắn cũng có thể biết ông già là một cu ly, hạng người ở tầng đáy của xã hội. Người như thế thì đông như kiến, không quan trọng, không đáng quan tâm, nhưng lại xuất hiện khắp nơi. Có người nói cho chúng ta liệu có cần phải phân biệt địa vị sang hèn của nghề nghiệp không? Bạn có tin vào câu nói này không? Nếu bạn tin, bạn là người vô cùng ngu ngốc. Một người làm công việc dọn vệ sinh trong thành phố, nghề nghiệp bần cùng nhất, và một quan chức bụng phệ đi xe Audi, hai người này có địa vị xã hội giống nhau sao? Hai người bọn họ được người trong xã hội tôn kính như nhau sao? Hai người được hưởng các đãi ngộ của xã hội như nhau sao? Ông già không có tiền, hơn nữa bệnh tật làm cả người ông ấy bốc mùi hôi tanh. Đối với nhiều thầy thuốc mà nói, bọn họ tình nguyện không chữa bệnh kiếm tiền còn hơn là chữa bệnh cho người như ông ấy. Đứng ở lập trường thầy thuốc, bọn họ có thể làm như vậy. Không chữa trị cho người bệnh này thì bọn họ có thể chữa trị cho người bệnh tiếp theo. Nhưng là một bệnh nhân không có tiền, không có quyền, trên người có đủ các loại mùi hôi tanh. Bọn họ có quyền lựa chọn nơi chữa bệnh không? Bọn họ chỉ có thể giống như quả bóng da bị đá từ nơi này qua nơi khác. Bệnh tình kéo dài càng nghiêm trọng nhưng không thầy thuốc nào tình nguyện cứu chữa. Tâm trạng của bọn họ ai có thể giải thích đây? Bọn họ có thể làm gì? Đương nhiên là chờ chết. Ông lão, ông sống ở đâu? Tần Lạc hỏi. Ở cửa sau của trường học, Mã Thôn, ông già đáp. Có sinh viên tốt bụng nói cho chúng tôi biết ở bên này có chữa bệnh miễn phí. Đại đầu thử dẫn tôi tới xem sao, không ngờ được gặp người tốt. Tần Lạc biết Mã Thôn ở sau trường là khu vực cho thuê nhà bình dân. Có rất nhiều lao động bên ngoài cũng tới đây thuê nhà, cũng có một số sinh viên muốn tự do cũng ra bên đó thuê nhà ở. Sau này ông không được ăn linh tinh, Tần Lạc dặn dò. Thực ra ban đầu ông già bị ngộ độc thức ăn, bởi vì khi mới bị bệnh không nghiêm trọng, có thể lúc đó chỉ cảm thấy choáng váng đầu, chóng mặt, chán ăn, vì thế ông già mới không cảm thấy gì nghiêm trọng. Thế nhưng theo thời gian, độc tính tích lũy càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng độc tố xâm nhập toàn thân, ăn mòn dạ dày. Máu bầm ứ đọng và các chất độc tố không thoát ra ngoài được, ứ đọng bên trong kết thành một tảng lớn trong bụng. Nội tiết trong cơ thể người mất cân đối, trên mặt dễ sinh ra lở loét và mụn nhọt. Độc tố trong người ông già tích tụ không thể thoát ra bên ngoài nên trên người có vô số vết lở loét lớn nhỏ. Lúc nãy trước tiên Tần Lạc dùng biện pháp xoa bóp huyệt vị để kích thích ruột, dạ dày của ông già, làm cho ruột của ông di chuyển mạnh, sau đó hắn tiến lên một bước dùng thái ất thần châm kích thích và bảo vệ để tránh cho tà khí xâm nhập vào tim, sau đó bắt yêu cầu ông nhảy đi nhảy lại để đánh hơi. Bởi vì thể chất của ông quá yếu, nếu không làm cho ông tức giận thì sẽ không gì làm cho ông vận động mạnh được. Sau đó lại dùng kiểu nhảy con ếch để thải tất cả các chất ứ đọng trong bụng. Nếu như phương pháp này không thành công thì chỉ còn một cách, đó là giải phẫu để bài trừ hết chất độc. Ôi, chung quy cũng do tiết kiệm tiền thôi. Có lúc tôi không muốn mua cơm, nhặt mấy thứ trong thùng rác để ăn. Tôi cứ nghĩ người khác có thể ăn mình cũng ăn được. Không ngờ lại xảy ra chuyện, ông già thở dài nói. Không sao. Sau này chú ý một chút là được, Tần Lạc an ủi. Tần Lạc quay sang nói với người con trai trầm lặng của ông già, chất độc và máu đọng trong cơ thể ông ấy đã bị trục ra hết, nhưng những vết lở loét bên ngoài cơ thể vẫn cần tiếp tục điều trị. Hơn nữa ông ấy cũng cần nghỉ ngơi, ít nhất 3 tháng mới khôi phục như thường. Đại đầu trầm mặc gật đầu. Hắn cũng biết những vết lở loét ngoài da cần được chữa trị, nhưng vấn đề là nhà hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để chữa trị. Bồi dưỡng sức khỏe thì có thể miễn cưỡng làm được, tiền công hàng ngày của hắn sẽ đưa cho bố bồi bổ sức khỏe thì cũng tạm ổn. Tần Lạc cũng biết chỗ khó xử của bọn họ, hắn nói, thế này đi. Tôi kê cho anh 2 đơn thuốc, anh đi cắt thuốc theo đơn đó, một đơn thuốc dùng để xoa bóp, một đơn thuốc uống.
đơn thuốc xoa bóp mỗi ngày sắc một thang, sau đó lau rửa vết lở loét cho ông ấy, sau nửa tháng là khỏi hẳn. Đơn thuốc uống, mỗi ngày một thang, sắc uống vào buổi sáng, trưa, tối. Tần Lạc nói xong ghé bên cạnh bàn viết đơn thuốc, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng làm cho người xem vô cùng kinh ngạc. Viết xong đơn thuốc, Tần Lạc đút tay vào túi quần móc ra hơn 200 đồng. Bình thường Tần Lạc không mang nhiều tiền, chỉ để trả tiền xe, vì thế trên người hắn không có nhiều tiền. Tần Lạc nhìn sinh viên học viện Trung y Dược nói, có em nào có thể cho tôi mượn 800 đồng không? Vương Cửu Cửu mở túi mình, nàng móc tất cả tiền trong ví nhét vào tay Tần Lạc. Bao nhiêu vậy? Tần Lạc hỏi. Không biết. Em đếm đi. Không cần thầy hoàn lại, Vương Cửu Cửu trừng mắt nói. Các sinh viên khác thấy thế cũng bắt đầu móc tiền trong túi nhét vào tay Tần Lạc. Có nữ sinh viên nhân lúc đưa tiền còn lặng lẽ sờ mờ u bàn tay Tần Lạc. Nhìn vẻ thật tâm của các cô gái đó, Tần Lạc cũng độ lượng để các cô tùy ý đụng chạm một chút. Chỉ chốc lát trong tay Tần Lạc là một nắm tiền dày, chừng mấy ngàn. Thế nhưng không chỉ có sinh viên của hắn bỏ tiền, mà vô luận là sinh viên học viện Trung y Dược hay học viện Tây y Dược hay những người đứng xem. Đúng là lòng tốt không có giới hạn. Đủ rồi, đủ rồi, Tần Lạc la lớn. Thầy Tần, cứ đưa tiền cho ông lão. Cứ coi như chúng ta mua cho ông lão chút ít bồi dưỡng thân thể, có người nói. Tiểu Hoa móc ra một thẻ tín dụng nói, thầy Tần, trên tấm thẻ này có 7 vạn. Password là 6 số 0. Thầy đưa hết cho bọn họ đáng thương quá. Tần Lạc toát mồ hôi chán. Dù hắn biết gia đình Tiểu Hoa rất giàu có, nhưng hắn cũng không ngờ cô nàng lại quyên góp một khoản tiền lớn như vậy. Tần Lạc đưa nắm tiền trong tay và đơn thuốc cho người con trai và nói, mua thuốc hết chừng 1.000. Trong đơn thuốc có 2 loại thuốc bổ rất đắt tiền. Số tiền còn lại dùng để bồi dưỡng sức khỏe cho ông ấy. Ông già cuống quýt khoát tay nói, không được, vậy không được. Chúng tôi còn chưa trả tiền chữa bệnh, sao chúng tôi có thể nhận tiền của cậu nữa? Không có vấn đề gì. Đây là thành ý của các sinh viên, Tần Lạc chỉ vào đám sinh viên nhiệt tâm quyên góp nói. Đúng vậy, ông cứ nhận lấy đi. Cố ăn nhiều chút bồi dưỡng sức khỏe. Dạ, chúng cháu không thiếu bằng đấy tiền. Chỉ bớt chi tiêu một chút thôi. Đúng. Xem bệnh của ông có khả quan đó. Thầy Tần của chúng cháu là thần y, ông cứ uống thuốc theo lời thầy ấy, đảm bảo ông sẽ khỏi bệnh. Cảm ơn mọi người, ông già lại định quỳ xuống, nhưng Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đã đỡ lại. Cầm lấy, Tần Lạc đưa tiền cho đại đầu. Nhưng đại đầu cũng không cầm tiền của Tần Lạc. Không cần nhiều tiền như vậy, đại đầu nói. Không sao, đây là lòng thành của mọi người, Tần Lạc cười nói. Tôi chỉ cần 1.000, đại đầu nói. Tôi sẽ trả lại. Tần Lạc gật đầu, rút ra 1.000 đưa cho đại đầu, khi hắn nhìn vào ánh mắt kiên định của người đó. Lúc này đại đầu mới nhận tiền, rồi hắn cẩn thận nhét tiền vào trong túi áo lót. Sau đó đại đầu quỳ xuống, hắn dập đầu 3 cái với những người xung quanh rồi mới dìu bố chậm rãi rời đi. Chương 178, quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc. Vương Tử Hào vẫn đứng cạnh quan sát, nhìn Tần Lạc nói chuyện với hai bố con người bệnh, nhìn cách hắn chữa bệnh. Nhìn cách Tần Lạc bắt ông già đó nhảy kiểu con ếch, nhìn hắn phát động sinh viên quyên góp. Vương Tử Hào biết hắn đã thua, thua toàn diện. Dù là y thuật hay y đức hắn đều kém xa Tần Lạc. Xa. Hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười của các sinh viên, sự kiêu ngạo, tự hào giống như lúc nãy chính bọn họ đã ra tay chữa bệnh cho ông già đó. Bọn họ nhìn Tần Lạc với vẻ sùng bái, như là đang điên cuồng theo đuổi thần tượng của mình. Ngay ở học viện Tây y, bản thân hắn làm gì được nữ sinh viên yêu mến như vậy, khi Tần Lạc vừa hỏi vay tiền đã móc tất cả tiền ra đưa cho hắn. Một cô gái đa tình sẽ dễ dàng thay đổi vì tình. Các cô gái đó đương nhiên có tình cảm với Tần Lạc, nhưng bọn họ lại không liếc mắt nhìn Vương Tử Hào hắn dù chỉ một cái. Vương Tử Hào cô độc đứng đó như người vô hình, không một ai thèm liếc nhìn hắn, bọn họ xúm quanh Tần Lạc, nhìn Tần Lạc, muốn nghe Tần Lạc nói, muốn nói chuyện với Tần Lạc. Vương Tử Hào liếc mắt nhìn Tần Lạc lẫn trong đám đông, hắn thở dài rồi xoay người quay đi. Hắn bước đi trong lặng lẽ, không muốn làm bất kỳ ai chú ý. Dáng vẻ hắn vẫn cao ngạo như trước, cả người ưỡn thẳng như một quân nhân thế, nhưng hắn đang cảm thấy vô cùng quạnh hiu, cô đơn dù gió lạnh đang gào thét quanh hắn. Chính mình đã làm trò cười cho người khác, Vương Tử Hào thầm nghĩ. Tần Lạc không biết tới trạng thái tâm lý hiện nay của Vương Tử Hào, thậm chí hắn còn không liếc nhìn Vương Tử Hào một cái. Hắn có đối thủ nhưng tuyệt đối không phải Vương Tử Hào. Từ đầu tới cuối, tất cả những cái gọi là thách đấu và lôi đài đều do một mình Vương Tử Hào một mực đưa ra.
Cảm ơn mọi người trợ giúp, Tần Lạc cười nói. Các sinh viên vây quanh Tần Lạc thành ba vòng, chen chúc như nêm cối. Lúc này Tần Lạc có cảm giác lâng lâng như là một ngôi sao. Đúng vậy, đó chính là phong độ của một thần tượng. Phong độ của một thần tượng, mình thực sự là một thần tượng ư? Thầy Tần, thầy cảm ơn bọn em làm gì? Cứu người là thầy, một sinh viên cười nói. Phải nói là chúng em mới là người nên nói cảm ơn. Thầy Tần, thầy đã cho bọn em học một giờ học rất sinh động. Chúng em đã biết sau này bản thân mình phải trở thành thầy thuốc như nào. Đúng, chúng em muốn noi gương thầy Tần. Sau này bọn em cũng làm một người như thầy Tần, vừa có y thuật lại có y đức. Tôi có ý kiến để cảm tạ thầy Tần, tất cả chúng ta cúi đầu cảm tạ thầy, một nam sinh viên hét to. Không cần, không cần. Là một giảng viên đây là việc tôi phải làm, Tần Lạc khoát tay từ chối. Nhưng ý kiến của sinh viên đó được mọi người ủng hộ. Thực ra phải nói hành động hôm nay của Tần Lạc đã chinh phục lòng người, sự yêu mến của tất cả mọi người. Các sinh viên tự lập hàng ngũ, dưới sự lĩnh sướng của một nam sinh viên tất cả khom người cúi chào Tần Lạc. Ngoài sinh viên, trong đám đông này còn có một số giảng viên khác, bọn họ cũng cúi chào Tần Lạc. Cửa phòng ăn đầy chật người. Bọn họ đều là niềm hy vọng tương lai của giới y học. Thế nhưng bây giờ bọn họ cúi đầu cảm tạ người thầy đã mang lại cho bọn họ một giờ học sinh động nhất. Tất cả đều tôn kính cúi đầu xuống. Đứng ở vị trí của Tần Lạc quan sát, xung quanh đen kịt người, cao có, lùn có, béo có, gầy có, người tóc thẳng, người tóc quăn có, cả người để đầu chọc. Tần Lạc không nhìn thấy mặt bọn họ nhưng lúc này hắn biết vẻ mặt bọn họ vô cùng thành kính. Xung quanh thực sự yên tĩnh. Một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tần Lạc nhìn các sinh viên, xúc động nói, bây giờ các em là sinh viên học viện, sau này phần lớn các em sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Vì thế ngay ở đây tôi đề nghị các em hãy quý trọng danh dự của chúng ta, hãy vì những người bệnh đang đợi chúng ta. Hãy để Bồ Tát phổ biến khắp thế giới. Hãy để cho y đức trường tồn. Nói xong Tần Lạc cũng cúi đầu trước mọi người. Các sinh viên vỗ tay nhiệt liệt, một số người rớm nước mắt. Có người vừa khóc vừa vỗ tay. Bọn họ vốn chỉ coi học y như là một nghề nghiệp, chỉ coi đó là một công việc có tương lai. Bây giờ bọn họ đã hiểu ra tầm quan trọng của học y, một lần nữa xác định lại con đường phát triển của chính mình. Tần Lạc khoát tay, hắn giơ một nắm tiền nhân dân tệ trong tay nói, tôi cảm ơn các em đã nhiệt tâm quyên góp. Bây giờ là cuối năm, kinh tế của các em cũng không khá giả gì. Bây giờ tôi gửi lại tiền các em, lúc nãy các em quyên góp bao nhiêu, cứ lên lấy lại. Không được lấy ít hơn, hay nhiều hơn, tôi không thể lỗ vốn trong chuyện này được. Mọi người càng nghiêng ngả nhưng không ai chịu lên lấy đầu tiên. Cương Cửu Cửu, vừa rồi em quyên góp bao nhiêu tiền? Tần Lạc chỉ vào đám đông hỏi. Không biết, tiền của em mà em không biết. Chẳng lẽ em không còn việc gì ngoài việc kiểm tiền ư? Này, Tiểu Hoa, em lên lấy tiền lại đi. Đúng là con cái nhà giàu, người khác quyên bằng tiền mặt, em quyên trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Em không sợ làm người khác sợ à? Thầy Tần, tiền em đã quyên ra em không lấy lại nữa, Tiểu Hoa nói. Thế nhưng người ta không muốn nhận tiền này, Tần Lạc khó xử nói. Vậy thầy hãy giữ lại cho mình đi. Tần Lạc hát ca ó xử nói, tôi không thể nhận tiền này. Các em mau nhận tiền này, nếu không các em hãy nghĩ biện pháp giải quyết đi. Thầy Tần, nếu không thầy quyên góp cho tổ chức từ thiện. Đúng, quyên cho quỹ Lý Liên Kiệt. Nếu không chúng ta tự lập nên một quỹ, được không? Sau này khi gặp người không có tiền chữa bệnh, chúng ta sẽ dùng tiền quỹ chữa bệnh miễn phí cho người đó, được không? Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói. Nàng đã cân nhắc ý kiến này khá lâu từ lúc nàng nhìn ông già đó nhảy kiểu con ếch. Nghĩ tới hiện nay vẫn còn nhiều người như vậy, nàng cảm thấy vô cùng đau xót. Đúng, em đồng ý. Ý kiến rất hay, em đồng ý. Nếu không đủ tiền, em sẽ quyên thêm một ít. Tần Lạc ra hiệu cho mọi người yên lặng, hắn nói, vậy chúng ta cứ làm theo ý kiến Vương Cửu Cửu. Cá nhân tôi sẽ góp 500 vạn, chúng ta dùng số tiền này làm số quỹ ban đầu, thành lập một quỹ chuyên cứu trợ chữa bệnh miễn phí cho người bệnh. Ra, mọi người vỗ tay cuồng nhiệt, tất cả cảm thấy kích động vì đã được trực tiếp tham gia một chuyện có ý nghĩa như thế. Sao thầy có nhiều tiền vậy? Vương Cửu Cửu đứng sau Tần Lạc khẽ hỏi. Có Tần Lạc trả lời. Hắn vốn muốn quyên 1.000 vạn nhưng hắn sợ nói ra số đó các sinh viên sẽ khiếp sợ, thậm chí sẽ khuấy động các phương tiện truyền thông, Tần Lạc lại không muốn xảy ra điều đó nên trước tiên hắn quyên 500 vạn, sau này hắn sẽ quyên tiếp. Thầy Tần, thầy đặt tên cho quỹ của chúng ta đi.
thầy Tần quyên nhiều tiền nhất, hay chúng ta cứ gọi là quỹ Tần Lạc đi nha. Đồng ý, em đồng ý. Tên này hay lắm. Thầy Tần, em yêu thầy. Tần Lạc cười gượng nói, đổi lại tên đi, cứ gọi là quỹ cứu trợ thiên sứ được không? Thôi được, đây là sáng kiến của sinh viên Vương Cửu Cửu, chúng ta cứ gọi là quỹ Cửu Cửu nha. Thầy Tần, thầy không nên đùn đẩy. Thôi, chúng ta cứ gọi là quỹ cứu trợ Tần Lạc. Vương Cửu Cửu nói, thầy Tần, thầy không nên từ chối. Đây là thành ý của mọi người yêu mến thầy. Sau này danh tiếng của thầy càng lớn, càng nhiều người yêu mến thầy. Quỹ cứu trợ của chúng ta càng được biết tới, sẽ càng có nhiều người ủng hộ, lúc đó có thể giúp thầy rất nhiều. Quả thực ngày sau ảnh hưởng của Tần Lạc càng lớn, số tiền quỹ quyên góp được càng nhiều cùng với năng lực kinh doanh của Tần Lạc, quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc đã trở thành tổ chức từ thiện lớn nhất Trung Quốc, tổ chức từ thiện lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau quỹ Hồng Thập Tự và quỹ từ thiện Bill. Tần Lạc nhìn nàng rồi hắn gật đầu nói, thôi được, như vậy chúng ta gọi là quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc. Âu, các sinh viên lại vỗ tay cuồng nhiệt y thể họ đang chúc mừng một tin vui. Các em thực sự đáng yêu, Tần Lạc cười nói. Các bạn sinh viên vừa rồi quyên góp tiền xin mời ghi tên lại. Các bạn là những người hiến tặng đầu tiên cho quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc. Vương Cửu Cửu đứng trên một cái ghế nói to. Rầm, rầm. Rất nhiều sinh viên chạy lại, bọn họ muốn được lưu danh lại ở Học viện Trung Y Dược. Bọn họ còn có khả năng lưu danh sử sách. Trên con đường tĩnh mịch trong vườn trường, chỉ có tiếng gió gào rít và tiếng giày dẫm trên lá vang lên tiếng soàn soạt. Vương Cửu Cửu quấn lại khăn cổ, nhìn Tần Lạc hỏi, không phải thầy bảo có chuyện muốn nói cùng em sao? Chuyện gì vậy? Trong lúc hoạt động khám chữa bệnh miễn phí vẫn đang tiếp tục, Tần Lạc kéo Vương Cửu Cửu tới chỗ này nói hắn có chuyện muốn nói với nàng. Vương Cửu Cửu vô cùng hồi hộp, tim nàng đập rộn rã, đập thình thịch cả nửa ngày vẫn không dứt. Chẳng lẽ anh ấy muốn bộc lộ chân tình trước khi về nhà với mình? Em có nghĩ tới một chuyện không? Tần Lạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu hơi tái trong gió lạnh, bối rối hỏi. Có nghĩ, Vương Cửu Cửu nói. Ừ, Tần Lạc gật đầu nói, nếu như thầy giao quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc cho em quản lý, em có làm được không? Để nói ra điều này Tần Lạc đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Hắn không am hiểu kinh doanh, Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành còn có công việc riêng. Còn hắn muốn tìm một người đáng tin cậy, người đó chỉ có thể là Vương Cửu Cửu. Lúc Tần Lạc vay tiền, nàng là người đầu tiên quyên góp, nàng cũng là người đưa ra ý kiến thành lập quỹ cứu trợ chứng tỏ nàng rất nghiêm túc trong việc này. Hơn nữa chính nàng cũng đưa ra việc lưu danh những người hiến tặng trong sổ, làm cho mọi người hăng hái và cảm thấy vinh dự hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn nghĩ ra những điều đó cũng thật không dễ dàng gì. Giao cho em, Vương Cửu Cửu tròn mắt nhìn Tần Lạc. Đúng vậy, em chính là người thích hợp nhất, Tần Lạc nghiêm túc nói. Vương Cửu Cửu cảm thấy ngọt ngào. Ánh mắt nàng long lanh như nước hồ thu nhìn Tần Lạc nói, em đương nhiên có thể quản lý. Nhưng tại sao thầy muốn em làm? Trừ phi thầy đồng ý với em một việc. Vương Cửu Cửu liếm đôi môi khô khốc của mình, ngẩng mặt nói. Yêu cầu gì? Là. Vương Cửu Cửu đột nhiên ôm cổ Tần Lạc, sau đó nàng đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn. Thật sự là em không nín nhịn được nữa. Lúc nãy ông la ó cảm kích dập đầu rơi nước mắt mình đã muốn hôn anh ấy. Trong khoảnh khắc ấy anh thật đẹp. Vương Cửu Cửu thầm rên rỉ trong lòng. Chương 179, học bắn súng. Lại chiêu này, lại chỉ có chiêu này. Tần Lạc phẫn nộ thầm nghĩ. Nhân lúc người ta không để ý mà hôn thì tính gì? Có giỏi nhân lúc người ta không chú ý giày ngã xuống đất. Sau đó làm chuyện XXX đó đi. Nhưng cô gái này thật ghê gớm. Mỗi lần tán tỉnh người ta sau khi khuấy động cảm xúc của người ta lại có vẻ ngượng ngùng bỏ chạy. Chuyện này là thế nào đây? Vương Cửu Cửu hôn Tần Lạc đến khi hắn không thở được nàng mới buông hắn ra, ánh mắt như trốn tránh nói, em sẽ giúp thầy quản lý quỹ. Nói xong Vương Cửu Cửu cầm cặp xoay người chạy như bỏ trốn. Tần Lạc nhìn bóng Vương Cửu Cửu xa dần rồi hắn cúi xuống nhìn đũng quần của hắn đang trào cờ, thật sự là khóc không ra nước mắt nữa. Tại sao lần nào cũng như vậy? Tần Lạc quay trở lại khu vực khám chữa bệnh miễn phí của Học viện Trung Y Dược. Vương Cửu Cửu đã đang ngồi trước bàn làm việc. Trước mỗi bàn là một hàng dài bệnh nhân đang chờ đợi. Những bệnh nhân đặc biệt nào các sinh viên không chuẩn trị được, bọn họ sẽ đứng chờ ở bên đợi Tần Lạc chữa trị. Nhìn thấy Tần Lạc đi tới bọn họ đứng lên, cung kính nhường chỗ cho hắn, Tần Lạc khoát tay sau đó bắt đầu công việc. Hiệu suất làm việc của Tần Lạc cực kỳ cao. Hắn chỉ cần bắt mạch, hoặc quan sát sắc mặt là hắn có thể chuẩn bệnh,
tốc độ kê đơn còn khủng khiếp hơn. Hình như trong đầu hắn đã có vô số đơn thuốc, lúc này chỉ cần viết ra mà thôi. Bên học viện Tây Y do giảng viên chủ chốt đột nhiên rời khỏi nên đội ngũ đột nhiên lâm vào tình trạng rắn không đầu. Sau khi phân phát xong thuốc cảm cúm, một số sinh viên hết kiên nhẫn, khênh bàn quay lại phòng học. Trong khi đó có một số sinh viên lén chạy sang bên học viện Trung Y phụ giúp. Trước đó Tiểu Hoa đã nói sau khi khám chữa bệnh miễn phí xong sẽ mời mọi người ra ngoài ăn hải sản nhưng do có nhiều người tới khám chữa bệnh nên mãi không hết. Lý Mãnh phải chạy tới canteen mua hàng chục hộp cơm mang lại cho mọi người. Hoạt động khám chữa bệnh tận tới 3 giờ chiều mới kết thúc vì lúc đó phần lớn sinh viên phải đi học. Tần Lạc đứng trên bục cao nhìn đông đảo sinh viên bên dưới cười hỏi, các em cảm thấy biểu hiện hôm nay của các em thế nào? Rất tốt, các sinh viên đồng thanh hét lớn. Bọn họ cực kỳ hài lòng với hành động hôm nay của mình. Nếu để các em tự cho điểm, các em sẽ cho mình bao nhiêu điểm? Tần Lạc hỏi tiếp. 95 điểm tất cả hét lớn. Không còn cách nào khác vì Tần Lạc yêu cầu cuối mỗi kỳ thi mỗi sinh viên phải đạt ít nhất 95 điểm nếu không hắn sẽ khuyên sinh viên đó tự rời khỏi lớp. Bọn họ chỉ có thể mặt dày đòi số điểm đó. Tần Lạc lắc đầu nói, các em không đạt 95 điểm. Cả giảng đường lập tức im lặng, các sinh viên sốt ruột nhìn Tần Lạc vẻ chờ đợi. Tôi cho các em 100 điểm, Tần Lạc cười nói. Xôn xao. Mọi người hoan hô ầm ĩ, có người gào lên, có người vỗ tay, có người đấm tay thình thịch xuống bàn. Xét cho cùng bọn họ chỉ là những đứa trẻ trong hình hài người lớn. Tần Lạc khoát tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, hắn nói, biểu hiện hôm nay của các em rất khá, tốt lắm. Kỹ thuật của các em còn phải nâng cao thêm nhưng các em đã rất cố gắng. Đã làm những gì các em có thể, các em xứng với 100 điểm. Thầy Tần, thầy đẹp trai quá. Thầy Tần, em yêu thầy. Thầy Tần, đây là lần đầu tiên em được 100 điểm. Tần Lạc lại phất tay ra hiệu cho các sinh viên trật tự rồi nói, còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chương trình học trong học kỳ này đã kết thúc. Sang năm mới chúng ta sẽ gặp lại. Thầy Tần, không phải chúng em còn phải làm bài thi viết sao? Một sinh viên nghi hoặc hỏi. Ồ, phần thi viết nằm trong những ghi chép của tôi về y học. Tôi sẽ bảo Vương Cửu Cửu đi photo cho mỗi người một bản, các em mang về xem trước. Tôi hy vọng có thể trợ giúp thêm cho các em, Tần Lạc cười nói. Ban đầu tất cả ngạc nhiên, sau đó tất cả hoan hô vang động giảng đường. Bọn họ thực sự hạnh phúc khi có một thầy giáo làm việc không tuân thủ các quy định nghề nghiệp. Sau khi đã xoa bóp các huyệt đạo cho Long Vương, Tần Lạc nói, sư phụ. Sắp tới năm mới, con phải về nhà mấy ngày. Ha, ha, năm mới về thăm cha mẹ là chuyện đương nhiên. Không sao, chuyện này không ảnh hưởng tới sức khỏe của ta, Long Vương cười nói. Thân thể của ông đã có chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày càng nhiều hy vọng. Nụ cười của ông cũng nhiều hơn. Thế nhưng trong mấy ngày đó con không có cách nào châm cứu cho sư phụ. Con sẽ kê một đơn thuốc để điều trị tạng phủ của người. Con cũng sẽ hướng dẫn cho các hộ lý cách xoa bóp mấy huyệt đạo chủ yếu để họ có thể xoa bóp cho người, Tần Lạc dặn dò. Long Vương rất hài lòng với sự chu đáo của Tần Lạc, ông cười nói, con hãy vấn an cha mẹ thay ta. Dạ, đợi khi sư phụ khỏe mạnh con sẽ mời sư phụ tới nhà con chơi. Tần Lạc nói. Long Vương gật đầu, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mỗi lần Tần Lạc xoa bóp các huyệt đạo đều có tác dụng thôi miên. Nếu là người bình thường trong quá trình xoa bóp sẽ ngủ thiếp đi. Dù thân thể Long Vương tàn tật, nhưng ông có ý chí kinh người. Mỗi lần xoa bóp xong vẫn có thể nói chuyện một lúc. Dù ông đã nhắm mắt nhưng không phải đã ngủ say. Là một quân nhân, lúc nào ông cũng phải cảnh giác. Nếu ông ngủ quá say sẽ mất đi cảm giác an toàn. Tới lượt chúng ta, Ly ngồi ở ghế bên cạnh, tay cầm một quả táo cắn ăn nói. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe lắm, Tần Lạc nói. Như vậy mới tốt, thân thể không khỏe mới rèn luyện ý chí, nghị lực của anh. Toàn thân tôi đau nhức, Tần Lạc thú nhận, phương pháp huấn luyện quá nặng, hơn nữa khi giao đấu không lưu tình chút nào, mỗi lần công kích đều nhắm vào những chỗ yếu nhất của đối phương, cổ, xương sườn, ngực vân vân. Hơn nữa lần nào Tần Lạc giúp Long Vương chữa bệnh cũng hao tổn rất nhiều sức lực, thân thể hắn thực sự không chịu dựng nổi. Rồi sẽ nhanh chóng hết đau, Ly vung vẩy con dao trong tay nói với Tần Lạc. Tần Lạc bất đắc dĩ phải theo Ly đi tới phòng huấn luyện ở phía sau. Tần Lạc lại bị Ly đánh bay đi, nằm thẳng cẳng trên nền nhà, không dậy nổi. Ly đã đánh quá mạnh, đánh hắn hôn mê luôn. Hơi thở của Ly cũng đã nặng nề, đây là điều trước kia không xảy ra với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lạc,
nàng cảm thấy bên trong vẻ ngoài gầy yếu của người thanh niên này không biết là cái gì nữa. Trước kia khi Tần Lạc bị nàng đánh ngã, nhiều lắm hắn cũng chỉ kiên trì đứng dậy được 3 lần. Thế nhưng bây giờ hắn có thể kiên trì được 9 lần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thể lực của hắn đã tăng gấp 3. Điều này quả thực không tin nổi. Chẳng lẽ đạo gia thập nhị đoạn cầm có thể hỗ trợ luyện võ công như cha nuôi đã nói? Nếu không sao anh ta có thể khôi phục thể lực và dẻo dai như vậy? Ly trầm tư suy nghĩ, không sao tìm ra câu trả lời. Cậu ta là một người có tiềm năng hỏa dược đột nhiên xuất hiện phía sau Ly nói. Đáng tiếc đã muộn, Ly tiếc nuối nói. Nếu ngay từ nhỏ Tần Lạc được danh sư chỉ dạy, nói không chừng anh ta sẽ có thể gia nhập Long Tức. Hơn nữa có thể là cao thủ hàng đầu của Long Tức. Không muộn, hỏa dược nói. Chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Cậu ta bị cô đánh ngã 9 lần. Dù đã kiệt sức không đứng dậy nhưng cô có nghe thấy hơi thở của cậu ta hỗn loạn và nặng nhọc không? Ly nghiêng tai lắng nghe, rồi hai mắt tròn xoe hỏi, tại sao? Không rõ lắm, có thể cậu ta đã học môn công pháp hô hấp thổ nạp gì đó, hỏa dược nói. Chỉ cần cậu ta không chết, cậu ta sẽ nhanh chóng hồi phục thể lực. Một đối thủ như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Mình có nên tự hào cho anh ta không nhỉ? Ly mê man suy nghĩ, ánh mắt vui vẻ như một con hồ ly giảo hoạt. Hỏa dược không trả lời câu hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc, nói, tôi chuẩn bị dạy cậu ta kỹ thuật bắn súng. Cái gì? Ly kinh hãi. Hỏa dược là tay súng thần trong đội Long Tức, tiếng tăm lừng lẫy cho dù là trong lính đánh thuê hay giới sát thủ. Hơn nữa hỏa dược còn nổi tiếng về tính tình nóng nảy, giống như một thùng thuốc súng. Ngoại trừ các thành viên trong tổ Long Tức, anh ta không quan hệ với bất kỳ ai. Bây giờ tại sao anh ta lại chủ động đưa ra đề nghị dạy một người xa lạ kỹ thuật bắn súng? Tôi muốn dạy cậu ta kỹ thuật bắn súng, hỏa dược nhíu mày nói. Anh ta không thích lặp đi lặp lại một câu nói. Tại sao? Ly tròn mắt nhìn hắn. Cậu ta cứu Long Vương. Còn gì nữa không? Hỏa dược dừng lại một chút rồi nói, cô có nhận thấy cậu ta có đôi tay rất phù hợp với bắn súng không? Tôi thực sự nhận ra anh ta có đôi tay phù hợp với châm cứu. Ly liếc nhìn Tần Lạc nằm cách đó không xa nói. Không sai, hỏa dược gật đầu. Có chú ý tới động tác của cậu ta khi châm cứu không? Tìm huyệt chính xác, xuất châm nhanh chóng, ngón tay linh hoạt, cổ tay vững vàng. Nếu đôi tay này học kỹ thuật bắn súng, chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích. Cô không muốn điều ấy sao? Tôi chỉ biết tôi muốn chiếm tiện nghi của anh ta, Ly bất đắc dĩ nói. Thực sự phải thừa nhận tên hỗn đản này có vận khí cực tốt. Nàng đột nhiên xoay người gọi Tần Lạc, nếu đã tỉnh dậy. Mau đứng lên. Tần Lạc bối rối đứng lên hỏi, tại sao cô biết tôi đã tỉnh lại? Hô hấp của anh vốn rất thăng bằng dù khi hôn mê cũng thế. Thế nhưng khi anh tỉnh lại anh sợ bị phát hiện nên nín thở, ngưng thần, hô hấp và chống ngực giảm so với bình thường, Ly nói. Tần Lạc lập tức toát mồ hôi lạnh. Quan hệ với những quân nhân ra sống vào chết này phải vô cùng cẩn thận, nếu không ngay lập tức sẽ bộc lộ sơ hở. Vừa rồi hai người nói chuyện gì đó, Tần Lạc lồm cồm bò dậy, cười hỏi. Tôi muốn dạy cậu kỹ thuật bắn súng, hỏa dược nhìn Tần Lạc nói. Cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ học được, Tần Lạc vui mừng nói. Hắn suýt chút nữa sụp xuống lạy hỏa dược làm thầy. Cũng may ý nghĩ hắn lướt nhanh, hắn biết bản thân mình đã nhận Long Vương làm thầy, giờ lại bái hỏa dược làm thầy. Lúc đó danh phận sẽ rất lung tung. Bàn tay hỏa dược không nhúc nhích nhưng ngay lập tức trong bàn tay anh ta đã xuất hiện một khẩu súng lục màu đen. Tần Lạc nhận ra lần trước chính hỏa dược đã dùng khẩu súng này làm tung một nhúm tóc hắn. Hỏa dược đưa khẩu súng cho Tần Lạc nói, trước tiên cậu hãy thử làm quen với nó. Hỏa dược, anh muốn tặng tiểu hắc cho anh ta. Ly giật mình hỏi. Tôi đã tặng, hỏa dược nói sau đó lạnh lùng xoay người đi khỏi. Chương 180. Phương thức trả thù tốt nhất. Ngồi trong xe Hammer, Tần Lạc mê mẩn ngắm khẩu súng lục màu đen trong tay. Tại sao lại gọi khẩu súng này là tiểu hắc? Tôi thấy cái tên này không uy phong. Gọi là hắc ưng có được không? Hay gọi là súng truy hồn đoạt mệnh? Tần Lạc quay sang hỏi Ly. Ly liếc mắt nhìn khẩu súng trên tay Tần Lạc rồi nói, hỏa dược không chỉ là một tay súng thần, mà còn là một cao thủ chữa súng. Tiểu hắc là khẩu súng đầu tiên anh ta sửa được, dùng cho tới tận bây giờ. Cho tới khi tặng anh khẩu súng này, anh ta chưa từng trao đổi súng. Dừng lại một lát rồi Ly nói tiếp, hỏa dược có nuôi một con chó ngao, nuôi được 6 năm. Tên của nó là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ư, Tần Lạc hỏi, hắn đương nhiên hỏi về con chó ngao đó. Chết rồi,
Khi hỏa dược chúng mai phục nó đã nhảy lên đỡ đạn cho hỏa dược, giọng nói của Ly buồn buồn. Ngay cả động vật cũng biết giữ nhà, bảo vệ chủ nhân. Loài người chúng ta thì đang làm gì? Tần Lạc trầm tư một lát rồi cười nói, cái tên tiểu hắc này cũng hay lắm. Sau này tôi cũng gọi nó là tiểu hắc. Ly không nói gì nữa, chăm chú lái xe. Không biết tại sao tốc độ của xe cũng không nhanh lắm, xe chạy chậm như tâm tình của Ly lúc này. Xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Tần Lạc mở cửa xe, hắn chợt nhớ ra quay đầu nói với Ly, tối mai tôi sẽ về nhà. Chúc cô ngày Tết vui vẻ. Cảm ơn, Ly nói. Vẻ mặt của nàng rất bình thản, không giống với vẻ mặt thường ngày của nàng chút nào. Như trước kia, hoặc là nàng sẽ hung hăng chửi mắng Tần Lạc mấy câu, hay hai người sẽ đấu khẩu mấy câu sau đó nàng lái xe phóng như bay. Sao vậy? Tần Lạc xuống xe nhưng hắn chưa rời khỏi mà hắn ghé đầu vào cửa xe hỏi. Ngày mai, tôi phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Ly nói. Ngày mai, sắp đến Tết rồi tại sao vẫn phải đi làm nhiệm vụ? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Hắn không biết tại sao tự nhiên hắn cảm thấy lo lắng cho cô gái này. Có ai quy định ngày Tết không phải đi làm nhiệm vụ không? Ly hỏi lại. Tần Lạc há hốc mồm không trả lời được. Đúng vậy, có ai quy định như vậy không? Liệu kẻ thù có lợi dụng ngày Tết ra tay phá hoại không? Một người lính có vì ngày Tết sắp đến mà từ bỏ nhiệm vụ, an tâm đón mừng năm mới không? Vào đêm giao thừa trong khi bạn và gia đình đoàn tụ, uống rượu ngồi xem các chương trình đặc sắc trên TV. Liệu có ai nghĩ tới trong lúc đó có những người đang ôm súng tuần tra trong giá rét nơi rừng rậm, núi cao, hoặc cả người tê cóng trên trận địa trên núi cao? Đây là một tổ chức khổng lồ. Chỉ có một số người có may mắn được ở nhà đón xuân hay xuất hiện trên truyền hình chúc Tết khán giả, còn đại bộ phận phải túc trực ở vùng biên giới, hải đảo. Chỉ có thể thầm chúc người thân nơi phương xa năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Tần Lạc cảm thấy u buồn, hắn hỏi, không đi có được không? Tôi không đi thì người khác phải đi. Đúng vậy, nàng không đi người khác sẽ phải đi. Nếu thế ai sẽ đi bây giờ? Xem ra lần này sẽ có người gặp tai họa rồi, Tần Lạc cười nói, cô ra tay với tôi tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn sẽ không khách khí với kẻ thù đúng không? Cho tới bây giờ tôi cũng không khách khí, Ly nói. Vậy là tốt rồi, cô cứ tàn nhẫn đánh chúng như vậy, Tần Lạc khuyến khích nàng. Sang năm gặp lại, Ly nói. Sang năm gặp lại, Tần Lạc gật đầu. Cho tới khi chiếc Hammer đã chạy xa tít, Tần Lạc vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nhất định phải sống sót quay về, Tần Lạc thì thào. Khi Tần Lạc tới cổng biệt thự Lâm gia, hắn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cạnh tường bao biệt thự. Tay người đó cầm thuốc lá, gương mặt tiều tụy, nhìn chăm chăm vào cánh cổng nhưng hình như không định đi vào. Anh tìm ai? Tần Lạc đi tới hỏi. Cậu là ai? Người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn Tần Lạc hỏi lại. Ông ta đưa mắt nhìn vào bên trong biệt thự Lâm gia, thấy không kinh động tới người bên trong, lúc này sắc mặt ông ta mới hỏa hoãn trở lại. Tôi là Tần Lạc, anh tìm Lâm gia gia à? Tần Lạc hỏi. Không liên quan tới cậu, người đàn ông trung niên ngang ngạnh nói một câu rồi chạy tới chiếc Mercedes Benz màu đen ở gần đó, ông ta nhanh chóng lái xe ra khỏi tiểu khu. Tần Lạc chăm chú nhìn theo hướng chiếc Mercedes Benz chạy đi, một lát sau hắn mới đi vào trong nhà. Trong phòng khách không có ai. Tần Lạc nghĩ Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hóa Khê chưa đi làm về, hắn liền đi về phòng mình. Sau khi đọc một đoạn cuốn Huyền Công Lục lão đạo sĩ tặng cho hắn, Tần Lạc lại lấy chuỗi hạt châu ra nghịch một lát, Tần Lạc cảm thấy buồn chán, hắn liền đứng dậy mở computer. Vừa truy cập vào QQ, Tần Lạc đã thấy nick của Lâm Hoán Khê đang nhấp nháy. Tần Lạc bây giờ không phải là người ngây ngô nữa, sau một thời gian tôi luyện trình độ computer của hắn đã vượt qua giai đoạn sơ cấp. Hắn đã sử dụng thành thạo QQ, một câu hỏi xuất hiện trên màn hình, ông nội cậu có thích cái gì? Tại sao lại hỏi vậy? Tần Lạc gửi câu hỏi, tốc độ đánh máy của hắn vẫn rất chậm. Tần Lạc vốn cho rằng Lâm Hoán Khê không có ở đây, không ngờ cái avatar của nàng lại sáng lên, QQ, một chương trình giống dinh chat của Tần Lạc lại kêu lên, tít tít tít. Mua quà, Lâm Hoán Khê trả lời, nàng đang nhiên đang online. Mua quà gì? Tần Lạc hỏi. Avatar của Lâm Hoán Khê lại sáng lên, sau đó nàng hỏi, ông thích cái gì thì mua cái đó. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, trà. Ông hắn có ba sở thích, một là nghiên cứu y thuật, hai là uống trà, ba là nghe kinh kịch. Tặng quà, chỉ có trà là phù hợp nhất. Im lặng hồi lâu, avatar của Lâm Hoán Khê lại sáng, nàng hỏi, còn cha mẹ của cậu. Tần Lạc mỉm cười, hắn không ngờ Lâm Hoán Khê lại đáng yêu như thế. Dù vẻ bề ngoài của nàng vô cùng lãnh đạm,
tâm trạng nàng lại rất khẩn trương. Trong lúc đi làm còn nghĩ xem phải mua quà tặng gì. Không sai, những người vợ không đẹp thường cảm thấy sợ hãi bố mẹ chồng. Chị không cần lo lắng. Ngày mai tôi và chị đi dạo phố, tôi sẽ nói cho chị biết nên mua gì. Tần Lạc cười nói. Tôi phải đi làm đây, Lâm Hoán Khê trả lời. Tần Lạc vừa gửi biểu tượng một nụ hôn đỏ hồng thì avatar của Lâm Hoán Khê đã tắt, làm cho hắn cảm thấy buồn bực. Thường ngày Tần Lạc rất ít khi đi dạo phố. Cuộc sống của nàng chỉ quanh đi quẩn lại hai điều, trường học, về nhà. Về nhà, trường học. Lúc này mối quan hệ của hai người vẫn trong tình trạng nửa kín nửa hở, nhưng Lâm Thanh Nguyên rất vui mừng trước tiến triển này. Vì thế nhiều lần Lâm Thanh Nguyên nói với Tần Lạc, các cháu là thanh niên nên đi ra ngoài vui chơi. Suốt ngày rú rú ở nhà làm gì? Thế nhưng ngoại trừ lần Tần Lạc lúc mới tới, Lâm Hoán Khê dẫn hắn đi mua quần áo cùng điện thoại di động, sau đó hai người hầu như không đi dạo phố cùng nhau. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu lại đi dạo phố với nhau mấy lần. Bởi vì cuối năm nên ở chợ rất đông người, Tần Lạc khệ nệ cầm túi to túi nhỏ đi theo Lâm Hoán Khê, Lâm Hoán Khê cũng cầm hai cái hộp. Thân thể hai người gần như dính sát vào nhau để tránh bị dòng người đẩy tách ra khỏi nhau. Tại sao có nhiều người thế? Tần Lạc cười gượng nói. Sắp tới ngày Tết, Lâm Hoán Khê nói. Có ai không đi sắm Tết không? Mua, lúc nào cũng mua, Tần Lạc cười ha hả nhìn Lâm Hoán Khê nói. Chị có biết ngày hôm nay chị đã hỏi câu này bao nhiêu lần không? Lâm Hoán Khê tránh ánh mắt của Tần Lạc nói, nếu quên ai đó thì xấu hổ lắm. Tần Lạc gật đầu nói, tôi cứ nghĩ chị không hiểu chuyện của thế giới này chứ. Lâm Hoán Khê liếc mắt nhìn Tần Lạc, không nói gì. Sau một hồi vất vả hai người mới ra khỏi chợ, Tần Lạc hỏi, chị có đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Tần Lạc cảm thấy hắn càng ngày càng giống như một người bạn trai. Lúc này đây hắn thường quan tâm chăm sóc sức khỏe, tình cảm của bạn gái. Cậu muốn ăn cái gì? Lâm Hoán Khê hỏi, tính cách của nàng lại giống như một ngự tỷ. Bất kỳ cái gì cũng hỏi Tần Lạc trước, nàng coi Tần Lạc giống như em trai của mình. Chị thích ăn gì chúng ta ăn cái đó, Tần Lạc gượng gạo nói. Kìa, Tần Lạc chỉ vào một phụ nữ mặc áo lông màu hồng từ bãi đỗ xe đi ra nói, kia có phải là Trần Hiểu Tuyết ở cùng học viện với chị không? Lâm Hoán Khê liếc nhìn và gật đầu. Tần Lạc thấy một người đàn ông đi tới, sau đó hai người ôm nhau rất thân mật. Hắn cười nói, hình như cô ta lại thay đổi bạn trai. À, người đàn ông kia trông quen quen. Là chủ nhiệm học viện của tôi đó, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc gật đầu nói, lần trước chiêu đãi phái đoàn đại biểu trường đây hút hình như tôi có ăn cơm cùng với ông ta. Một ý nghĩ bất chợt nảy đến trong đầu Tần Lạc, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Có phải người này là nguyên nhân chị bỏ trường? Không có niềm vui trong công việc thì bỏ thôi, Lâm Hoán Khê không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tần Lạc cười gượng nói, cô ta thật xuất sắc, không tha cho bất kỳ người đàn ông nào. Trần Hiểu Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Hoán Khê đang đứng ở trên cầu thang chăm chú nhìn mình, cô ta cố ý ôm sát người bạn trai kéo tới bên đó. Ồ, không phải đây là băng sơn mỹ nhân Lâm Hoán Khê sao? Thế nào, đã tìm được việc mới chưa? Trần Hiểu Tuyết hỏi xoáy. Trong mắt cô ta, Lâm Hoán Khê nếu không dựa vào mối quan hệ của ông mình thì không bao giờ tìm được việc, chỉ có thể ở nhà gặm bánh mì. Tìm được rồi, Lâm Hoán Khê nhạt nhẽo nói. Thật vậy sao, nếu đúng thế thì xin chúc mừng. Chức vụ gì? Làm quản lý ở một công ty, Lâm Hoán Khê đáp. Qua, đúng vậy sao, thu nhập thế nào, có bằng với ở trường không? Trần Hiểu Tuyết cười ha hả hỏi, cô ta còn làm ra vẻ hạnh phúc dựa đầu vào vai người đàn ông kia. Lương một năm 300 vạn, Lâm Hoán Khê nói. Trần Hiểu Tuyết chấn động, sắc mặt tái đi nói, chỉ mong cô thực sự tìm được việc làm. Sau đó cô ta luống cuống kéo tay bạn trai đi khỏi, hai người đi như chạy, không cả kịp nói gì với Tần Lạc. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê tủm tỉm cười, Lâm Hoán Khê nói, không được cười. Tần Lạc không nhịn được, hắn cười một cách khoái trá. Cách tốt nhất trả thù một người là cho người đó biết bản thân mình đang tốt hơn so với người đó, Lâm Hoán Khê nói. Thực tế lương hàng năm của Lâm Hoán Khê không phải là 300 vạn mà là 30 vạn, nàng chỉ thêm một số không vào đằng sau. Lần đầu tiên Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê nói dối. Hắn không thấy chán ghét điều đó, ngược lại hắn càng có cảm giác chân thật hơn. Trước kia Lâm Hoán Khê là người vô cảm, làm cho người khác có cảm giác mờ mịt, nhưng thoáng cái nàng đã trở thành một người sống động ngay trước mắt hắn. Không sao, Tần Lạc trêu nàng, vì chị đã nói thế sang năm sẽ tăng lương cho chị. Chương 181, chờ khi em lớn em sẽ lấy anh. Ở phương Bắc tuyết rơi nhiều,
ở phương Nam ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Thế nhưng bây giờ là mùa đông không có nghĩa phương Nam không giá rét. Có ánh nắng mặt trời bạn sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng khi không có ánh nắng mặt trời, khí lạnh bao phủ khắp nơi có thể làm cho bạn đông cứng lại, cảm thấy rét run. Cái rét phương Bắc như cắt da cắt thịt, xuyên thẳng vào tâm can con người. Cái lạnh phương Nam như độc dược, âm nhu, xảo trá không thể đề phòng. Giống như khí lạnh phát ra từ xương tủy, cho dù có mặc áo bông dày cũng không thể ngăn cản. Chiếc máy bay chở khách khổng lồ từ Yến Kinh tới Dương Thành hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân ở Dương Thành vào lúc hơn 5 giờ chiều. Qua cổng soát vé lúc 1 giờ, chuyến bay bị hoãn hơn nửa tiếng, cộng thêm một hành trình dài thế là gần hết nửa ngày. Khi xuống máy bay trời đã mờ tối, ở trên cánh đồng hoang xa xa còn có một màn sương mỏng, khắp sân bay đã sáng ánh đèn. Sau khi lấy hành lý, Tần Lạc dẫn Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đi ra cổng sân bay. Tần Lạc giọng nói vui mừng của một người đàn ông vang lên. Sau đó một người tiến nhanh tới ôm chầm lấy Tần Lạc. Tốt, béo lên, sắc mặt khá hơn nhiều. Anh cả Tần Lạc cười hỏi, sao anh lại tới đây? Không phải lúc gọi điện em đã nói ư, không cần phải ra đón em mà. Có khách quý tới thăm, sao lại không có ai ra đón được? Người đàn ông cười nói. Sau đó anh ta xoay người niềm nở nhìn Lâm Thanh Nguyên cười hỏi, ông có phải là Lâm lão gia không ạ? Ông cháu sức khỏe không tốt nên không trực tiếp tới đây đón ông. Cháu thay mặt ông tới nghênh đón ông. Sau khi về tới nhà ông cháu sẽ cáo lỗi với ông. Người đàn ông này tuổi ngoài 20, mày rậm, mắt to, tướng mạo thanh tú, cử chỉ phóng khoáng, cũng mặc trường bào xanh, đi giày vải đen, phong thái có vẻ phong lưu phóng khoáng. Cách cư xử của anh ta rất nhiệt tình, hơn nữa nụ cười lúc nào cũng thường trực trên mặt, cảm giác đầu tiên mang lại cho người khác khá dễ gần. Đây là anh cả của cháu, Tần Minh Tần Lạc giới thiệu với hai người. Anh cả, hình như chưa bao giờ nghe nói Tần Lạc có anh cả. Tuy rằng Lâm Thanh Nguyên cảm thấy nghi ngờ nhưng ông không biểu lộ ra ngoài, ông cười ha hả nói, đều là người nhà, khách khí làm gì. Còn đây là em dâu phải không? Tần Minh chủ động chào hỏi Lâm Hoán Khê. Em là Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nàng bình thản trả lời nhưng tâm trạng hơi ngượng ngùng. Tại sao anh ta lại bảo mình là bà xã của cậu ấy? Thực tế Lâm Hoán Khê không biết tí gì về chuyện tình cảm của nàng và Tần Lạc. Tất cả chỉ là do ông của nàng Lâm Thanh Nguyên gọi điện thoại cho gia đình Tần Lạc nói nàng và Tần Lạc tình trong như đã mặt ngoài còn e. Gia đình Tần Lạc cũng tưởng Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã có quan hệ tình cảm, vì thế ông Tần Lạc, Tần Tranh mới mời Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê tới ăn Tết ở nhà mình. Lâm lão, để cháu giúp ông mang hành lý. Em dâu, em cũng đưa hành lý cho anh. Xe chúng ta đang đợi ngoài cửa, chỉ mấy bước là tới, Tần Minh ân cần nói. Sau đó anh ta đưa tay đỡ cái vali trong tay Lâm Thanh Nguyên và cái ba lô trong tay Lâm Hoán Khê. Ở ngoài cổng sân bay có một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang chờ sẵn. Một người mặc y phục tây, đầu húi cua vội mở cửa xe bước ra, đỡ cái vali trong tay Tần Lạc nói, thiếu gia, cậu đã về. Ừ, Tần Lạc giao cái vali cho người đó, sau đó hắn mời Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê lên xe. Sau cây ếch cất hành lý vào sau xe, Tần Minh ở ghế trước bên cạnh tài xế. Anh cả, anh nói ông không khỏe, có nghiêm trọng không? Tần Lạc lo lắng hỏi. Không đáng ngại, bình thường ông chú trọng tập luyện dưỡng sinh, chưa bao giờ bị ốm lặt vặt. Hai ngày nay thời tiết lạnh quá, vết thương ở chân của ông tái phát, Tần Minh quay đầu cười nói. Tần Lạc thở dài nói, em không thường xuyên ở nhà, phải phiền anh quan tâm chăm sóc ông. Không cần phải nói thế, Tần Minh nghiêm túc nói, anh chịu đại ân của ông. Đây là trách nhiệm của anh phải làm. Được, sau này em không nói nữa, Tần Lạc cười nói. Ánh mắt Lâm Thanh Nguyên khá sắc bén, ông đã nhận ra thái độ thân thiết của Tần Minh với Tần Lạc như kiểu lấy lòng mà hình như Tần Lạc không nhận ra, hắn dường như chỉ biết đón nhận. Rốt cuộc ông cũng không biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Tần Minh có vẻ am hiểu việc tìm đúng chủ đề câu chuyện. Suốt dọc đường đi anh ta và Lâm Thanh Nguyên chỉ đàm luận về y học. Hai người đều là thầy thuốc trung y nên cũng không xa lạ với lĩnh vực này. Anh ta cũng cố nói chuyện mấy câu với Lâm Hoán Khê, nhưng khi thấy Lâm Hoán Khê lạnh nhạt trả lời, anh ta cũng không nói gì với nàng nữa. Đường từ sân bay về nhà khá xa nhưng không khí trong xe không trầm lắng lắm. Sau khi xe đi vào nội thành, cảnh đô thị phồn hoa lập tức hiện lên trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên Lâm Hoán Khê xuống phía Nam nên nàng chăm chú nhìn qua cửa sổ quan sát thế giới bên ngoài. Lâm Thanh Nguyên cũng thường xuyên tới Dương Thành họp nhưng vẫn cảm thấy Dương Thành thay đổi không ngừng, 3 ngày một đại biến đổi, 2 ngày một biến đổi nhỏ.
xe dừng lại trước cổng một biệt thự tráng lệ bên bờ sông Châu Giang. Tần Minh nhanh chóng xuống xe, mở cánh cửa hậu ở thùng xe. Lâm Thanh Nguyên bước xuống xe, quan sát, thầm đánh giá toàn cảnh biệt thự rồi ông cười nói, lưng dựa vào Liên Hoa Sơn, cổng quay ra sông Châu Giang, dựa vào sông núi, ngôi biệt thự này thực sự rất đẹp. Tìm khắp Trung Quốc liệu có biệt thự nào có cảnh đẹp như này không? Tần Lạc cười nói, trước kia ở nhà cũng nhưng bên đó mở rộng thành khu kinh tế mở. Toàn bộ dân cư ở đó phải di chuyển đi nơi khác vì chuyện đó mà ông cháu không ăn uống mấy ngày liền. Người già chính là người hoài cổ, cái gì dùng mấy chục năm thì đều cảm thấy luyến tiếc. Lâm Thanh Nguyên xúc động nói. Trong khi hai người đang nói chuyện, cổng biệt thự mở ra, một đám đông đi ra. Đi đầu là một ông già vóc người cao gầy, sắc mặt phấn chấn, mặc bộ đường trang màu xanh, thoạt nhìn ông lão vô cùng phấn chấn. Nước da ông đỏ hồng, nhẵn bóng. Gương mặt không có bất kỳ vết nhăn của tuổi già, bước đi của ông mạnh mẽ như thanh niên, tuy nhiên có cảm giác chân trái không thoải mái lắm. Lâm lão đệ, ta xin lỗi đệ từ xa ông già đã nói xin lỗi Lâm Thanh Nguyên. Tần lão ca không cần phải nói thế, không phải quá khách sáo ư. Luận về tuổi tác, lão ca hơn đệ 2 tuổi, đệ sao có thể để lão ca ra phi trường đón mình. Lâm Thanh Nguyên cầm tay Tần Tranh cười nói. Ha, ha. Lão đệ từ xa mang cháu dâu đến cho ta, theo đạo lý ta phải ra sân bay đón lão đệ. Tần Tranh cười ha hả nói. Hoán Khê, cháu lại đây ra mắt Tần gia gia đi. Lâm Thanh Nguyên kiêu hãnh vẫy tay gọi Lâm Hoán Khê. Tính tình Lâm Hoán Khê thanh bạch, hơn nữa nàng cũng quen với những chuyện quan trọng bên ngoài, rất ít khi nàng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng vốn là một cô gái, hôm nay nàng cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cháu chào Tần gia gia. Lâm Hoán Khê đi tới khẽ chào vấn an Tần Tranh. Tốt, tốt, ông rất hài lòng với cháu dâu của mình. Tần Tranh nhìn Lâm Hoán Khê nói, Hoán Khê, hoan nghênh cháu tới Tần gia chúng ta. Câu này một từ hai nghĩa. Cảm ơn gia gia, Lâm Hoán Khê nói. Mặc dù Tần gia gia và gia gia chỉ bỏ đi một từ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một phị nữ dáng điệu khoan thai, quý phái, mặc bộ sườn xám trang nhã, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đan len. Gương mặt đôn hậu, dễ gần ở bên cạnh chăm chú quan sát Lâm Hoán Khê. Dù Lâm Hoán Khê đã đoán được thân phận của người này nhưng nàng né tránh theo bản năng, không biết phải chào hỏi người này như thế nào. Hoán Khê, bác là mẹ Tần Lạc, bác rất vui khi cháu tới Tần gia ăn Tết. Người phụ nữ kéo tay Lâm Hoán Khê nói, cháu không nên ngại ngùng khi ở đây. Cháu cứ coi như đây là nhà cháu. Dạ thưa bác, Lâm Hoán Khê đáp, bây giờ thì nàng đỏ mặt vì ngượng. Tần Lạc ở đằng sau cũng không được thảnh thơi. Hắn chưa kịp tiến lên vấn an ông mình thì một cô bé nhỏ xíu tóc tết đuôi ngựa đã chạy tới ôm chân hắn, êm ái gọi, anh, ôm một cái. Anh, ôm một cái. Tần Lạc ngồi xổm bế cô bé như ngọc nữ vào lòng, hắn hôn đôi má nhỏ hồng hồng của nàng hỏi, bối bối, em tới đây khi nào? Em mới tới hôm qua, cô bé ôm cổ Tần Lạc cười khanh khách nói. Bối bối là con gái của cô Tần Lạc, đang sống ở Thâm Quyến. Cô Tần Lạc là thương gia buôn bán dược liệu, giống như bố hắn. Mấy năm trước cô hắn đã ly dị chồng, tự mình nuôi bối bối. Bởi vì bối bối không sống với bố nên đặc biệt thân thiết với Tần Lạc. Tần Lạc cũng rất thích cô em họ bé nhỏ này. Em đã thi sát hạch chưa? Tần Lạc cười tít mắt hỏi. Rồi, nhưng em không được điểm tốt, bối bối cong môi nói vẻ tủi thân. Tại sao không được điểm tốt? Có thể cô giáo nghĩ rằng em xinh đẹp hơn cô. Rõ ràng em vẽ quả táo cô giáo lại bảo em vẽ quả đào, bối bối nghiêm túc nói. Tần Tranh gọi to, Tần Lạc, cái thằng, đã về mà không dám lại đây sao? Tần Lạc vội ôm bối bối tiến lại nói, ông, cháu đang nói chuyện với bối bối. Tần Tranh vui mừng nhìn cháu, gật đầu nói, tốt, béo lên. Xem ra cuộc sống của cháu ở Yến Kinh cũng khá lắm. Lâm Gia Gia rất quan tâm tới cháu, Tần Lạc cười nói. Ông làm gì có thời gian quan tâm tới cháu, là Hoán Khê quan tâm tới cháu. Lâm Thanh Nguyên ra sức trợ giúp cháu gái mình. Bối bối mở to mắt nhìn Lâm Hoán Khê rồi ghé vào tai Tần Lạc hỏi nhỏ, anh thực sự sẽ kết hôn à? Hả, ai nói cho em biết? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, lúc này bối bối vẫn là đứa bé con 4 tuổi, làm sao có hiểu được kết hôn là gì chứ? Mẹ nói anh sẽ dẫn về nhà một chị rất xinh đẹp. Mẹ bảo em phải gọi là chị dâu. Bối bối thở dài nói, ai, anh cứ kết hôn trước. Khi nào em trưởng thành em sẽ lại gả cho anh. Chương 182, con còn chưa chuẩn bị tốt. Giọng nói của bối bối cũng khá to nên ai cũng nghe thấy, nghe xong tất cả cười ầm lên.
Tần Tranh cười hỏi, bối bối, tại sao cháu phải gả cho Tần Lạc? Cháu thích anh ấy, bối bối tự nhiên nói. Thế ai bảo cháu thích là có thể gả cho Tần Lạc? Mẹ nói, cháu hỏi mẹ tại sao anh Tần Lạc lại muốn kết hôn với chị ấy? Mẹ nói vì chị ấy thích anh Tần Lạc, cháu cũng thích anh Tần Lạc nhưng bây giờ cháu còn bé. Đợi khi cháu lớn bằng anh Tần Lạc, cháu có thể gả cho anh ấy. Mọi người càng cười vui vẻ, ngay cả Lâm Hoán Khê cũng mỉm cười, nàng nhìn bối bối vẻ thích thú. Cô bé này đáng yêu quá. Có muốn bế không? Tần Lạc nhìn thấy Lâm Hoán Khê nhìn bối bối với vẻ thích thú như vậy, hắn chuyển bối bối qua cho nàng. Lâm Hoán Khê đưa tay định ôm bối bối nhưng tay cô bé ôm chặt cổ Tần Lạc không chịu buông. Em không thích chị ấy bế. Em không thích chị ấy bế, bối bối hét lên. Bối bối ngoan nào, để chị ấy bế một lát. Nếu không anh không thích bối bối nữa, Tần Lạc đe dọa. Gương mặt nhỏ nhắn của bối bối xị ra như muốn khóc, cô bé chìa ba ngón tay nói, em để chị ấy ôm ba ngón tay là được chứ gì. Tần Tranh bảo mọi người vào trong nhà, thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, mấy người Tần Lạc ra ngồi vào bàn ăn. Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên là lão bằng hữu nhiều năm mới gặp lại. Ở tuổi của hai người, lâu lâu mới gặp nhau một lần nên hai người vô cùng trân trọng. Hơn nữa chuyện vui càng vui hơn là sau này Tần Lạc và Lâm Hoán Khê có thể nên duyên vợ chồng. Tửu lượng của hai người đều không tốt thế nhưng hai người vừa uống vừa hàn huyên nên chai rượu Mao Đào trong chốc lát đã vơi đi hơn phân nửa. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê thì gặp đại họa, cả hai vừa mới bỏ bát xuống đã bị bà và mẹ kéo vào phòng khách. Tần Lạc à, cháu và Hoán Khê quen nhau lâu chưa? Bà Tần Lạc cười vui vẻ kéo tay Lâm Hoán Khê, xem ra bà rất hài lòng với người cháu dâu này. Chọn vợ, phải xem tướng mạo, có hay cáu giận không? Tính tình có dịu dàng, ít nói không, vì Lâm Hoán Khê nói chuyện nhỏ nhẹ nên bà Tần Lạc tưởng tính nét nàng dịu dàng, hơn nữa ngực nàng đầy đặn sau này có thể nuôi còn tốt, kiều đồn vểnh cao, đó chính là tướng có thể sinh con trai. Có thể nói rằng con mắt của người già chọn cháu dâu thường không sai chút nào. Cháu quen lúc tới Yến Kinh, cháu ở tại nhà của Hoán Khê, Tần Lạc trả lời. Không phải mấy chuyện này mọi người đã biết rồi ư? Ừ, vậy cũng không coi là ngắn, lão thái thái gật đầu nói. Vậy các cháu có định khi nào sinh con không? Sinh em bé. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc không biết nói gì. Tần Lạc thầm nghĩ, cháu vẫn còn bé, sao mọi người cứ vội bắt cháu làm cha thế? Cho tới lúc này Tần Lạc vẫn còn là một xử nam. Suốt cả ngày hắn chỉ suy nghĩ xem lần đầu tiên nên làm thế nào. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sinh con. Sao lại vậy chứ? Vẫn còn chưa gieo hạt, sao bà đã nghĩ tới việc thu hoạch? Thế nhưng câu hỏi của bà hắn buộc phải trả lời. Tần Lạc cười gượng nói, bà không nên vội thế. Chúng cháu sẽ chóng có chắt cho bà bế. Ôi, bà còn không vội được sao? Khi ông bằng tuổi cháu bây giờ bà đã sinh cha cháu rồi đó. Rõ ràng bà rất thất vọng, quay sang nhìn mẹ Tần Lạc bà nói, hai đứa cũng không còn bé nhỏ gì nữa. Lần này hai đứa về ra mắt người lớn. Coi như chuyện này đã định đoạt. Chuyện này nên nhanh chóng quyết định, không thể để nhà gái tới Tần gia chúng ta phải chịu thiệt thòi. Lát nữa mẹ sẽ bàn với ông của Hoán Khê xem chúng ta sẽ làm theo phong tục của người phương Bắc bọn họ hay làm theo phong tục người phương Nam chúng ta. Mẹ, con hiểu, mẹ Tần Lạc trả lời. Tần Lạc thấy lo lắng nếu để bà và mẹ hỏi thêm những câu hóc búa hắn sẽ khó trả lời nên Tần Lạc vội đứng dậy nói, cháu ra xem hai ông uống rượu thế nào. Không biết hai ông có say không đây? Hoán Khê, có muốn ra xem một chút không? Cháu đi đi, Hoán Khê ngồi lại nói chuyện với chúng ta, lão thái thái nói. Tần Lạc lo lắng nhìn Lâm Hoán Khê, hắn lo nàng không ứng phó được nhưng hắn không ngờ nàng lại gật đầu ý bảo hắn không cần lo lắng cho nàng. Sao có thể không lo đây? Không biết ba người phụ nữ này sẽ bày ra chuyện gì nữa? Tần Lạc vừa xuống cầu thang vừa nghĩ thầm. Khi Tần Lạc xuống dưới lầu hắn thấy bối bối đang ngồi trên ghế xa xem mèo và chuột. Tần Lạc đi tới ôm bối bối vào lòng hỏi, bối bối, mẹ em đâu? Mẹ đi kiếm tiền để nuôi em, bối bối nói. Vậy khi nào bối bối mới có thể kiếm tiền nuôi gia đình nhỉ? Tần Lạc cười hỏi. Ai ra, anh thật đáng ghét. Khi em lớn em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ nói khi trẻ con xem phim không được nói chuyện. Anh cứ nói với em, bối bối không nhịn được đáp trả. Tần Lạc đành yên lặng ngồi xem mèo và chuột với cô bé. Bên ngoài sân lấp loáng ánh đèn pha và tiếng động cơ ô tô vang lên. Lập tức bối bối từ lòng Tần Lạc nhảy ra, cô bé vui mừng chạy ra ngoài gọi to, mẹ đã về.
mẹ đã về. Tần Lạc cũng đứng dậy đi ra sân, hắn thấy một phụ nữ mặc một bộ đồ vét nữ ôm bối bối đi vào. Người phụ nữ vóc người gầy nhưng đường cong quyến rũ, không có chút yếu ớt. Gương mặt rất đẹp, chỉ có đôi môi hơi dày nhưng không vì thế làm mất đi vẻ xinh đẹp, ngược lại càng tăng thêm nét quyến rũ, gợi cảm. Cô và cha Tần Lạc khá giống nhau, đặc biệt đôi mắt cứ như từ một khuôn mẫu vậy. Lần trước gặp cô, Tần Lạc thấy cô rất tiểu tụy, tinh thần hoảng hốt. Bây giờ hắn thấy tâm trạng của cô khá hơn nhiều. Xem ra cô đã gượng dậy từ cuộc hôn nhân thất bại. Thấy Tần Lạc đứng ở cửa, người phụ nữ cười nói, mẹ cháu gọi điện cho cô nói hôm nay cháu về nhà. Bối bối cứ làm ầm lên muốn tới đây, vì thế hôm nay cô và bối bối về nhà chờ cháu. Cháu có dẫn bạn gái về không? Ở trên lầu, Tần Lạc gật đầu nói. Chắc chắn rất xinh đẹp, đúng không? Cô tin tưởng vào con mắt của cháu, Tần Lam cười nói. Cũng tạm tạm, gần giống như cô, Tần Lạc khiêm nhường nói. Rồi, lại tâng bốc cô nữa. Cô già rồi, Tần Lam vỗ vai Tần Lạc. Tần Minh ra đón, anh ta cười nói, cô, vào ăn cơm đã. Mấy người vẫn còn đang uống rượu. Tần Lam liếc nhìn Tần Minh một cái rồi nói với Tần Lạc, cháu bế bối bối cho cô. Cô đi xem mặt vợ cháu. Tần Lam đưa bối bối cho Tần Lạc nói, cô nói với nó cháu sắp kết hôn. Con bé này tức giận không ăn cơm một ngày, mới tỷ tuổi đầu đã biết thầm thương trộm nhớ, thực sự kỳ quái. Tần Lạc đỡ bối bối, nhéo mũi cô bé một cái. Tâm trạng Tần Lạc vẫn không an tâm về Lâm Hoán Khê. Tính tình nàng rất lạnh nhạt, lại không thích nói chuyện. Nếu bà và mẹ hắn nóng vội hỏi nàng, nàng sẽ không bao giờ trả lời. Lúc đó thì sẽ vô cùng xấu hổ. Tần Lạc ôm bối bối đi lên lầu nhưng hắn không ngờ bốn người phụ nữ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tần Thái Thái thấy Tần Lạc đi lên liền phất tay nói, đi xuống, đi xuống. Mấy người phụ nữ chúng ta đang nói chuyện, hai người lên đây làm gì? Con cũng là phụ nữ, bối bối ấm ức nói. Em mới chỉ là cô bé con, Tần Lạc cười nói, sau đó hắn lại ôm bối bối xuống lầu. Tần gia không phải là một đại gia đình đông con nhiều cháu. Tần Tranh chỉ có một con trai và một con gái. Trưởng nam là Tần Phong cũng chỉ có một mình Tần Lạc, thứ nữ Tần Lam dù đã xuất giá nhưng do hôn nhân thất bại, tự mình nuôi con. Vì thế ngày thường Tần gia khó có lúc nào vui vẻ, đông vui như này. Khi Tần Lạc lừa bối bối ngủ xong, hắn cùng Tần Minh dìu Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên say rượu về phòng thì lúc đó đã tới 1 giờ đêm. Tần Lạc chuẩn bị quay về phòng tắm rửa đi ngủ thì mẹ hắn chặn lại ở hành lang. Tần Lạc, con tới phòng mẹ, mẹ có cái này cho con, Tần Mẫu nói. Mẹ, muộn thế này sao vẫn chưa ngủ? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy mẹ nói chuyện với Hó Ẩn Khê, mải trò chuyện quên mất thời gian, Tần Mẫu hạnh phúc nói. Tần Lạc, mẹ rất hài lòng khi con tìm được người vợ này. Dáng người xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, tình tình hiền dịu. Mẹ chỉ sợ con không xứng với Hoán Khê thôi. Làm thần tượng của nhiều người, nghe những lời này của Tần Mẫu, Tần Lạc cảm thấy như bị đâm một nhát dao. Tần Mẫu lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Bà mở cái hộp ra, bên trong có một khối ngọc bích lục rất đẹp. Năm đó khi mẹ về làm dâu Tần gia, bà con đã cho mẹ khối ngọc này. Bây giờ mẹ cho con, lát nữa con đưa cho Hoán Khê, Tần Mẫu nói. Muộn thế này đưa sao được, ngày mai mẹ tự đưa cho Hoán Khê không được à? Tần Lạc nói. Không được, người con dâu tốt như thế, không tặng được cái vòng này mẹ không ngủ ngon được, Tần Mẫu nói. Cái gì mà không đưa được, khi con đi ngủ, con trực tiếp đưa cho Hoán Khê đi. Ngay cả điều này cũng không làm được hả? Mẹ, mẹ sắp xếp Hoán Khê ngủ ở phòng nào? Tần Lạc nhận vòng ngọc rồi hỏi. Đương nhiên phải ở trong phòng của con, vợ con không ngủ trong phòng con thì ngủ ở đâu? Tần Mẫu ngạc nhiên nói. Vậy, tối nay con ngủ đâu? Tần Lạc hỏi. Con à, con còn vấn đề gì sao? Tần Mẫu lo lắng nhìn Tần Lạc hỏi. Không có vấn đề gì, Tần Lạc nói. Vậy mau đi ngủ đi. Yên tâm, mẹ không phải là người bảo thủ. Mẹ sẽ không chê trách các con điều gì hết, Tần Mẫu hiền từ nhìn vẻ mặt ngây như phỗng của Tần Lạc cười nói. Mẹ, con cảm thấy con vẫn chưa chuẩn bị tốt, Tần Lạc nói. Hắn hiểu bản thân hắn phải giải thích mối quan hệ giữa hắn và Lâm Hoán Khê. Con cần chuẩn bị cái gì? Bố mẹ sẽ chuẩn bị hết cho con. Con cứ an tâm chờ cưới vợ, Tần Mẫu nói. Đương nhiên bà đã hiểu sai ý Tần Lạc. Ý Tần Lạc muốn nói là cơ thể hắn vẫn chưa sẵn sàng. Bây giờ cần phải hiến thân sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.